Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1716, một quan hệ là thứ khá rắc rối. Vương Tử Quân nhìn ông chủ quán có vài phần quan tâm đến mình, hắn không khỏi nâng kính lên nói, ông chủ, không có chuyện gì, tôi vừa rồi nghe nói anh ta là chủ tịch, anh ấy là chủ tịch xã này sao? Là phó chủ tịch xã, điều này là thật, người này một ngày không thèm đi làm thế nhưng lại luôn nắm lương trong tay. Ông chủ Triệu nói rồi dùng giọng chán ghét lên tiếng, thật sự hùng mạnh hơn rất nhiều đám dân đen khổ sở chúng tôi. Vương Tử Quân còn định hỏi thêm vài câu thì bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe, ngay sau đó đã có người đồng thanh nói, ai đánh nhau ở đây? Không biết chúng tôi đang cố gắng đảm bảo trị an xóm làng sao? Dám đánh nhau gây rối trật tự, cần phải xử lý thật nghiêm. Sau khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt ông chủ Triệu chợt biến đổi. Hắn nói với Vương Tử Quân, anh bạn, lần này chỉ sợ là phiền toái lớn. Anh bạn nên nghe lời tôi, lát nữa nói vài lời tốt đẹp, bồi thường chút tiền, dàn xếp ổn thỏa cho xong. Tôi biết rồi, Vương Tử Quân nâng kính của mình lên rồi cười với những lời đầy hảo ý của ông chủ Triệu. Anh Lý đi đầu, phía sau có ba tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát, tên cảnh sát đi trước có bộ dạng béo tốt, hắn vừa đi vừa nói, chủ tịch Lý, là ai đánh người ở nơi đây? Lần này nhất định phải xử lý thật nghiêm. Đồn trưởng Triệu, chính là hắn ta. Anh Lý nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi chỉ về phía Hà Kiếm Thành. Hà Kiếm Thành lúc này cũng có chút không yên, tất nhiên không yên không phải là vì ra tay đánh người. Công tác của hắn chủ yếu là bảo vệ Vương Tử Quân, ra tay với người ta không có vấn đề. Hắn sợ chủ tịch Vương mất hứng, sự việc vốn vui vẻ lại thành ra như vậy. Đưa hắn ta đi. Đồn trưởng Triệu nhìn qua Hà Kiếm Thành rồi nói với hai tên cảnh sát đi sau lưng mình. Hai tên cảnh sát đi sau nghe lệnh của lãnh đạo thì nhanh chóng đi về phía Hà Kiếm Thành. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hà Kiếm Thành, sau đó hắn tiến lên phía trước nói, đồng chí cảnh sát, các anh vừa mới đến, còn chưa hỏi rõ ràng là có chuyện gì đã muốn bắt người, có phải như vậy là rất bất ổn không? Ái chà, hiểu pháp luật thế à? Hiểu pháp luật thì không nên đánh người ở nơi này. Bây giờ tôi muốn trừng phạt những người biết pháp luật mà vẫn phạm pháp. Người đâu, bắt về, thẩm vấn cho tốt, để xem có khai hay không. Đồn trưởng Triệu lớn tiếng giống lên với Vương Tử Quân, sau đó chợt dừng lại một chút, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Vương Tử Quân căn bản chưa từng gặp đồn trưởng Triệu này bao giờ, thế nên hắn nói, chưa từng. Sao tôi thấy anh quen mặt như vậy? Đồn trưởng Triệu nói rồi nhìn về phía hai tên cảnh sát lúc này đang khựng người lại, đưa người đi, về thẩm vấn. Hà Kiếm Thành tuyệt đối không để xuất hiện tình huống Vương Tử Quân bị đưa đi, nếu sự việc truyền ra ngoài, nói rằng Vương Tử Quân được Hà Kiếm Thành bảo vệ lại bị công an đưa đi, thật sự là quá đáng cười. Hà Kiếm Thành nghĩ đến đây thì đưa tay vào túi của mình, vì buổi sáng hắn đã có chuẩn bị giấy chứng nhận công tác. Đúng lúc này chợt có người lớn tiếng nói đồn trưởng Triệu. Anh đã nói đến đây uống rượu, anh chạy đi đâu vậy? Sau khi nghe âm thanh này thì một người đàn ông trung niên đi đến, hắn vừa vào sân thì thấy Hà Kiếm Thành. Sau khi có chút sững sốt thì hắn không khỏi nói với hai tên cảnh sát đang tiến lên bên cạnh Hà Kiếm Thành, chờ chút, điều này. Anh không phải là huấn luyện viên Hà sao? Hà Kiếm Thành nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên kia. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nghĩ ra điều gì đó, chào tiểu đoàn trưởng Lý, sao anh lại ở chỗ này? Huấn luyện viên Hà, anh đã chuyển nghề rồi sao? Người đàn ông trung niên được Hà Kiếm Thành gọi là tiểu đoàn trưởng Lý nhanh chóng tiến lên, sau khi đi đến bên cạnh thì dùng giọng vui vẻ nói với Hà Kiếm Thành. Hà Kiếm Thành có chút quan hệ với người này, thế nên hắn cười nói, à, tôi đã chuyển nghề, xem ra anh cũng đã chuyển nghề rồi. À, tôi mới về năm trước. Bây giờ đến cục công an huyện. Tiểu đoàn trưởng Lý nói rồi quay sang phía anh Triệu, nếu không có vấn đề gì lớn thì nể mặt tôi một chút, đây là chiến hữu năm xưa của tôi trong quân ngũ. Lúc này đồn trưởng Triệu có chút khó xử, mặc dù hắn không muốn đắc tội với một người là phó đại đội trưởng đội cảnh vệ có trọng lượng này trong cục công an huyện, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với chủ tịch Lý. Mặc dù chủ tịch Lý và hắn không cùng hệ thống, thế nhưng dù sao thì hắn cũng hiểu rõ hậu trường của chủ tịch Lý. Đồn trưởng Triệu do dự giây lát rồi nhìn về phía chủ tịch Lý, anh Lý, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Đồn trưởng Triệu khá xảo quyệt, mặc dù là trưng cầu ý kiến của chủ tịch Lý,
thế nhưng lại không nói ra ý nghĩ của mình. Thế cho nên hắn căn bản không đắc tội với cả hai bên. Người của tôi không thể bị đánh không không như vậy được, nếu đã có người quen, như vậy phải giam tên kia lại 2 ngày, sau đó bồi thường 10.000 đồng, coi như bỏ qua. Chủ tịch Lý nhìn thoáng qua đồn trưởng Triệu rồi dùng giọng giống như rất nể tình nói. Lúc này tiểu đội trưởng Lý chợt đỏ mặt tía tai, hắn cảm thấy mình căn bản không có thể diện, thế là không khỏi căng mặt lớn tiếng nói, anh Triệu, chuyện này xanh xem rồi xử lý, có một vấn đề tôi phải nhắc nhở anh, đó là bây giờ phải phá án theo đúng quy định. Gương mặt đồn trưởng Triệu chợt biến đổi, hắn vừa rồi sở dĩ lên tiếng giúp đỡ tiểu đội trưởng Lý cũng là vì hai bên cùng hệ thống, nhưng không ngờ đối phương không cảm kích mình, ngược lại còn nói ra những lời như vậy. Đội trưởng Lý, đồn công an chúng tôi xưa nay phá án đều theo đúng quy định. Đồn trưởng Lý nói rồi quay sang hai tên cảnh sát, đưa người này về đồn thẩm vấn. Đồn trưởng Triệu, chuyện ẩu đả đánh nhau không nên nghe lời một phía, công việc quan trọng nhất của anh là phá án, anh nên hỏi thăm tất cả mọi người ở đây cái đã. Đội trưởng Lý nhìn thoáng qua Hà Kiếm Thành rồi dùng giọng cứng nhắc nói. Đồn trưởng Triệu cố nén lửa giận trong lòng, thầm nghĩ tên khốn họ Lý kia đúng là một con ruồi làm bẩn nồi canh. Chính mình có ý tốt mời bọn họ đến đây uống rượu, thế nhưng không ngờ đến đây lại bị đối phương đâm chọc. Lý Thần Côn anh còn nghĩ rằng mình đang còn ở trong quân ngũ sao? Còn dám nói với tôi những lời như vậy? Nếu anh đã muốn chết, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Đồn trưởng Triệu thầm hạ quyết tâm, hắn cười hì hì nói, đội trưởng Lý, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ thực hiện theo lời của anh. Đồn trưởng Triệu nói rồi quay sang chủ tịch Lý, ngài cũng thấy rồi đấy, còn có lãnh đạo của tôi ở chỗ này, tôi không có biện pháp nào khác, thế nên phải làm phiền anh một chút. Hừ, chủ tịch Lý nhìn thoáng qua Lý Thần Côn, sau đó cầm lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nói thẳng, anh Ngô à. Tôi là Lý Thắng Hỷ, chỗ này của tôi có chuyện cần phản ánh với anh. Bạn của tôi bị đánh, người của ngài còn yêu cầu phải đưa cả tôi đến đồn công an. Ngài nói xem tôi có oan uổng không? Chương 1716, hai quan hệ là thứ khá rắc rối. Người đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Lý Thắng Hỷ đưa điện thoại cho đồn trưởng Triệu, anh Triệu, anh nghe điện thoại đi. Đồn trưởng Triệu nghe điện thoại, bộ dạng lười biếng chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau khi bên kia mắng một chập thì hắn mới nói, cục trưởng Ngô, không phải là tôi lỗ mãng, là vì đội trưởng Lý không muốn làm như vậy. Nếu không thì anh ấy sẽ tố giác tôi không xử lý sự việc theo đúng pháp luật. Đội trưởng Lý nào, là đội trưởng đội cảnh vệ sao? Anh ấy đang ở bên cạnh tôi, cái gì? Để cho anh ta nghe máy sao? Được được rồi, ngài chờ một chút. Giọng nói của đồn trưởng Triệu là rất lớn, giống như hắn đang cố ý nói cho Lý Thần Côn nghe rõ ràng. Lý Thần Côn tiếp nhận điện thoại trong tay của đồn trưởng Triệu mà có chút run rẩy. Từ sau khi hắn chuyển nghề đến cục công an huyện, hắn căn bản là bỏ ra khá nhiều khí lực. Nếu như bây giờ đắc tội với lãnh đạo cục công an huyện, vậy thì sau này không còn ngày hắn sống an nhàn nữa rồi. Nhưng Hà Kiếm Thành là bạn bè cũ năm xưa, hắn không thể để cho Hà Kiếm Thành gặp rủi ro được. Thế là hắn nói với đầu dây bên kia, chào cục trưởng Ngô, tôi là Lý Thần Côn. Lý Thần Côn, anh phải làm tốt công tác của mình, còn chuyện công tác của đồn công an, còn chưa đến lượt anh phải khoa tay múa chân. Nếu như bọn họ có vấn đề thì cục sẽ xử lý, bây giờ tôi cho anh 5 phút, nên đi đâu thì về đó đi. Cục trưởng Ngô lên tiếng làm cho Lý Thần Côn chợt nổi giận, hắn nhìn thoáng qua bộ dạng đắc ý của đội trưởng Triệu rồi lớn tiếng nói, cục trưởng Ngô, chuyện này tôi trở về sẽ giải thích với ngài. Lý Thần Côn nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nói với đồn trưởng Triệu, chuyện này nếu như anh không xử lý theo lẽ công bằng, tôi sẽ phản ánh với tuyến trên. Nếu cục công an huyện không tiếp nhận, tôi sẽ phản ánh lên thành phố. Đồn trưởng Triệu cố gắng thu nạp nụ cười, hắn không khỏi cười hì hì với Lý Thần Côn, đội trưởng Lý, thật sự là bội phục anh, ngay cả lời nói của cục trưởng mà cũng không nghe, được, nếu anh có bản lĩnh thì cứ chờ đấy. Đồn trưởng Triệu nói xong thì khoát tay với chủ tịch Lý, anh em tôi cũng không còn cách nào khác, anh nên phối hợp công tác với tôi. Chủ tịch Lý nhìn về phía Lý Thần Côn rồi cười cười nói, thật sự là hảo hán, cũng không biết sau này là cẩu hán hay không, được, chúng ta đến đồn công an một chuyến. Hà Kiếm Thành thấy tiểu đội trưởng Lý vì mình mà đắc tội với lãnh đạo,
thế là không khỏi có chút băn khoăn. Nhưng hắn cũng không vội vàng, có Chủ tịch Vương ở chỗ này, hắn không thể nào lên tiếng được. Chủ tịch Vương đã không cho mình nói, mình cũng không nên phát ra âm thanh nào. Anh là phó chủ tịch xã sao? Vương Tử Quân nhìn sự việc phát triển, tâm tư cũng không đặt trên sự việc này, hắn chờ khi hai tên cảnh sát bên kia đi đến bên cạnh Hà Kiếm Thành thì mới hỏi Lý Thắng Hỷ. Lý Thắng Hỷ là người hoành hành trong huyện đã quen, thế nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi khi đối diện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm làm quan lâu năm, căn bản cực kỳ có khí thế. Đừng nói là Lý Thắng Hỷ, cho dù là một vài kẻ xảo trá đối diện với Vương Tử Quân thì cũng khó tránh khỏi hoảng hốt. Tôi là phó chủ tịch xã. Dưới sự uy hiếp của Vương Tử Quân, Lý Thắng Hỷ không nhịn được phải lên tiếng. Anh nói cho tôi biết, anh làm phó chủ tịch xã nắm công tác nào được không? Vương Tử Quân tiến lên một bước về phía Lý Thắng Hỷ rồi dùng giọng trầm thấp nói. Lý Thắng Hỷ càng cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi không khỏi chửi ầm lên, mẹ kiếp, tôi cần gì phải nói với anh? Khi Lý Thắng Hỷ bên này mở miệng mắng thì đồn trưởng Triệu cũng cảm nhận được chút khác thường, khi hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân không khỏi nhìn Hà Kiếm Thành Tiểu Hà, anh xử lý vấn đề này cho tôi. Vương Tử Quân nói rồi kéo Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh đi ra ngoài. Lúc này không ai dám lên ngăn cản Vương Tử Quân, Hà Kiếm Thành đồng ý một tiếng, sau đó hắn lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận công tác của mình rồi nói, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, vừa rồi tôi đi chấp hành nhiệm vụ, có vấn đề gì thì tôi và các anh sẽ cùng nhau phối hợp điều tra. Đồn trưởng Triệu nhìn vào giấy chứng nhận công tác của Hà Kiếm Thành thì chợt sững sờ, tuy đây là lần đầu tiên hắn được thấy giấy chứng nhận này, thế nhưng cũng nhiều lần được thấy qua phim ảnh. Nhìn vào kinh nghiệm công tác của Lý Thần Côn bên kia, có lẽ đây không phải là giả. Tuy đồn trưởng Triệu cảm thấy không yên nhưng cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Hà Kiếm Thành, sau khi nhìn qua giấy chứng nhận một lần nữa thì trả lại cho Hà Kiếm Thành, sau đó khẽ nói, đồng chí, tôi cảm thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Đồn trưởng Triệu nói rồi kéo Lý Thắng Hỷ đến nói, Chủ tịch Lý, vị này có lẽ có quen biết với anh của anh, là lãnh đạo tỉnh. Đồn trưởng Triệu nói như vậy không khỏi làm cho gương mặt Lý Thắng Hỷ chợt biến đổi, hắn là người ở dưới huyện thế nhưng cũng có một vài chuyện nên được biết. Tuy hắn không biết thân phận của Hà Kiếm Thành, thế nhưng cũng biết không nên đắc tội với người trên tỉnh. Lý Thắng Hỷ chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt cười ha hả nói, ôi, anh bạn, hôm nay đúng là nước cuốn trôi miếu Long Vương, nếu sớm biết ngài công tác trên tỉnh, cũng sẽ không xuất hiện chuyện này. À, có lẽ anh biết anh của tôi. Anh ấy là Lý Thắng Thụy. Lý Thắng Thụy, Hà Kiếm Thành chợt nhớ người kia là ai, hắn cũng từng gặp mặt người này vài lần, thế nhưng hai bên chỉ có chút giao tình. Mặc dù người kia rất muốn đẩy cao tình cảm với mình, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch nhắc nhở chính mình không nên thân mật với đối phương, hơn nữa hắn cũng thấy người ta không thành thật, thế cho nên không quan tâm. Thật không ngờ người kia chỉ là một thư ký, thế nhưng em trai lại quá bá đạo dưới quê. Hà Kiếm Thành chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, thế là không quan tâm đến đối phương, chỉ lạnh lùng cười nói, tôi và anh của anh không quen biết. Người trong quan trường khi nói đến phương diện hai bên không quen biết thì trên cơ bản chỉ cười cười, thế nhưng Hà Kiếm Thành lên tiếng lại làm cho đồn trưởng Triệu căn bản cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy sự việc không phải là người như mình có thể nhúng tay vào, vì vậy mới ngậm miệng lại. Tuyệt đối không dám nói nhiều. Gương mặt Lý Thắng Hỷ có hơi run rẩy, bình thường chỉ cần nhắc đến anh trai thì dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nể mặt hắn. Bây giờ người ta nói như vậy chỉ có hai khả năng, một là người ta không quan tâm đến anh mình, nguyên nhân còn lại chính là hai bên không có mối quan hệ tốt. Hy vọng không phải là như vậy. Chương 1717, một tránh hại đón lợi. Uông Thanh Minh làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn căn bản là người có địa vị cực kỳ cao ở Mật Đông. Hơn nữa hắn đi lại rất gần với Sầm Vật Cương, thế cho nên có nhiều cán bộ cung kính với hắn, thậm chí còn có không ít người có tâm tư nhờ cậy dựa dẫm. Ngày hôm nay Triệu Hiểu Bạch đang ngồi trong văn phòng nói chuyện về công tác đảm bảo an toàn cho Chủ tịch Vương với Hà Kiếm Thành, chợt nghe thấy tiếng cười của Uông Thanh Minh vang lên. Tiếng cười của Uông Thanh Minh có đặc điểm khác biệt, là cực kỳ vang dội, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác chấn động. Khi thấy Uông Thanh Minh thì Triệu Hiểu Bạch vội vàng đứng lên chào hỏi, chào trưởng phòng Uông.
Hiểu Bạch, gần đây có không ít người khen ngợi công tác của cậu, hai ngày trước đi đến kiểm tra cơ sở có không ít người nói hy vọng cậu có thể xuống thành phố rèn luyện một thời gian, như vậy cũng có thể làm tấm gương cho cán bộ trẻ trong thành phố. Tôi có nói chuyện này mình không làm chủ được, còn phải xem Chủ tịch Vương có hào phóng hay không. Uông Thanh Minh nói rồi đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Bạch, lại dùng sức vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch, nụ cười trên mặt có vài phần sáng lạn. Có thể được những lời khích lệ của trưởng phòng Uông thì cán bộ bình thường sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch căn bản không suy nghĩ khờ dại như vậy. Đầu óc của hắn liên tục xoay chuyển, thầm suy nghĩ đến ý nghĩa lời nói của Uông Thanh Minh. Sau khi cung kính mời Uông Thanh Minh ngồi xuống, lại tranh thủ rót cho trưởng phòng Uông một ly nước, sau đó cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Hiểu Bạch, hôn lễ đã được định ngày chưa? Năm xưa tôi cũng rất xem trọng cậu, bây giờ cậu đi qua công tác bên cạnh Chủ tịch Vương, hi hi, tất nhiên cậu là cán bộ trẻ nổi bật trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy Tiểu Lý công tác rất tốt thế nhưng so ra vẫn kém hơn cậu rất nhiều. Uông Thanh Minh tiếp nhận ly trà từ tay Triệu Hiểu Bạch, sau đó không khỏi cười nói. Triệu Hiểu Bạch cũng không dám bình luận về Tiểu Lý trong lời nói của Uông Thanh Minh. Hắn biết rõ sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật khi Chủ tịch Vương đưa vợ con đi dùng cơm ở một huyện ngoại thành, nếu như không phải Hà Kiếm Thành nói cho hắn biết chuyện này, hắn thật sự không tin Tiểu Lý thường biểu hiện hào hoa phong nhã lại có một người em như vậy. Chủ tịch Vương sau khi quay về cũng không nói gì thế nhưng Tiểu Lý đã tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hai ngày trước người này còn tìm gặp mình, cố gắng nhờ mình giải thích cho Chủ tịch Vương. Đối với những yêu cầu như vậy thì Triệu Hiểu Bạch sao có thể đáp ứng cho được. Lần này trưởng phòng Uông đến nhắc đến chuyện của Tiểu Lý, chẳng lẽ? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Triệu Hiểu Bạch vội vàng cười nói, cảm ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm, hôn lễ của tôi sẽ được cử hành vào cuối năm. Nói về phương diện công tác thì tôi còn kém xa anh Lý. Khi vừa mới đến nhận công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì anh ấy còn dạy tôi nhiều điều, căn bản là sư phụ của tôi. Vừa rồi Uông Thanh Minh có ý muốn thử thăm dò ý nghĩ của Triệu Hiểu Bạch, sau khi nghe những câu trả lời cẩn trọng của Triệu Hiểu Bạch, Uông Thanh Minh đột nhiên cảm thấy những lời khích lệ của mình với người này là thật sự. Vương Tử Quân thật sự là người có bản lĩnh, chỉ sau một năm đã biến một Triệu Hiểu Bạch chất phác thành ra như thế này. Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy. Tâm tư của hắn càng thêm kiên định, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Hiểu Bạch, cậu là một vị trưởng ban được 2 năm rồi phải không? Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, sau đó hắn nhanh chóng nói, còn chưa được 2 năm, mới chỉ là 1 năm rưỡi mà thôi. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, vì nguyên nhân công tác nên ban ngành tỉnh đoàn có vài phần điều chỉnh, bây giờ tỉnh đoàn còn thiếu một vị phó bí thư. Như vậy sẽ làm cho ban ngành của tỉnh đoàn thiếu đi vài lực chiến đấu. Uông Thanh Minh nói một nửa còn lại thì Triệu Hiểu Bạch phải tự ngộ ra. Hắn có chút sững sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ trên thế gian này không có bữa cơm trưa miễn phí, Uông Thanh Minh cho mình một đại lễ như vậy là vì cái gì? Nếu là vì chính mình thì chỉ sợ trưởng phòng Uông còn chưa phải bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Đừng nói là trưởng phòng Uông có chuyện gì. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến đây thì khẽ cười, cũng không nói thêm điều gì. Uông Thanh Minh đã đạt được mục đích của mình, cũng không nói gì thêm. Dù sao Triệu Hiểu Bạch cũng là một người cố độ nặng, thế nhưng còn chưa đến mức không dám coi thường. Sau khi nở nụ cười với Triệu Hiểu Bạch, Uông Thanh Minh nói tiếp, Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương bây giờ có thời gian không? Tôi có một hạng mục công tác cần báo cáo với anh ấy. Triệu Hiểu Bạch nói một tiếng ngài chờ một lát, tôi sẽ đi xem thế nào, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Uông Thanh Minh nhìn cách sắp xếp trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch, trong đầu không khỏi nghĩ đến thư ký của mình. Hắn không ngờ thư ký của mình quá hồ đồ, ngay cả em trai của mình được làm phó chủ tịch xã cũng không biết. Vì chuyện này mà Uông Thanh Minh đã mắng nhiếc thư ký của mình là một trận, thế nhưng thư ký dù sao cũng đã đi theo hắn được 3 năm. Dù không có công lao cũng có khổ lao. Nếu vì một sự việc như vậy mà xử lý thư ký của mình, căn bản là quá mức cay nghiệt. Nhưng nếu như không xử lý tốt sự việc vừa xảy ra thì trong lòng Uông Thanh Minh giống như có một cây gai, hôm nay hắn chủ động đi đến chính là vì muốn nói chuyện này với Vương Tử Quân. Uông Thanh Minh có quan hệ không tồi với Vương Tử Quân, thế nhưng sau hội nghị thường ủy lần trước, mối quan hệ giữa hai người căn bản đã bật đèn đỏ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn cười vui sáng lạn,
thế nhưng hai người căn bản không thể khôi phục lại mối quan hệ như xưa. Đối với tình huống này thì Uông Thanh Minh cũng không làm gì hơn được, ngay khi đó hắn bo bo giữ mình tránh hại tìm lợi cũng không có vấn đề gì. Hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân tuy là một người trẻ tuổi thế nhưng dù sao cũng có chênh lệch khi so sánh với Bí Thư Sầm, hơn nữa tình huống khi đó hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân đã đi vào ngõ cụt mất rồi. Nhưng bây giờ Uông Thanh Minh cảm thấy khi đó mình cho ra lựa chọn có vài phần lỗ mãng, mặc dù Vương Tử Quân vẫn ở vào thế yếu trong tỉnh, thế nhưng khi mà hạng mục nông nghiệp kia tiến vào mật đông, vị trí lung lay sắp đổ của Vương Tử Quân lại vững chắc hơn nhiều. Hy vọng có thể vá víu lại phần nào, Uông Thanh Minh thầm cầu nguyện như vậy, thế là không khỏi có chút thoải mái hơn. Một phút sau Triệu Hiểu Bạch đi ra, dưới sự dẫn đường của Triệu Hiểu Bạch, Uông Thanh Minh đi vào phòng làm việc quen thuộc của Vương Tử Quân. Sau khi ngồi xuống thì hắn cười nói, Chủ tịch, tôi đến báo cáo công tác với ngài, bây giờ vì Lưu Xưởng đến thành phố Kim Hà nhận chức mà tỉnh đoàn thiếu đi một vị trí phó bí thư. Phòng tổ chức chúng tôi đã nghiên cứu xem xét, cảm thấy Hiểu Bạch là cán bộ trẻ tuổi, cực kỳ thích hợp với vị trí này. Thế nên tôi đến đây trưng cầu ý kiến của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1717, hai tránh hại đón lợi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Uông Thanh Minh, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn biết rõ Uông Thanh Minh có ý gì, thế nhưng lại mất hứng với biểu hiện như vậy của đối phương. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn trầm giọng nói, Hiểu Bạch còn trẻ, còn thiếu vài phần lý lịch, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tôi cảm thấy các đồng chí phòng tổ chức nên chú ý đến các cán bộ bên dưới cơ sở, tốt nhất là cho ra cơ chế cạnh tranh, để các cán bộ kia có thể biểu hiện ra năng lực của mình. Chủ tịch ngài nói rất đúng, gần đây phòng tổ chức chúng tôi đang nghiên cứu cơ chế cạnh tranh trong phương diện bổ nhiệm cán bộ. Uông Thanh Minh nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc của Vương Tử Quân, thế là chợt hiểu rõ chỉ sợ kế hoạch của mình không có kết quả tốt. Mặc dù hắn có chút huệ oải thế nhưng gương mặt lại không có chút biểu hiện nào khác biệt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, đối với hắn thì Triệu Hiểu Bạch bò lên quá cao cũng không phải là gì tốt. Bây giờ còn chưa đến niên hạn nhận chức của Triệu Hiểu Bạch, nếu như đẩy Triệu Hiểu Bạch tiến lên, tuy bây giờ người ta không nói cái gì, thế nhưng sau này cũng có chuyện để người ta bàn tán. Hắn cũng không quan tâm đến tính toán của Uông Thanh Minh. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói, trưởng phòng Uông, anh đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Hai ngày trước tôi đi xuống nông thôn có gặp một vị phó chủ tịch xã, người này giống như chưa từng đi công tác thế nhưng vẫn nhận được tiền lương, vẫn đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch xã. Vương Tử Quân chủ động nhắc đến chuyện này làm cho tâm tư của Uông Thanh Minh không khỏi thả lỏng hơn, hắn cảm thấy Vương Tử Quân có thể là giơ roi lên cao nhưng khẽ buông xuống, thế là không khỏi nói, chủ tịch, Tiểu Lý đã cho ra kiểm điểm khắc sâu ở sự kiện này, đây là cậu ấy không quản giáo người nhà mình cho tốt. Thế nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Tôi đã tiến hành phê bình thập nghiêm đối với những sai lầm của anh ấy, bây giờ em trai của Tiểu Lý đã từ chức, cũng đã giao nộp tất cả tiền lương đã nhận. Trưởng phòng Uông, Tiểu Lý chuyên tâm sửa chữa sai lầm như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân cười cười nâng bình trà lên châm đầy nước cho Uông Thanh Minh, sau đó hắn nói tiếp, chuyện này nếu là một vụ việc đặc biệt, chúng ta chỉ cần phê bình một chút là được, thế nhưng trưởng phòng Uông, tôi cảm thấy chuyện này không phải là đặc biệt, trong phạm vi tỉnh Mật Đông căn bản còn có rất nhiều những người giống như em của Tiểu Lý. Những hành vi như thế này nhìn từ phương diện nhỏ là ảnh hưởng đến tài chính của tỉnh, thế nhưng nhìn vào đại cục thì tôi thấy đây là lỗ thủng trong phương diện quản lý cán bộ. Chúng ta nên cho ra một hành động sửa trị những hành vi như thế này, triệt để xử lý tất cả các hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương. Uông Thanh Minh không ngờ Vương Tử Quân lại nhìn chằm chằm vào sự việc này. Hắn là một vị cán bộ đi từng bước đến vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn biết rõ Vương Tử Quân nói đây không phải là vụ việc đặc biệt, thế nhưng nếu ra tay ở phương diện này, căn bản sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Người có thể sắp xếp người thân của mình được hưởng lương mà không cần làm gì căn bản đều không bình thường. Tuy xử lý những sự việc thế này căn bản là không có gì khó khăn, thế nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với người, hơn nữa cũng không phải chỉ là đắc tội với một hai người. Trong đầu Uông Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy thế nhưng lại mở miệng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch ngài nói đúng, tôi cũng thấy chúng ta nên xử lý thật nghiêm những tệ đoan thế này, đã phát hiện phải xử lý thật nghiêm. Phương diện nhân sự là công tác của phòng tổ chức, trưởng phòng Uông,
sau khi quay về thì anh nhanh chóng cho ra một phương án hành động, sau đó hai người chúng ta đến báo cáo với bí thư Sầm, căn bản thống trị nghiêm khắc những hiện tượng thế này trong tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nhìn Uông Thanh Minh rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Uông Thanh Minh cắn răng trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi sẽ đi chuẩn bị, sẽ nhanh chóng cho ra phương án để ngài xem xét. Trận mưa tuyết đầu năm xuất hiện theo gió mùa đông bắc, cái lạnh thấu xương bao phủ tỉnh Mật Đông. Công tác vào buổi sáng sớm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông chính là quét dọn những lớp tuyết dày trong sân. Công tác quét dọn tuyết trong các khu văn phòng chủ yếu là do cán bộ cơ quan đảm nhiệm, cao cấp nhất cũng chỉ là phó thư ký trưởng văn phòng đi đầu mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác, khi vị phó thư ký trưởng phụ trách công tác hậu cần đưa người đi ra quét tuyết, chợt thấy Chủ tịch Vương Tử Quân xuất hiện trong đội ngũ từ khi nào. Chủ tịch Vương, khi thấy Vương Tử Quân thì vị phó thư ký trưởng văn phòng Trần Chính Học nhanh chóng chạy đến cung kính chào hỏi. Vương Tử Quân cười cười nói, nghĩa vụ lao động là của mọi người, anh là lãnh đạo chủ quản công tác quét tuyết, nhiệm vụ của anh bây giờ là phải làm tốt công tác phân phối nhân lực. Thư ký trưởng Trần, bây giờ tôi là một thành viên dưới tay anh, vì vậy anh nên phân chia nhiệm vụ cho rõ ràng. Sau khi nghe những lời trêu chọc của Vương Tử Quân thì Trần Chính Học biết mình không thể nói gì thêm. Hắn cười ha hả nói, Chủ tịch, có ngài đi đầu thì chúng tôi sẽ đảm bảo dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy Trần Chính Học rất muốn nói thêm với Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng cũng không thể không sắp xếp công tác dọn tuyết. Hắn khẽ cười với Triệu Hiểu Bạch đứng sau lưng Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng tiến lên phân công công tác. Chỉ 2 phút sau thì đội ngũ bắt đầu dọn tuyết, Trần Chính Học phân công cho Vương Tử Quân một vị trí khá bằng phẳng, hơn nữa bốn phía còn được sắp xếp không ít cán bộ thanh niên. Vì sao lại sắp xếp cán bộ thanh niên đến nơi này? Dựa theo ý nghĩ của thư ký trưởng Trần, thanh niên làm việc nhanh tay, thế nên Chủ tịch Vương sẽ đỡ mệt hơn. Trước kia khi quét tuyết thì mọi người thường nói cười vui vẻ, thế nhưng hôm nay lại khác. Đám cán bộ thanh niên vây quanh vị trí của Vương Tử Quân, cả đám đều tỏ ra cực kỳ gò bó, chỉ sợ mình làm không tốt sẽ để cho Chủ tịch Vương sinh ra ấn tượng không hay. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân chỉ chăm chỉ quét tuyết, nhưng chỉ sau 2 phút thì phát hiện ra trạng thái này. Hắn biết rõ tình hình này cần phải có người mở miệng, thế là cười nói với người bên cạnh, tiểu tử, cậu đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao lâu rồi? Trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh các cán bộ trẻ tuổi đều xem Vương Tử Quân như thần tượng. Vì Chủ tịch Vương còn trẻ, hơn nữa lại là quá mức trẻ tuổi, lại là người làm việc cực kỳ mạnh mẽ và khí thế. Vị cán bộ này cũng là một người sùng bái Vương Tử Quân, bây giờ thấy Chủ tịch Vương chủ động trò chuyện với mình, hắn không khỏi có chút kích động, thế là dùng giọng kính sợ nói, Chủ tịch, tôi đã đến nhận công tác được 2 năm. 2 năm cũng không ngắn, cậu đã lập gia đình chưa? Vương Tử Quân nhìn qua vị cán bộ thanh niên đang có chút ngượng ngùng rồi cười hỏi. Chương 1718, một cùng lao động. Trong mắt vị cán bộ trẻ tuổi này thì Vương Tử Quân cho dù nói chuyện cũng phải giống như các cán bộ lãnh đạo khác, phải trang nghiêm mà ôn hòa, yêu cầu mình phải làm việc giỏi, có cái gì khó khăn phải phản ánh với thượng cấp, không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi han cuộc sống của mình. Tên cán bộ có chút ngây ngốc, hắn vội vàng trả lời, Chủ tịch Vương. Tôi còn chưa kết hôn. À, như vậy cũng nên nắm chặt một chút, phương diện tìm người yêu cũng giống như mua thức ăn, vì mua thức ăn chú trọng mới là đẹp ngon, nếu như anh không chọn lựa kỹ càng, căn bản đến tôi cũng không được món ngon. Hơn nữa các cụ ở trong nhà cũng không đồng ý. Vương Tử Quân dùng giọng khôi hài lên tiếng, không khỏi làm cho đám cán bộ thanh niên chung quanh nở nụ cười. Viên cán bộ thanh niên nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì lá gan cũng lớn hơn. Hắn không khỏi cười cười nói, Chủ tịch, việc này bản thân tôi nôn nóng cũng không có biện pháp, người yêu của tôi còn đang được mẹ vợ tương lai nuôi dưỡng, còn chưa lộ diện. À, vấn đề này tôi thấy nên trách cậu. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về bốn phía, tuy tôi không hiểu rõ ràng tình huống trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng cũng biết có nhiều nữ cán bộ muốn bàn chuyện kết hôn. Hôm nay thừa cơ hội tuyết rơi, sao cậu không đi giúp người ta quét tuyết lại vây quanh lấy tôi? Như vậy sao tìm được bạn gái? Ha ha ha, đám cán bộ thanh niên quét tuyết xung quanh Vương Tử Quân đều nở nụ cười, nhưng nụ cười của bọn họ căn bản đều cực kỳ thiện ý, điều này không khỏi làm cho vị cán bộ thanh niên kia cũng nở nụ cười vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười nói, khi tôi đi học thì tư tưởng xã hội còn chưa thoáng như bây giờ,
nhưng năm xưa có một người bạn học có truyền cho tôi chút kinh nghiệm, tôi cũng nhân cơ hội này truyền lại cho cậu. Đó là nếu muốn theo đuổi một cô gái, đầu tiên cậu phải dày mặt, nếu không thì cậu cứ ở đó mà chờ người ta theo đuổi ngược lại. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì tiếng cười vang lên càng nhiều, bầu không khí bốn phía có chút vui vẻ. Sau khi quét được một phần ba tuyết thì Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương và Phó Chủ tịch Lưu Yên Hồng cũng nhanh chóng tham gia. Đáng lý ra bọn họ muốn đến quét tuyết bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân đuổi đi phân tán sang nơi khác. Khi hai người Hà Kiến Trương đi đến, một lát sau Nghiêm Khâm Minh và Vân Lợi Quảng cũng nhanh chóng xuất hiện, xem như hiện trường quét tuyết có rất nhiều lãnh đạo tỉnh. Cố Tắc Phiêm đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn nhóm người Vương Tử Quân đáng quét tuyết mà gương mặt liên tục biến đổi. Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, chợt nghe thư ký nói, Chủ tịch, vừa rồi tôi nghe các đồng chí nói các phó chủ tịch đã đi đến đông đủ hết rồi. Cố Tắc Phiêm dùng ánh mắt hung hăng nhìn qua thư ký của mình, sau đó khẽ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn làm cho thư ký hoảng sợ, thế nhưng hắn là thư ký của lãnh đạo nhiều năm. Biết rõ lúc này Cố Tắc Phiêm cũng không phải nổi giận vì mình. Đi, cậu đi với tôi đến báo cáo công tác với Bí Thư Sầm. Cố Tắc Phiêm do dự giây lát rồi cuối cùng quyết định đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn là muốn tỏ thái độ cho mọi người biết rõ, Cố Tắc Phiêm hắn cũng không dễ dàng khuất phục như vậy. Thư ký không dám nói lời nào thế nhưng hắn lại thầm cảm thấy chủ tịch Cố căn bản là hành động theo cảm tính. Lúc này các vị phó chủ tịch khác đều đã đi qua. Nếu chủ tịch Cố không lộ diện, như vậy sẽ bị người ta nói này nọ. Dù sao thì có chủ tịch Vương tham gia, các vị lãnh đạo cấp phó khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tham gia, vì sao chủ tịch Cố không tham gia? Nếu như bình thường thì thư ký nhất định sẽ khuyên Cố Tắc Phiêm vài câu, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của Cố Tắc Phiêm đánh tan chút dũng khí của hắn. Sau khi đồng ý một tiếng, hắn nhanh chóng theo chân Cố Tắc Phiêm đi đến văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi vừa mới đến cổng văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Cố Tắc Phiêm thấy Sầm Vật Cương đi xuống lầu, sau lưng Sầm Vật Cương còn có Phương Anh Hồ, Văn Thành Đồ. Khi thấy Cố Tắc Phiêm thì Sầm Vật Cương tiến lên đón. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Cố Tắc Phiêm rồi nở nụ cười nói, Tắc Phiêm đến vừa đúng lúc, hôm nay có một trận tuyết rất tốt, không hoạt động gân cốt một chút thì cũng đáng tiếc. Cố Tắc Phiêm cười cười nói, Bí Thư nói rất đúng. Tôi đến chính là muốn nhờ Bí Thư kiểm duyệt thành quả quét tuyết. Cái gì mà kiểm duyệt, bây giờ chúng ta là lao động tạm thời. Sầm Vật Cương cầm một cái chổi trong tay của thư ký bên cạnh rồi cười ha hả nói, các anh chỉ sợ còn không biết, năm xưa tôi cũng phải quét tuyết cật lực như thế này. Khi Sầm Vật Cương xuống lầu thì tất cả các khu văn phòng đều hoạt động, dù là chức vụ gì cũng phải cầm chổi hoặc xẻng tham gia quét tuyết. Thế cho nên lúc này đám lãnh đạo văn phòng và đơn vị trong tỉnh đều phải biến thành nhân viên phòng sự vụ cơ quan, ai cũng tham gia quét tuyết. 20 phút sau thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương gặp mặt nhau, hai người chỉ nhìn nhau cười cười mà không nói thêm điều gì, đều hoạt động cán chổi trong tay mình. Bí Thư, ngài có nhìn thấy không, Chủ tịch Vương bên kia thật sự được cổ động rất mạnh mẽ. Cố Tắc Phiêm không chịu đi theo Vương Tử Quân ở bên kia. Khi sắp quét tuyết xong thì hắn khẽ cười nói sang phía Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Cố Tắc Phiêm mà cũng không nói lời nào. Trước kia quét tuyết đều phải mất hơn một giờ, bây giờ có nhiều người tham gia, hơn nữa lại có sự đôn đốc của lãnh đạo, vì vậy chỉ nửa giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng chuyện quét tuyết lần này lại trở thành đề tài câu chuyện của không ít người đi theo bên cạnh Vương Tử Quân quét tuyết càng cực kỳ hưng phấn. Tuy bọn họ biết rõ đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên, thế nhưng bọn họ cảm thấy có thể cái ngẫu nhiên này lại là niềm kiêu ngạo của mình. Dù sao thì trong khu văn phòng tỉnh ủy thì đừng nói là những người có cấp bậc trưởng ban như bọn họ, cho dù là trưởng phòng cũng khó có cơ hội được tiến hành trao đổi với Chủ tịch Vương mà không có chút chướng ngại nào. Khi đại đa số mọi người đang nghị luận về tình hình quét tuyết vừa qua, lúc này Phó phòng tổ chức Nhạc Dương Tung nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Uông Thanh Minh. Nhạc Dương Tung có thể nói là cực kỳ quen thuộc với phòng làm việc của trưởng phòng Uông Thanh Minh. Sau khi hắn bắt chuyện với thư ký của Uông Thanh Minh, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong phòng của Uông Thanh Minh. Lúc này Uông Thanh Minh đang chậm rãi đi lại trong phòng, sau khi thấy Nhạc Dương Tung thì cũng không dừng động tác lại mà cười nói, trưởng phòng Nhạc, bây giờ tôi càng ngày càng hiểu rõ cái gì là năm tháng không buông tha cho con người, khi tôi còn trẻ thì nổi tiếng là người có khả năng trong đơn vị, không chỉ là quét tuyết.
phương diện tu sửa thủy lợi, dù là đào hào một tuần cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trưởng phòng, ngài năm xưa chính là điển hình của các cán bộ chúng tôi, khi đó tôi còn công tác ở dưới cơ sở vẫn luôn chú ý sự tích anh hùng của ngài. Nhạc Dương Tung vừa cười vừa lên tiếng phụ họa. Hai người nói vài câu, sau đó Nhạc Dương Tung trầm giọng nói, trưởng phòng, vừa rồi tôi đi quét tuyết vừa đúng lúc gặp mặt Chủ tịch Vương, anh ấy hỏi tôi một việc, bây giờ tôi đến báo cáo với ngài. Chương 1718, hai cùng lao động. Có việc gì? Uông Thanh Minh dừng động tác đi lại của mình, gương mặt chợt trở nên ngưng trọng. Nhạc Dương Tung lúc này có chút hối hận, thầm nghĩ mình không có chuyện gì thì đi gần về phía Chủ tịch Vương làm gì cho mệt. Bây giờ thì tốt, chỉ sợ sự việc là củ khoai lang phỏng tay. Nhưng hắn biết sự việc đến nơi này thì căn bản không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì nói, Chủ tịch Vương nhờ tôi hỏi ngài, đó là ngài đã có phương án gì tốt ở phương diện sửa trị những người ngồi không ăn lương hay chưa? Uông Thanh Minh không nói gì, hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi trầm ngâm. Nhạc Dương Tung đứng đối diện với hắn cảm thấy càng ngày càng có hương vị không đúng. Khi hắn thầm nghĩ bây giờ mình phải tiếp nhận sự lãnh đạm của lãnh đạo, chợt nghe Uông Thanh Minh đột nhiên nói, chuyện này tôi biết rồi. Ngay sau đó Uông Thanh Minh cũng không nói gì, thế nhưng một câu đó không khỏi làm cho Nhạc Dương Tung phải thở dài một hơi. Thầm nghĩ tâm tình của trưởng phòng cũng không quá tệ, nếu không chính mình căn bản là không chịu nổi. Nhạc Dương Tung rời khỏi phòng làm việc của Uông Thanh Minh, hắn đi về phòng của mình, trong đầu không khỏi suy xét về thái độ của Uông Thanh Minh. Hắn căn bản hiểu rất rõ về Uông Thanh Minh, vị lãnh đạo này nhìn qua thì thấy có vẻ ôn hòa, thế nhưng lại là người cứng nhắc, thật sự rất có thủ đoạn. Lúc này lãnh đạo tuyến trên có sắp xếp, nếu như có thể làm thì đã được xử lý rất nhanh, đây là trưởng phòng không muốn làm. Chủ tịch Vương yêu cầu mình hỏi trưởng phòng Uông, điều này nói rõ hai bên đã từng trao đổi về phương diện này. Bây giờ trưởng phòng Uông mãi không có phản ứng, điều này nói rõ trưởng phòng Uông đang muốn kéo dài. Chẳng lẽ trưởng phòng Uông không sợ Chủ tịch Vương mất hứng sao? Trong đầu Nhạc Dương Tung lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi sờ lên đầu mình, thầm nghĩ mình căn bản là buồn lo vô cớ, trời sập có tuyến trên đẩy, mình thì có việc gì? Nhạc Dương Tung quay lại phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm một lát, sau đó bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Hắn cũng không có kết giao sâu đậm với Triệu Hiểu Bạch, hơn nữa cấp bậc của Triệu Hiểu Bạch còn kém hắn không ít. Thế nhưng sau khi điện thoại được nối thông thì hắn lại gọi Triệu Hiểu Bạch là cậu Hiểu Bạch cực kỳ nhiệt tình. Cậu Hiểu Bạch, vừa rồi khi quét tuyết thì Chủ tịch Vương có hỏi tôi một việc, tôi đã phản ánh cho trưởng phòng Uông. Sau khi nói vài câu với Triệu Hiểu Bạch, Nhạc Dương Tung dùng giọng xảo quyệt nói. Triệu Hiểu Bạch căn bản không còn là một cán bộ ngu muội như xưa, hắn căn bản hiểu rõ khá nhiều vấn đề. Hắn nghe ra hương vị từ chối từ trong lời nói của Nhạc Dương Tung. Thế nhưng hắn cũng không nói ra mà chỉ cười, trưởng phòng Nhạc, lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này với Chủ tịch Vương. Vậy thì làm phiền cậu, Nhạc Dương Tung nói rồi nói tránh đi, cậu Hiểu Bạch, tôi có nghe qua chuyện cậu sắp kết hôn, anh đây cũng không có vật gì tốt tặng cho cậu. Cậu xem thế này được không, nếu cậu cảm thấy anh đây cũng có chút thể diện, như vậy để cho anh tham gia nhóm tiếp khách được không? Với vị trí của Nhạc Dương Tung, nếu tham gia 10 lễ cưới thì phải có 9 lễ làm chủ hôn, bây giờ lại muốn tham gia nhóm tiếp khách, căn bản là đã quá hạ thấp tư thái rồi. Nhóm tiếp khách cũng không nhiều, thêm bớt một người cũng không là vấn đề, Triệu Hiểu Bạch tất nhiên sẽ không từ chối. Dù sao thì vị trí của Nhạc Dương Tung quá rõ ràng, sau này dù có làm gì cũng phải có chút liên hệ với người này. Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu Nhạc Dương Tung lấy lòng mình như vậy chủ yếu là vì thân phận của mình là thư ký của Chủ tịch Vương. Sau khi cúp điện thoại của Nhạc Dương Tung thì Triệu Hiểu Bạch không khỏi suy nghĩ giây lát, hứng thầm nghĩ Nhạc Dương Tung cố gắng như vậy là vì cái gì. Trước đó Chủ tịch Vương sắp xếp công tác cho trưởng phòng Uông, nhưng đã gần một tháng rồi mà còn chưa có động tĩnh gì, bây giờ lại hỏi Nhạc Dương Tung một câu, không ngờ lại nhận được kết quả thế này. Xem ra trưởng phòng Uông cũng không nóng lòng ở sự kiện này. Triệu Hiểu Bạch thầm cảm khái, hắn thu dọn vài thứ trong phòng làm việc của mình. Sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Tuy Triệu Hiểu Bạch có chút tức giận vì thái độ của Uông Thanh Minh, thế nhưng ai cũng biết sự việc thế này thì một thư ký như mình căn bản không có chút ảnh hưởng nào được. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn chăm chú đọc qua tài liệu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh tháng qua.
Nhìn từ số liệu báo cáo thì thấy tuy tăng trưởng tháng này không quá cao so với tháng trước, thế nhưng căn bản là có xu thế phát triển. Tháng trước sở dĩ tăng trưởng kinh tế khá cao là nhờ vào hạng mục đầu tư của công ty Li Giang, tháng này trong tỉnh cũng có tốc độ tăng trưởng tương đương, cho thấy đó là thành tích không sai. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui sướng chính là quá trình tăng trưởng kinh tế này có sự tác động khá mạnh từ hoạt động sửa chữa các doanh nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh. Đặc biệt là phương diện xây dựng các khu công nghệ cao thì Mật Đông đã có được thành tích không nhỏ, một công ty vốn đã bàn bạc với tỉnh Duyên Hải sẽ đầu tư khá lớn, thế nhưng vì thấy được chính sách của tỉnh Mật Đông, thế là cuối cùng đi đến thành phố rừng mật, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ vui sướng. Vương Tử Quân cầm bút viết lên một hàng chữ, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lại xóa đi, lại đặt văn kiện này vào trong cặp. Vì Vương Tử Quân chỉ căn bản muốn tìm một điểm nhấn, vì vậy nếu hắn ghi ra hàng chữ kia, vẫn làm cho người ta nhìn ra ý nghĩa của nó. Vương Tử Quân vừa rồi đã ghi dòng chữ, tiến thêm một bước đẩy mạnh giúp đỡ các sản nghiệp mới. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn trầm ngâm giây lát. Sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Sầm Vật Cương. Hắn còn chưa kịp gọi đi thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Hà Kiến Trương đi vào. Chủ tịch, ngài có xem qua báo cáo thông kê tình hình kinh tế tháng này chưa? Vừa vào cửa thì Hà Kiến Trương đã lên tiếng. Tôi đã xem qua, căn bản có tăng trưởng so với tháng trước. Vương Tử Quân mời Hà Kiến Trương ngồi xuống rồi cười nói. Hà Kiến Trương tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến. Sau đó cười ha hả nói, chủ tịch, chính sách giúp đỡ các sản nghiệp mới của tỉnh căn bản thu được hiệu quả rất tốt. Ngày hôm qua tôi có trò chuyện một chút với các đồng chí làm công tác kêu gọi đầu tư, bọn họ phản ánh rằng căn cứ vào các chính sách của tỉnh về phương diện chấn hưng các sản nghiệp mà có nhiều xí nghiệp chủ động liên lạc với bọn họ. Thật vậy sao? Rõ ràng là chuyện tốt. Vương Tử Quân cười cười nói, nếu Mật Đông chúng ta muốn chuyển hình ở phương diện phát triển kinh tế. Như vậy cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để đào sâu các sản nghiệp trụ cột, nếu không sau này muốn chuyển hình sẽ càng thêm khó khăn. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu, hắn cực kỳ giúp đỡ chính sách thúc đẩy kinh tế chuyển hình của Vương Tử Quân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Chủ tịch Vương ra tay hơi mạnh, thế cho nên trước đó mới gặp phải nguy cơ lớn như thế. Nhưng bây giờ thì tất cả đã hoàn hảo, nguy cơ trước kia vẫn còn thế nhưng không còn gấp gáp. Nếu như kinh tế trong tỉnh vẫn tiếp tục bảo trì sự tăng trưởng như lúc này, căn bản Mật Đông có thể vượt qua nguy cơ này. Chương 1719, người đến châm ngòi nổi gió. Chủ tịch Kiến Trương, lúc này có báo cáo của phòng tài chính về phương diện thống kê nhân viên công tác đang hưởng lương hay chưa? Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi nói sang chuyện khác. Hà Kiến Trương có chút do dự, sau đó khẽ nói, phía phòng tài chính bên kia đã chuẩn bị khá tốt. Chỉ cần có yêu cầu thì sẽ tích cực phối hợp. Nhưng Chủ tịch Vương, chuyện này tôi thấy phía trưởng phòng Uông căn bản là không quá tích cực. Những chuyện này vốn là phòng tổ chức và ủy ban kỷ luật đi đầu, bây giờ bọn họ không quá coi trọng công tác này, nếu chỉ dựa vào ban ngành tài chính thì căn bản khó có thể cho ra hiệu quả gì. Tôi cảm thấy nên để qua Tết rồi nói sau. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nhìn về phía Hà Kiến Trương. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương cảm thấy có chút không thoải mái. Hà Kiến Trương biết rõ Vương Tử Quân hiểu ý của mình, thế nhưng Hà Kiến Trương căn bản không sợ hãi. Sở dĩ hắn nói với Vương Tử Quân những lời như vậy, chủ yếu là suy nghĩ xuất phát từ góc độ của Chủ tịch Vương, dù sao thì thúc đẩy sự kiện này cũng đắc tội với nhiều người. Vương Tử Quân nâng bình trà lên châm trà cho Hà Kiến Trương, sau đó nói, Chủ tịch Kiến Trương, có một số việc phải có người làm, nếu tất cả mọi người đều muốn hiền lành. Như vậy xã hội sẽ rối loạn. Hà Kiến Trương nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân, thế là không khỏi có thêm vài phần bội phục. Từ trong tiếp xúc với Chủ tịch Vương, hắn cảm thấy Chủ tịch Vương không chỉ là người có năng lực công tác mạnh mẽ, hơn nữa còn là người cực kỳ đảm đương. Có một số việc phải có người làm, nhưng khi mà có lợi ích thì người ta lại tranh cãi giành giật lẫn nhau, điều này Hà Kiến Trương hiểu rõ ràng. Hắn cũng biết có một số việc một khi lên đến mức độ nhất định thì cuối cùng phải xử lý, thế nhưng Vương Tử Quân ôm đồm vào người, những người như thế này là không nhiều. Có lẽ đây là nguyên nhân mà tuyến trên chọn Vương Tử Quân cho Mật Đông. Hà Kiến Trương thầm nghĩ như vậy, hắn không khỏi cho ra quyết định mở rộng lòng bàn việc với Vương Tử Quân. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch, dù ngài cố tình thực hiện công tác này,
thế nhưng nếu phòng tổ chức bên kia luôn tỏ ra bình thản, như vậy cũng khó thể nào làm tốt được. Trưởng phòng Uông bên kia có lẽ còn chút khó khăn, tôi chuẩn bị đến liên hệ với bí thư Sầm. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương thật sự không ngờ Vương Tử Quân định đi tìm Sầm Vật Cương. Hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, thế cho nên không khỏi có chút lo lắng về tình huống Vương Tử Quân đi tìm Sầm Vật Cương có thành công hay không. Chủ tịch Hà, anh cũng nên tin tưởng bí thư Sầm. Vương Tử Quân nở nụ cười dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Hà Kiến Trương cũng không tiếp tục lên tiếng, thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng về phương diện này. Khi hắn đang sắp xếp ngôn từ để nói với Vương Tử Quân, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, đó là một dãy số lạ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nhấc điện thoại lên thì Vương Tử Quân mở miệng nói với đầu dây bên kia theo thói quen. Khi Vương Tử Quân vừa lên tiếng xong thì người bên kia đã nói, chào Chủ tịch Vương, tôi là Văn Ngư Nhi, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Văn Ngư Nhi, Vương Tử Quân không xa lạ gì cô gái này, tuy hắn đã có một thời gian ngắn không tiếp xúc với nàng, thế nhưng Văn Ngư Nhi lại là một người bạn chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, hai người có không ít thời gian chơi đùa với nhau. Vương Tử Quân thật sự là không hiểu rõ con gái của Văn Thành Đồ lại có chuyện gì cần báo cáo với mình. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói, 15 phút sau cô đến phòng làm việc của tôi. Chủ tịch Vương, tôi đang ở bên ngoài phòng làm việc của ngài, thế nhưng thư ký của ngài lại không cho vào. Lúc này giọng điệu của Văn Ngư Nhi lại có vài phần làm nũng. Vương Tử Quân nghe giọng nói của Văn Ngư Nhi mà không khỏi có chút sởn tóc gáy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, cô nói với Hiểu Bạch một tiếng, tôi cho cô vào. Chủ tịch, bây giờ anh có khách, tôi sẽ bàn bạc với ngài sau vậy. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì cười cười nói. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiến Trương, cũng không phải là khách gì cả, đó là tiểu thư của nhà bí thư Văn, không biết vì sao lại chạy đến đây chơi. Hà Kiến Trương cũng có ấn tượng với Văn Ngư Nhi. Hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói, chính là Ngư Nhi thường hay chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi sao? Nhà đầu kia nghe nói là đi làm ở đài truyền hình phải không? À, không biết tiểu thư này chạy đến đây làm gì? Bây giờ mọi người đều nói nên phòng cháy và phòng cả phóng viên nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh Văn Ngư Nhi chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi thế là không nhịn được phải cười nói. Khi hai người Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương đang trò chuyện với nhau, Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào. Nàng mặc một bộ áo lông màu hồng, nhìn qua giống như một con chim phượng hoàng lửa. Sau khi đi vào trong phòng thì chào một câu Chủ tịch Vương, sau đó lại chào hỏi Hà Kiến Trương ở bên cạnh Vương Tử Quân, chào bác Hà. Hà Kiến Trương cười cười với Văn Ngư Nhi, hắn cũng không lên tiếng, mà Văn Ngư Nhi lại nói với Triệu Hiểu Bạch, đồng chí Tiểu Bạch, tôi đã là khách của Chủ tịch Vương, anh phải rót trà mời tôi chứ. Triệu Hiểu Bạch thật sự có chút lo lắng về cô gái tràn đầy khí tức thanh xuân này, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nâng bình trà rót nước cho Văn Ngư Nhi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của Văn Ngư Nhi, hắn không nhịn được phải cười nói, nhà đầu này thật sự là thích làm những chuyện quái dị, sao lại chạy đến chỗ của tôi? Tôi hỏi cô nhé, vừa rồi cô chào Chủ tịch Hà là bác Hà, vì sao tôi lại là Chủ tịch Vương mà không phải là chú Vương? Văn Ngư Nhi có chút sững sốt, lúc này giống như bị người ta nhìn xuyên thấu tâm tư. Thế nhưng nàng là một cô gái tinh quái, nàng suy tư giây lát thì cười nói, Chủ tịch Vương, lần này tôi đến tìm ngài là vì việc công, nếu như là vì việc công thì tất nhiên phải có phong thái chính đáng chứ. Vì vậy gọi ngài theo chức vụ thì tương đối hợp lý hơn. Văn Ngư Nhi nói rồi lấy từ trong cặp của mình ra một tấm danh thiếp nói, Chủ tịch Vương, đây là danh thiếp của tôi. Mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua danh thiếp của Văn Ngư Nhi, thấy tấm danh thiếp màu lam kia còn có in lên hình ảnh một bộ phim hoạt hình. Này phóng viên Văn, nếu cô nói đến là bàn công tác, như vậy mời cô nói ra mục đích muốn phỏng vấn. Vương Tử Quân đặt danh thiếp lên mặt bàn rồi cười hỏi. Chủ tịch Vương, khi tiếp nhận danh thiếp của một nữ sĩ thì ngài không nên làm như vậy, nếu ngài có kẹp danh thiếp thì phải trang trọng đặt vào trong kẹp danh thiếp. Nếu như không có thì cũng phải trang trọng đặt trong túi áo, cũng không phải là đặt lên mặt bàn như vậy.
Văn Ngư Nhi nhăn mũi rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng hiểu lễ nghi này, hơn nữa cũng vận dụng rất tốt, nhưng bây giờ hắn lại không ngờ một cô gái như Văn Ngư Nhi cũng muốn mình phải áp dụng lễ nghi như thế. Hắn không khỏi cười lớn hai tiếng, sau đó nói, được được, tôi sẽ tiếp nhận phê bình của đồng chí Tiểu Ngư Nhi, nhất định sẽ trịnh trọng cất kỹ danh thiếp của cô. Hà Kiến Trương đứng bên cạnh cũng cười lớn, tuy hắn và Văn Thành Đồ căn bản có nhiều ý kiến không hợp nhau, thế nhưng đối mặt với vãn bối đáng yêu như vậy cũng không khỏi bật cười. Sau khi Vương Tử Quân trịnh trọng cất giữ danh thiếp của Văn Ngư Nhi, lúc này mới trầm giọng nói với Văn Ngư Nhi, được rồi, phóng viên Văn, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, cô đến chỗ tôi là vì chuyện gì được chưa? Chương 1720, một thúc đẩy hay không quyết định tốc độ. Chủ tịch Vương, tôi muốn tiến hành phỏng vấn ngài. Dưới cái nhìn soi mói của Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương, Văn Ngư Nhi chợt dùng giọng nghịch ngợm nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngé non không sợ cọp của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cười cười nói, phỏng vấn thì không có vấn đề, thế nhưng trước đó cô cần liên hệ với văn phòng cái đã. Tôi đã yêu cầu lãnh đạo của chúng tôi liên hệ khá nhiều lần rồi, cũng lập nhiều quân lệnh cho lãnh đạo, thế nên mong Chủ tịch Vương đồng ý. Văn Ngư Nhi thấy Vương Tử Quân đổ hết trách nhiệm lên đầu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là không muốn tiếp nhận phỏng vấn, thế là chợt nôn nóng tiến lên lay động cánh tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy khí tức thanh xuân của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cười nói, ôi Như Nhi cô nương, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi còn có chuyện cần đi liên hệ với Bí Thư Sầm. Hiểu Bạch, cậu đưa cô ấy đến gặp Thư Ký trưởng Trương Tề Bảo đi. Văn Ngư Nhi căn bản không chịu bỏ qua, thế nhưng khi nhìn gương mặt có vài phần nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng không khỏi buông lỏng cánh tay hắn ra. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đưa Văn Ngư Nhi đi, Vương Tử Quân cười nói với Hà Kiến Trương, con gái của Bí Thư Văn không khỏi làm cho người ta đau đầu. Hà Kiến Trương cười cười khẽ nói, có một cô con gái tài mạo song toàn như vậy cũng là phúc khí, bây giờ tiểu nha đầu này được không ít người theo đuổi, trong đó cũng có không ít cậu ấm có tiền. Nghe nói phòng làm việc của cô gái này ở trong tòa soạn hầu như ngày nào cũng có người tặng hoa, một phòng đầy hoa. Có nhiều loại hoa để lựa chọn thì cũng tốt. Vương Tử Quân nói lời này thì không khỏi cười rộ lên. Công tác trong quan trường quá lâu thì không khỏi làm cho tâm tính giả hóa, thế cho nên hắn cũng có biểu hiện của một người không phải thanh niên bừng bừng phấn chấn. Sau khi cùng Hà Kiến Trương đi ra khỏi phòng, Vương Tử Quân đi về phía khu văn phòng thường ủy. Trên đường đi hắn khẽ gật đầu với những người chào hỏi mình, ngẫu nhiên gặp vài người biết tên thì còn nói chuyện vài câu. Chào Chủ tịch Vương, khi Vương Tử Quân đi đến phòng thư ký của Sầm Vật Cương, thư ký bên trong không biết đang bận rộn cái gì, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân gật đầu với thư ký của Sầm Vật Cương rồi nói, cậu giúp tôi xem bí thư có thời gian hay không, tôi có chút chuyện cần báo cáo. Nếu như là người khác đến thì thư ký nhất định sẽ có chút do dự, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì hắn không dám chậm trễ. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì hắn nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Một phút sau Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương đã đi ra khỏi ghế, lão cười nói, Chủ tịch Tử Quân, anh đúng là khách quý, mời anh ngồi. Bí thư Sầm. Anh đây là phê bình tôi rồi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đến báo cáo công tác với anh. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Sầm Vật Cương rồi khẽ cười nói. Sầm Vật Cương cũng không tiếp nhận câu chuyện của Vương Tử Quân, lão nhìn thư ký châm trà cho Vương Tử Quân rồi nói, pha loại trà mà hai ngày trước tôi đem về cho Chủ tịch Vương nếm thử, Chủ tịch Vương có thể nói là cao thủ ở phương diện thưởng thức trà đấy. Hai người nói đùa vài câu rồi Sầm Vật Cương nói, Chủ tịch Tử Quân. Cho dù anh không tìm tôi thì tôi cũng chuẩn bị đến tìm anh. Tôi đã nhìn qua báo cáo công tác kinh tế tháng này, căn bản là tăng trưởng rất tốt, mặc dù không được biên độ lớn như tháng vừa rồi, thế nhưng dù sao thì tháng vừa rồi cũng có tình hình đặc thù, có sự đầu tư của công ty Ly Giang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn khẽ nói, Bí thư Sầm, khi Mật Đông chúng ta cho ra chính sách chấn hưng sản nghiệp trụ cột, đã có không ít xí nghiệp muốn đi đến Mật Đông. Tôi chuẩn bị thúc đẩy các thành phố trong tỉnh nhập ra tùy tục, phát huy ưu thế kinh tế của chính mình, chuyển đổi sản nghiệp, tiến thêm một bước tăng cường sức cạnh tranh và lực ngưng tụ. Tôi đồng ý với ý nghĩ của anh.
Sầm Vật Cương mặc dù có không ít không hài lòng với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại cực kỳ hài lòng với đề xuất này. Sầm Vật Cương gật đầu nói, Chủ tịch Tử Quân, quan tâm giúp đỡ thì đẩy mạnh tốc độ, mà tốc độ cũng căn bản thúc đẩy phương diện có quan tâm giúp đỡ lớn hay không. Chỉ cần quan niệm của chúng ta là đúng, lý niệm đúng, ý nghĩ đúng, lại giúp đỡ đẩy mạnh công tác, như vậy sẽ có hiệu quả rất tốt. Tôi thấy chúng ta nên mở rộng bước chân một chút, truy đuổi mạnh mẽ, tập trung từng điểm nhấn, mà có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói. Bí thư Sầm, tôi còn có việc cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói ra sự kiện không may của mình trước kia, sau đó trầm giọng nói, nhìn vào một vấn đề thì cũng không thấy quá nghiêm trọng, thế nhưng tôi cảm thấy phương diện ngồi không ăn lương thế này cũng không phải là một tình huống đặc thù, cấp ủy chính quyền tỉnh chúng ta nên cho ra chính sách cụ thể, căn bản xử lý thật nghiêm những hành vi như thế này. Sầm Vật Cương không khỏi đưa tay lên vuốt tóc, sau đó nói với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, chúng ta không những xử lý thật nghiêm những hành vi như thế này, còn phải xử lý nghiêm khắc những người có liên quan. Nếu tăng gánh nặng cho tài chính thì cực kỳ không ổn, hơn nữa những hành vi như vậy căn bản ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cấp ủy chính quyền các cấp. Tôi thấy như thế này, việc này do phòng tổ chức tỉnh ủy cùng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đi đầu, tất cả các ban ngành tương quan phối hợp với nhau, căn bản cho ra một hoạt động sửa chỉ các hành vi tương quan trong toàn tỉnh. Phản ứng của Sầm Vật Cương căn bản không làm cho Vương Tử Quân thất vọng. Tuy mâu thuẫn giữa hắn và Sầm Vật Cương là khá mạnh mẽ, thế nhưng hai bên trái phải rõ ràng, chỉ cần ở trước mặt những công tác cần, hai người đều đứng chung lập trường. Hai người thảo luận với nhau hơn 10 phút, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân ra cửa thì Sầm Vật Cương trầm giọng nói, thượng cấp đã có phân công khác với đồng chí Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường sẽ phải đi sao? Vương Tử Quân có chút sững sốt. Mặc dù hắn không thích cách làm mọi việc đều thuận lợi của Tiết Xuyên Cường, thế nhưng nhìn vào tổng quát thì thấy Tiết Xuyên Cường vẫn là người đi gần với mình. Tiết Xuyên Cường bây giờ bị điều đi, căn bản không phải là gì quá xấu với mình, thế nhưng sẽ có chút ảnh hưởng nhất định. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, vậy thì chúng ta tìm thời điểm phù hợp tiễn chân đồng chí Xuyên Cường. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau khi Vương Tử Quân rời đi, Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho Uông Thanh Minh, để Uông Thanh Minh đến phòng làm việc của mình một chuyến. Uông Thanh Minh trước nay đều không chơi lười đối với lời triệu hoán của bí thư Sầm Vật Cương, chỉ 4-5 phút sau hắn đã xuất hiện trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, ngài tìm tôi sao? Uông Thanh Minh vừa vào trong phòng thì nở nụ cười nói. Sầm Vật Cương khoát tay cho Uông Thanh Minh ngồi xuống, lão cũng không lập tức mở miệng. Sau khi trầm ngâm một lát thì mới nói, trưởng phòng Thanh Minh, cho ra một phương án thống trị căn bản cần thời gian lâu như vậy sao? Uông Thanh Minh chợt sững sốt, sau đó hiểu Sầm Vật Cương nói về điều gì. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy nụ cười trên mặt mình có chút cứng nhắc, hắn trầm mặc giây lát rồi khẽ giải thích, bí thư, chuyện này. Chương 1720, hai thúc đẩy hay không quyết định tốc độ. Trưởng phòng Uông. Tôi hy vọng khi anh làm việc thì không nên lo trước nghĩ sau, băn khoăn nặng nề. Bất cứ chuyện gì anh cũng phải xử lý theo nguyên tắc, như vậy sẽ rất đơn giản. Anh nghĩ quá nhiều thì sự việc sẽ bị kéo dài, cũng không phải đó là phương pháp giải quyết vấn đề. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi dùng giọng ôn hòa nói. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy rất khổ sở, hắn biết rõ sự việc này mình trái phải đều sai. Hắn căn bản có ý nghĩ kéo dài ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại không dám làm người lại với Sầm Vật Cương. Sở dĩ Uông Thanh Minh kéo dài chuyện này chủ yếu là vì không muốn đắc tội với quá nhiều người. Đồng thời hắn cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không có biện pháp gì với trò kéo dài này của mình, tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, thế nhưng cũng không phải phụ trách công tác của mình. Cho dù Vương Tử Quân có ý kiến với mình, như vậy cũng chỉ có thể đặt trong lòng mà thôi. Không ngờ người này lại chọc sự việc đến người Sầm Vật Cương, đến nổi bí thư Sầm nhìn mình như một lão quan trường xảo quyệt, điều này chính là thái độ công tác của hắn có vấn đề. Uông Thanh Minh hiểu rõ tính cách của Sầm Vật Cương, biết rõ lúc này có giải thích gì cũng không cho ra tác dụng. Hắn do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói, mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp công tác với Chủ tịch Tử Quân, làm tốt công tác này. Sầm Vật Cương gật đầu nói, tôi tin tưởng anh có thể làm tốt công tác,
đồng thời khi anh cho ra phương án thì nhanh chóng đến xin chỉ thị của Chủ tịch Vương. Uông Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà gương mặt trở nên âm trầm. Sau khi quay lại phòng làm việc thì thư ký nhanh chóng đi vào pha trà rót nóc, hắn nhìn thư ký của mình mà nhíu mày. Trưởng phòng, vừa rồi bí thư Đồ của thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến, hỏi hôm nay ngài có thời gian hay không, anh ấy có công tác cần báo cáo với ngài. Thư ký mặc dù biết tâm tình của Uông Thanh Minh không tốt, thế nhưng hắn vẫn lớn gan báo cáo. Dù sao trước đó thì trưởng phòng Uông cũng đã có phân phó, nếu như Đồ phấn đấu có gọi điện thoại đến thì căn bản không được trì hoãn. Cậu nói cho anh ấy hôm nay tôi không có thời gian. Uông Thanh Minh nói đến đây thì tiếp tục, cậu đi tìm Triệu Hiểu Bạch, à, thôi khỏi, để tôi tự gọi điện thoại, cậu cứ bận rộn công tác của mình đi. Thư ký nhìn gương mặt âm trầm của Uông Thanh Minh mà không khỏi sinh ra ý nghĩ không tốt. Thế nhưng hắn không dám trái lệnh của trưởng phòng Uông, thế là nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Uông Thanh Minh ngồi lên ghế mà không khỏi cảm thấy cực kỳ bực bội, mặc dù bí thư Sầm Vật Cương không phê bình hắn, thế nhưng lại làm cho hắn mất mặt. Uông Thanh Minh suy nghĩ giây lát, cảm thấy quan trường thật sự đáng buồn cười, vài năm qua mình cực kỳ trung thành với Sầm Vật Cương, trong quan trường mật đông thì không còn người nào khác có thể có trọng lượng với Uông Thanh Minh hơn Sầm Vật Cương. Thế nhưng căn cứ vào điều này mà hắn bây giờ phải bỏ qua thể diện của mình để đi tìm Vương Tử Quân. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trong quan trường có ai không hiểu điều này. Vấn đề là ở chỗ hắn không thể cúi đầu vào lúc này. Từ khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì hắn đã nghĩ qua phương diện chọn đội ngũ, giống như Cố Tác Phiêm và Vương Tử Quân là hai đường thẳng song song, căn bản không bao giờ có khả năng giao nhau. Bây giờ có nhiều người chen về phía Vương Tử Quân, nếu có người nào đi sang phía Vương Tử Quân thì bị xem là phản đồ, tuy có được một người thế nhưng lại mất cả Giang Sơn. Nhưng bây giờ Uông Thanh Minh không thể không gọi điện thoại đi. Hiểu Bạch à, tôi là Uông Thanh Minh. Lúc này Chủ tịch Vương có thời gian không? Tôi có vài chuyện cần báo cáo với anh ấy. Uông Thanh Minh gọi điện thoại rồi nở nụ cười nói. Triệu Hiểu Bạch không dám không cho ra đáp án khẳng định với Uông Thanh Minh. Sau khi cúp điện thoại thì Uông Thanh Minh khẽ châm một điếu thuốc, khi khói thuốc bốc lên, hắn không khỏi tiến hành kiểm điểm hành vi của mình. Hôm nay sở dĩ Uông Thanh Minh hắn bị động như vậy chủ yếu là phạm vào sai lầm cấp thấp. Vương Tử Quân là một vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, thế nhưng trẻ tuổi thì mình có thể xem nhẹ sao? Chính mình cho rằng Vương Tử Quân sẽ phải uất nghẹn trước mặt Sầm Vật Cương, cho dù có chuyện gì cũng phải liên hệ với bí thư Sầm, thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại có quyết tâm như vậy. Đây không phải là Vương Tử Quân đang đặt Uông Thanh Minh hắn lên kệ nướng sao? Uông Thanh Minh thầm suy nghĩ vài phương diện, hắn nhìn bầu không khí đầy khói thuốc trước mặt, sau đó lại rơi vào trầm tư. Khi hắn đang gạt tàn thuốc, đúng lúc này điện thoại vang lên. Khi vị trí ngày càng lên cao thì Vương Tử Quân cảm thấy trói buộc ngày càng lớn, đặc biệt là những hoạt động của mình càng bị ảnh hưởng. Khi vị trí của hắn càng vững chắc và có dấu hiệu lộ diện mạnh mẽ ở Mật Đông, mỗi lần đi ra ngoài đều có cảm giác không yên. Vương Tử Quân không phải là sợ thứ gì khác, chỉ là sợ người ta nhận ra mình. Tuy Vương Tử Quân không sợ người ta phản ánh với mình nhiều vấn đề, thế nhưng những khi có chút thời gian thì hắn muốn dành thời gian đó cho gia đình của mình. Chủ tịch Vương, trưa nay là tiệc cưới của Hiểu Bạch, ngài có đến tham gia hay không? Phó trưởng ban số 2 Hào Nghị Đạt đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn không khỏi dùng giọng cung kính báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sờ lên mặt, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói, tôi tất nhiên sẽ đến dự hôn lễ của Hiểu Bạch, anh nói Tiểu Lý chuẩn bị xe, chúng ta cùng đi. Hào Nghị Đạt nghe nói mình được cùng đi với Chủ tịch Vương thì không khỏi mừng rỡ. Tuy những ngày qua hắn thay thế công tác của Triệu Hiểu Bạch, cũng không có ý nghĩ ép Triệu Hiểu Bạch nhường ghế cho mình, thế nhưng có người nào không muốn lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo. Hắn có thể cùng đi với Chủ tịch Vương, hơn nữa đây cũng không phải nằm trong phạm trù công tác, căn bản là rất có mặt mũi. 2 phút sau Vương Tử Quân đã ngồi lên xe, hắn dựa lưng lên hàng ghế phía sau rồi nói, Tiểu Hào, các cậu đi mừng đám cưới bao nhiêu tiền? Chủ tịch, bình thường thì 100, thân thiết thì 200. Hào Nghị Đạt không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi vấn đề này, hắn không khỏi dùng giọng chú ý đáp. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi đi 200, lát nữa cậu chuẩn bị cho tôi. Hào Nghị Đạt đồng ý một tiếng rồi không khỏi cực kỳ hâm mộ Triệu Hiểu Bạch.
Vương Tử Quân có thể tham gia hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch thì đã là cực kỳ quý giá, bây giờ còn đi lễ giống như người bình thường, ý nghĩa của nó càng lớn. Xem ra Triệu Hiểu Bạch trong mắt Chủ tịch Vương căn bản là mình không thể nào so sánh được. Xe chạy hơn 10 phút thì đến khách sạn Triệu Hiểu Bạch chọn tổ chức tiệc cưới. Triệu Hiểu Bạch cũng không chọn những khách sạn xa hoa trong thành phố rừng mật, chỉ là một khách sạn 3 sao để làm lễ cưới cho mình. Nếu như Triệu Hiểu Bạch thích, chỉ sợ bất kỳ khách sạn nào ở thành phố rừng mật đều tình nguyện giúp đỡ thực hiện hôn lễ, vì dù sao thì Triệu Hiểu Bạch cũng là thư ký của Chủ tịch Vương. Sau khi xe của Vương Tử Quân dừng lại thì Triệu Hiểu Bạch cũng nhanh chóng tiến ra chào đón. Hắn cười mở cửa xe giúp cho Vương Tử Quân, sau đó dùng gương mặt kích động nói, chào mừng Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cực kỳ phấn chấn tinh thần của Triệu Hiểu Bạch, hắn cười nói, Hiểu Bạch hôm nay rất có tinh thần, rất có phái đoàn của một chú rể. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe, có không ít người đi đến. Sau khi Vương Tử Quân nói như vậy thì mọi người đều nở nụ cười. Chương 1721 một đột nhiên gặp lại. Vương Tử Quân nhìn đám người túm tụm về phía mình, đại đa số đều là người quen, thế là không khỏi cảm khái một tiếng, thế nhưng vẫn bước chậm vào trong khách sạn. Tuy khách sạn này không quá khí phái thế nhưng Triệu Hiểu Bạch lại đặc biệt chuẩn bị một phòng nghỉ cho Vương Tử Quân. Sau khi đưa Vương Tử Quân vào trong phòng nghỉ, Kim Chính Thiện nhanh chóng đi đến, ở bên cạnh Kim Chính Thiện còn có một cặp nam nữ hơn 50 tuổi. Chủ tịch Vương, tôi định đi đón ngài, thế nhưng không ngờ ngài lại đến quá sớm. Sau khi đi vào trong phòng thì Kim Chính Thiện nở nụ cười vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Kim Chính Thiện rồi cười nói, tôi cũng không dám làm phiền bí thư Kim đi nghênh đón. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó Kim Chính Thiện giới thiệu cặp nam nữ trung niên ở bên cạnh mình. Thì ra đây là bố mẹ của Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân nhìn cách ăn mặc của hai người, rõ ràng là những người có học thức, nhưng hai người này nhìn thấy hắn thì lại có chút gò bó. Bố mẹ của Triệu Hiểu Bạch không phải là người trong quan trường, thế nên trước khi đến gặp Vương Tử Quân thì không khẩn trương, nhưng bây giờ khi bọn họ thấy vị lãnh đạo thường xuất hiện trên TV đứng trước mặt mình, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ căng thẳng không hiểu nguyên nhân. Sau khi Kim Chính Thiện giới thiệu thì bố của Triệu Hiểu Bạch nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, thế nhưng hai bàn tay không biết có nên vươn ra hay không. Chào anh Triệu, ngài đã bồi dưỡng được một người con trai rất tốt, bây giờ gia đình có chuyện vui, tôi đến chúc mừng anh chị. Vương Tử Quân nhìn bố của Triệu Hiểu Bạch, hắn chủ động vươn tay ra cười ha hả chúc mừng. Chủ tịch Vương, hôm nay ngài có thể đến tham gia lễ cưới của Triệu Hiểu Bạch, cả nhà chúng tôi cực kỳ cảm kích. Bố của Triệu Hiểu Bạch vốn đã ổn định lại tinh thần của mình, hắn dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói, mỗi ngày Hiểu Bạch đi theo tôi căn bản là không ngại cực khổ, cậu ấy kết hôn sao tôi lại không đến cho được. Hơn nữa tôi cũng phải cảm tạ ngài, nếu không vì ngài bồi dưỡng được một Hiểu Bạch tốt như vậy, công tác của tôi cũng lộn xộn hẳn lên. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh mà gương mặt đỏ ửng. Chính hắn biết rõ chính mình không có trợ giúp gì quá lớn với Chủ tịch Vương, thế nhưng Chủ tịch Vương nói như vậy làm cho mình rất có thể diện. Sau khi nói vài câu khách khí, bố mẹ Triệu Hiểu Bạch đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Kim Chính Thiện và Vương Tử Quân. Hai người uống vài ngụm trà, Kim Chính Thiện khẽ nói, Chủ tịch Vương, đời người đúng là quá nhanh, lại thay đổi khôn lường, mới đó mà Hiểu Bạch đã kết hôn. Trước kia khi tôi vừa mới thấy nó, khi đó nó còn đang ở trong tã lót. Ha ha ha, xem ra bí thư Kim hôm nay rất cảm khái. Các vị lãnh đạo năm xưa có nói, thế giới này luôn là của thanh niên, dù thế nào thì chúng ta cũng từng trải qua một thời thanh niên như vậy. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện rồi vừa cười vừa nói. Khóe miệng Kim Chính Thiện có hơi vểnh lên, thế nhưng sau đó lại khẽ cười. Thầm nghĩ anh có thể mở miệng cảm khái như vậy. Thế nhưng trong mắt người khác thì anh căn bản cũng không phải quá già lão, thực tế nhìn qua còn trẻ hơn cả Hiểu Bạch. Nhưng Vương Tử Quân nói như vậy thì Kim Chính Thiện cũng không nói gì hơn. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là thượng cấp của hắn, nói gì cũng phải chú ý xem có đúng mực hay không. Sau khi nói vài câu liên quan đến hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch, Kim Chính Thiện chợt khẽ nói, Chủ tịch Tử Quân, lần này thúc đẩy thanh tra những người ngồi không ăn lương, ngài làm như vậy có chút lỗ mãng. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn chỉ chờ Kim Chính Thiện nói tiếp. Lúc này Kim Chính Thiện nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói,
những người có thể lấy lương của đơn vị mà không đi làm đều có bản lĩnh, ngài bây giờ thanh tra tệ đoan này, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Tuy người chịu trách nhiệm chủ yếu là lãnh đạo tổ thanh tra, thế nhưng bây giờ hầu như người nào cũng biết rõ ngài là người thúc đẩy chuyện này. Kim Chính Thiện dù không nói rõ ràng nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, đó là rất nhiều người ghi mối hận này với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Kim Chính Thiện, hắn khẽ cười nói, ghi hận tôi thì thế nào? Một việc gì đó luôn có người đến làm. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân thì Kim Chính Thiện căn bản cảm thấy mình có hơi đỏ mặt, hắn biết rõ những lời này của Vương Tử Quân không phải là chĩa về mình, thế nhưng biểu hiện của mình ở phương diện này cũng không quá tốt. Trong đầu Kim Chính Thiện lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Chủ tịch Vương, bây giờ có rất nhiều công việc căn bản là tiến hành không phải quá thuận lợi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn Kim Chính Thiện, cũng không nói gì thêm. Kim Chính Thiện đối mặt với một công tác gì đó cũng phải có băn khoăn của mình, Vương Tử Quân không thể nào ép cho Kim Chính Thiện cứ mãi xông về phía trước theo đúng phương lược chính trị của mình được. Kim Chính Thiện sao không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân? Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tôi và Chủ tịch Hải Bác sẽ giúp đỡ mạnh mẽ nhất với công tác của ngài trong thành phố rừng mật. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi biết rồi. Hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch được cử hành vào lúc 12 giờ, tuy Vương Tử Quân được mời đến vị trí tôn quý nhất thế nhưng cũng không phải là người chứng hôn, vị trí này được giao cho Trương Tề Bảo. Vì Trương Tề Bảo là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Triệu Hiểu Bạch dù sao cũng là cấp dưới của hắn. Vợ của Triệu Hiểu Bạch không tính là đặc biệt xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng nữ tính, nàng như một con chim nhỏ đứng ép vào người Triệu Hiểu Bạch, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Nếu như là hôn lễ của một người bình thường thì Vương Tử Quân căn bản chỉ ngồi một chút mà không dùng cơm, thế nhưng là của Triệu Hiểu Bạch thì lại khác. Vì vậy hắn ngồi xuống bàn tiệc với Kim Chính Thiện, tất nhiên Trương Tề Bảo là thư ký trưởng cũng phải ngồi bên người Vương Tử Quân. Chủ tịch, Hiểu Bạch đã cho ra yêu cầu với tôi, đó là ngày mốt sẽ đi làm, nhưng tôi nói cậu ấy nên đến tìm ngài mà xin chỉ thị. Trương Tề Bảo uống một ngụm nước trà rồi cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi nhớ là cậu ấy chuẩn bị cho tuần trăng mật của mình, sao bây giờ lại gấp gáp đi làm như vậy? Nếu như không có việc gì khẩn cấp, không nên phê chuẩn lời thỉnh cầu này của cậu ấy, để cho cậu ấy thành thật ở nhà làm một chú rể tốt là được. Vâng, cũng nên phấn đấu vì tương lai mai sau của đất nước. Chủ tịch Hải Bác đến muộn hơn Vương Tử Quân, vì vậy sau khi nghe giọng nói che chở của Vương Tử Quân với Triệu Hiểu Bạch, hắn không khỏi nói một câu. Lời nói ẩn giấu khôi hài của Hải Bác làm cho gian phòng đầy tiếng cười. Chương 1721-2, đột nhiên gặp lại. Chủ tịch Hải cứ nên phát huy trình độ của mình. Chủ tịch, tôi đề nghị nâng ly vì những lời nói rất hay của Chủ tịch Hải Bác. Kim Chính Thiện nói rồi nâng ly trà lên mời Vương Tử Quân. Vì buổi chiều còn phải đi làm thế nên nhóm người Vương Tử Quân cũng chỉ uống trà mà thôi, bây giờ Kim Chính Thiện cho ra đề nghị như vậy, tất nhiên mọi người đều nâng ly lên. Hải Bác nhìn mọi người nâng ly trà lên thì cười ha hả nói, Chủ tịch, tôi nói như vậy căn bản là không sai, cũng chỉ là bọn họ nghĩ sai mà thôi. Vương Tử Quân cười nói, chúng tôi đều không nghĩ sai, chỉ là anh nói sai, thế nên anh phải tự phạt mình một ly. Khi mọi người đang nói cười vui vẻ thì cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Hiểu Bạch mang theo nụ cười đến mời rượu. Trong nhóm người ngồi đây thì Vương Tử Quân là người trẻ tuổi nhất, thế nhưng lại có vị trí cao nhất, vì vậy là đối tượng được mời rượu đầu tiên. Vương Tử Quân nhìn cô dâu dùng hai tay đưa ly rượu đến cho mình, hắn không khỏi mỉm cười tiếp nhận rồi nói, chúc mừng, chúc hai cô cậu trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long. Vương Tử Quân nói rồi uống cạn ly rượu. Vợ của Triệu Hiểu Bạch dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn Vương Tử Quân, nàng không phải là hạng phụ nữ tám mặt lung linh, thế nên cũng không nói chuyện được thoải mái. Bây giờ nàng đối mặt với một đại nhân vật như Vương Tử Quân, căn bản không biết nói sao cho phải. Triệu Hiểu Bạch sau khi kính rượu Vương Tử Quân thì định cho người khác tiếp tục, thế nhưng Vương Tử Quân khoát tay áo nói, cậu có quá nhiều thân thích, cũng không nên cho mời bọn họ, chúng ta cùng nâng ly một lần là được. Vương Tử Quân nói xong thì đám người Trương Tề Bảo đứng lên, Hiểu Bạch, chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Thế là bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Cô dâu nhìn thấy mọi người đứng lên thì càng cảm nhận được uy thế của Vương Tử Quân.
Tuy nàng không công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng cũng hiểu những người ngồi đây có vị trí thế nào. Ví dụ như giám đốc Trần ở phía bên kia, khi giám đốc của mình thấy người ta thì còn phải nhanh chóng tiến lên đón chào, mà người ta cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng bây giờ Chủ tịch Vương nói một câu thì không khỏi muốn biểu hiện tất cả sự nhiệt tình của mình ra ngoài. Triệu Hiểu Bạch dù rất muốn cùng trò chuyện thêm một lát với Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao cũng còn có quá nhiều người thân và bạn bè đang chờ, thế nên hắn nói vài câu rồi rời đi. Uống trà không phải uống rượu nhưng lại làm cho người ta nhanh no, Vương Tử Quân cảm thấy mình uống hơi nhiều, hắn đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Khi đi trên hành lang thì hắn nghe được những tiếng cười lớn vang lên khắp bốn phía, hắn nhìn hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch, không khỏi nghĩ đến hôn lễ của mình năm xưa. Khi đó hôn lễ của mình căn bản là náo nhiệt hơn, thế nhưng hơn 10 năm mưa gió đã làm cho tất cả trở thành kỷ niệm. Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn định đi rửa tay, đúng lúc có người đi vào. Nếu như không phải Vương Tử Quân tránh kịp, chỉ sợ người kia sẽ đụng vào người hắn. Người phụ nữ này mặc một bộ lễ phục màu đỏ, nhìn qua rất quyến rũ thế nhưng trên người có nhiều mùi rượu, điều này làm cho Vương Tử Quân đánh giá thấp cô nàng đi vài phần. Khi nhìn thấy cô gái này thì Vương Tử Quân có chút sững sốt, hình như hắn đã gặp qua người ta ở đâu đó. Thật xin lỗi, tôi đi hơi vội, không nhìn đường. Người phụ nữ kia dùng giọng quẫn bách nói lời xin lỗi với Vương Tử Quân, nhưng khi nàng nhìn thấy rõ người đối diện, nàng chợt nói, anh. Anh là Chủ tịch huyện, Chủ tịch Vương. Trong mật đông có nhiều người gọi Vương Tử Quân là Chủ tịch tỉnh, thế nhưng ít người gọi hắn là Chủ tịch huyện. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc của người phụ nữ đối diện, thế là nghĩ ra điều gì đó. Khi Vương Tử Quân cố gắng tìm kiếm cái tên của người phụ nữ này, chợt nghe có người nói, Tiểu Trình, bên kia vẫn đang chờ cô không sao đấy chứ. Hai chữ Tiểu Trình làm xúc động ký ức chôn vùi trong lòng Vương Tử Quân, hắn chợt nghĩ đến thời điểm năm xưa mình công tác ở huyện Lô Bắc, chợt nghĩ đến cô con gái nghịch ngợm cửa Đỗ Tử Cường. Sau khi rời khỏi Nam Giang thì Vương Tử Quân rất ít khi có được tin tức của cô gái này, không ngờ hắn lại gặp nàng ở Mật Đông. Hắn nhìn bộ dạng của Tiểu Trình rồi cười nói, cô là Đỗ Tiểu Trình có phải không? Mới đó đã lớn như vậy rồi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến, khi thấy Đỗ Tiểu Trình đang trò chuyện với Vương Tử Quân, hắn không khỏi tỏ ra không vui nói, Tiểu Trình, cục trưởng Trình chỉ kính nửa ly mà cô đã bỏ chạy. Cô có biết điều này làm cho bố rất mất hứng không? Đi ra thôi, nếu không thì cục trưởng Trình sẽ rất mất hứng. Người đàn ông nói rồi chuẩn bị tiến lên dìu Tiểu Trình đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đỗ Tiểu Trình, hắn biết rõ nàng không thể tiếp tục uống, thế là không khỏi khuyên can người đàn ông kia, đừng để cho Tiểu Trình uống nữa, tôi cảm thấy cô ấy không uống được nữa rồi. Người đàn ông kia vốn có tâm tình không tốt. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân mở miệng chen ngang thì nổi trận lôi đình, tôi nói chuyện với vợ mình, không mượn anh xen vào, không cần anh ở đây khoa tay múa chân. Tịnh An, anh làm sao lại nói như vậy, đây là... Đỗ Tiểu Trình nhìn thấy chồng mắng Vương Tử Quân, thế là nàng tranh thủ thời gian ngăn cản. Thế nào, gặp người tình cũ sao? Tôi nói cho cô biết nhé Tiểu Trình, cô bây giờ là người đã có chồng, là con dâu của Mễ gia. Điều đầu tiên cô cần học chính là tuân thủ quy chuẩn của một người phụ nữ. Mễ Tịnh An nói rồi chỉ vào Vương Tử Quân, tôi mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ anh cách xa vợ tôi ra một chút. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích động của Mễ Tịnh An, hắn không khỏi cười cười nói, anh bạn, anh còn chưa biết rõ chân tướng, sao có thể nói lung tung. Chủ tịch Vương, Tịnh An ăn nói rất kém, lại uống chút rượu, ngài cũng đừng nên chấp nhất. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói, đây là chuyện nhỏ, bố của cô gần đây thế nào, đã lâu rồi tôi không nghe qua tin tức về anh ấy. Bố của tôi 2 năm qua đã đến công tác ở mặt trận Tổ quốc, mỗi ngày chủ yếu là trồng hoa nuôi cỏ, cuộc sống nhàn nhã. Đỗ Tiểu Trình nghe thấy Vương Tử Quân chuyển chủ đề thì không khỏi có vài phần cảm kích. À, Tử Cường cũng nên nghỉ ngơi được rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến Đỗ Tiểu Trình thì khẽ nói. Đỗ Tiểu Trình vừa chuẩn bị lên tiếng thì Mễ Tịnh An đã trầm giọng nói, đi thôi, có chuyện gì thì nói sau, cục trưởng Trình bên kia còn đang chờ, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Đỗ Tiểu Trình có chút do dự, nàng chuẩn bị đi theo Mễ Tịnh An, thế nhưng Vương Tử Quân lại cười nói, hai người cứ bận rộn,
nếu có thời gian thì chúng ta trò chuyện sau. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài, Đỗ Tiểu Trình nhìn dáng người cao ngất của Vương Tử Quân, không biết vì sao lại cảm thấy đau xót. Tuy bây giờ hai bên đứng khá gần nhau, thế nhưng nàng lại sinh ra cảm giác như cách xa ngàn dặm. Chương 1722, khi em còn tóc dài đến eo. Năm xưa khi hai bên gặp mặt nhau, Đỗ Tiểu Trình cảm thấy mình và đối phương cách nhau một cái hào sâu, bây giờ cái hào sâu năm xưa đã biến thành chân trời góc biển, căn bản là không thể nào vượt qua được. Khi đó em tóc dài đến eo, khi đó ta cưới nhau không phải tốt hơn sao? Không biết vì sao trong lòng Đỗ Tiểu Trình lại xuất hiện câu nói này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như nở hoa, tất cả cảm giác tuôn trào. Tiểu Trình, em còn đứng đây làm gì nữa? Bên kia đang chờ sốt ruột ra rồi. Mễ Tịnh An nhìn vợ đang đứng thử người thì không hiểu vì sao lại có chút đố kỵ, hắn yêu vợ con của mình, mà càng như vậy thì hắn càng không muốn vợ của mình có biểu hiện khó xa rời với một người đàn ông khác. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Mễ Tịnh An, hắn cười cười không nói gì. Đó là chuyện của gia đình bọn họ, hắn không nên chen vào. Khi Vương Tử Quân đi đến hành lang thì thấy một người nồng nặc mùi rượu đi đến, người này lớn tiếng nói với Đỗ Tiểu Trình, giám đốc Đỗ, mới uống được một nửa sao cô lại đi rồi. Cục trưởng Trình của chúng tôi ở bên kia đang chờ. Tiểu Trình vừa rồi đi vào nhà vệ sinh một chút, thế nên có hơi mất thời gian. Mễ Tịnh An nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi nở nụ cười nói. Người đàn ông kia khẽ nở nụ cười, sau đó dùng tay vẽ một vòng tròn lên không trung rồi nói, giám đốc Đỗ thật sự có duyên phận với cục trưởng Trình của chúng tôi, anh ấy cũng họ Trình, cô cũng có tên là Trình, hai bên quần anh tụ hội căn bản là phải kính vài ly mới được. Gương mặt Mễ Tịnh An chợt biến đổi, hắn làm chồng của Đỗ Tiểu Trình, hắn căn bản cảm thấy rất đau nhức vì người ta nói như vậy với vợ mình. Thế nhưng hắn nghĩ đến những gì mình định làm ngày hôm nay, hắn không khỏi cố gắng nở nụ cười. Đỗ Tiểu Trình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mễ Tịnh An, nàng trầm ngâm giây lát rồi nói, em không uống thêm được nữa, chuyện kia. Giám đốc Mễ, giám đốc Đỗ như vậy là không nể tình rồi. Người đàn ông kia nghe được lời nói của Đỗ Tiểu Trình thì gương mặt đen lại, hắn nhìn thoáng qua Mễ Tịnh An rồi dùng giọng mất hứng nói. Mễ Tịnh An do dự giây lát, sau đó dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói với Đỗ Tiểu Trình, Tiểu Trình. Chỉ là kính người ta vài ly mà thôi, đừng làm bố khó xử. Đỗ Tiểu Trình nhìn gương mặt của Mễ Tịnh An, nàng chợt cảm thấy trong lòng thêm đau đớn. Tuy nàng hiểu Mễ Tịnh An căn bản là không làm gì hơn được ở sự kiện này, thế nhưng nàng vẫn thấy rất khó chịu. Được, em đi, Đỗ Tiểu Trình cố gắng nặn ra nụ cười, sau đó cất bước muốn đi. Vương Tử Quân lúc này luôn ở bên cạnh, hắn nghe rõ ràng lời nói của hai vợ chồng Đỗ Tiểu Trình. Thế là không khỏi nhíu mày rồi nói với Mễ Tịnh An, nếu cô ấy không muốn uống rượu, như vậy cũng đừng nên ép cô ấy uống nữa. Đó là chuyện của nhà tôi, anh quản được sao? Mễ Tịnh An vốn có chút nén giận vì vợ mình nói chuyện với Vương Tử Quân, hơn nữa vừa rồi lời nói của người đàn ông kia đã làm cho lửa giận của hắn bùng lên, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi chút hết lửa giận tích tụ của mình ra ngoài. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến Mễ Tịnh An. Hắn nói với người đàn ông đang say rượu bên kia, cục trưởng Trình của các anh nếu muốn uống rượu, tôi sẽ đến uống với anh ấy. Người đàn ông kia lúc đầu cũng không thèm chú ý đến Vương Tử Quân, lúc này nghe Vương Tử Quân nói thì không khỏi có chút phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng không sạch sẽ nói, anh thì tính là cái gì? Người đàn ông này vừa nói được nửa câu thì không khỏi nghĩ đến điều gì đó mà toàn thân vã mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận nhìn qua Vương Tử Quân. Sau đó không tự chủ được phải nói, ngài. Ngài là chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia rồi hừ một tiếng, lại dùng giọng lạnh nhạt nói, anh công tác ở đơn vị nào? Cục trưởng Trình của các anh đang ở đâu? Cục trưởng Trình của chúng tôi. Người đàn ông kia không ngờ mình lại gặp Vương Tử Quân, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, thế là giọng nói cũng không được quá rõ ràng. Sau khi lắp bắp một lúc thì hắn mới khẽ nói, chúng tôi đang ở gian phòng kia. Vương Tử Quân không lên tiếng mà đi về phía bên kia. Mễ Tịnh An đứng bên cạnh lúc này căn bản có chút run rẩy, không ngờ người đàn ông vừa trò chuyện với vợ mình lại là Vương Tử Quân. Vừa rồi Mễ Tịnh An chỉ lo tìm Đỗ Tiểu Trình, hắn căn bản không nhìn kỹ Vương Tử Quân. Tuy hắn cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mặt thế nhưng không ngờ đó lại là chủ tịch Vương nổi tiếng Mật Đông.
Sau khi được người đàn ông bên kia lên tiếng nhắc nhở thì Mễ Tịnh An mới hiểu ra vấn đề, người đàn ông mà mình vừa rồi đố kỵ không phải là chủ tịch Vương thường xuất hiện trên TV sao? Mễ Tịnh An nghĩ đến thân phận của Vương Tử Quân mà không khỏi vã mồ hôi lạnh, dù sao vừa rồi thái độ của mình trò chuyện với chủ tịch Vương cũng không có gì là tốt. Sau khi Sở Bá Vương Hạng Vũ chiếm được Hàm Dương thì có người khuyên nên định đô ở nơi này, thế nhưng Hạng Vũ lại nói phú quý cũng không bằng cố hương, áo gấm giàu sang cũng chỉ là giả mà thôi. Nếu như bị người ta bố trí thì Hạng Vũ sẽ là hạng người nông cạn, sự thành công của hắn không phải chỉ nhằm vào chút phú quý. Thực tế nhân sĩ trong quan trường cần an phận, chủ tịch Vương bây giờ đến đây, không phải có hoạt động gì quan trọng đấy chứ. Vương Tử Quân không quan tâm Mễ Tịnh An đang suy nghĩ điều gì, hắn đi vào trong phòng, Đỗ Tiểu Trình đi theo sau lưng. Khi Đỗ Tiểu Trình đi vào trong phòng thì chợt nghe thấy có người hơn 50 tuổi nói, Tiểu Trình, con đến mời cục trưởng Trình vài ly. Tuy người đàn ông này nói với nụ cười vui vẻ thế nhưng lại có vài phần trách cứ. Đỗ Tiểu Trình vốn có chút e ngại với bố chồng, thế nhưng lúc này nghe những lời kia vào tai lại cảm thấy không thoải mái. Cục trưởng Trình, muốn uống rượu thì tôi uống với anh, Tiểu Trình không được khỏe, coi như bỏ qua. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đám người đang dùng cơm rồi thản nhiên nói. Đám người trên bàn rượu vốn không chú ý đến Vương Tử Quân, nhưng khi Vương Tử Quân lên tiếng thì vẻ mặt đám người chợt biến đổi. Đặc biệt là người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng đứng lên. Chủ tịch Vương, dù cục trưởng Trình chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng biết Vương Tử Quân là ai. Hắn lúc này cực kỳ không yên, vì hắn thấy gương mặt chủ tịch Vương rất căng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cầm lấy ly rượu rồi nói, nếu mọi người đã có mặt ở đây, như vậy cùng nhau cạn ly. Chủ tịch Vương, chúng tôi, điều này, cục trưởng Trình thấy Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt thì trái tim như bị ai đó siết chặt, hắn muốn mở miệng giải thích thế nhưng không biết nên giải thích thế nào. Những người ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Vương Tử Quân nâng ly lên với người đàn ông vừa nói với Đỗ Tiểu Trình, xin hỏi ngài là. Chủ tịch Vương, tôi là Mễ Hữu Viên, là Mễ Hữu Viên của công ty Long Hạo. Bố của Mễ Tịnh An đã đổ mồ hôi đầy trán, lão không nhịn được phải dùng tay lau qua. Vương Tử Quân cười cười nói, chào giám đốc Mễ, tôi là đồng sự năm xưa của bố Tiểu Trình, năm xưa hầu như tôi nhìn cô ấy lớn lên. Thật không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này, đó cũng xem như là duyên phận, vậy tôi mời anh một ly. Mễ Hữu Viên tuy là giám đốc công ty thế nhưng chỉ là một thành viên trong số biết bao nhiêu giám đốc ở thành phố rừng mật, đừng nói là được uống rượu với Vương Tử Quân, căn bản cũng khó có cơ hội được uống rượu với phó chủ tịch thành phố rừng mật. Lúc này lão thấy Vương Tử Quân nâng ly lên thì không khỏi vội vàng nâng ly theo. Vương Tử Quân cười cười rồi nói với cục trưởng Trình, mời anh một ly. Chương 1723, một nhân tình như giấy trong vở, càng dùng càng mỏng. Vương Tử Quân ngồi trên mặt ghế trong phòng khách, hắn nở nụ cười vui vẻ nhìn Đỗ Tử Cường ngồi ở phía đối diện. Lúc này Đỗ Tử Cường đã già đi rất nhiều, đặc biệt là mái tóc đã bạc trắng. Chủ tịch Vương, tôi vẫn muốn đến thăm anh, thế nhưng lại ngại quấy rầy công tác của anh. Đỗ Tử Cường có chút kích động, lão uống một ngụm nước rồi dùng giọng thận trọng nói. Vương Tử Quân cười cười nói, chủ tịch Đỗ bất cứ khi nào muốn thì gọi điện thoại cho tôi sẽ phái người đi đón anh. Hai người trò chuyện với nhau, chủ đề chợt quay về những người trước kia công tác trong huyện. Hai người nghe tin tức của cố nhân mà không khỏi liên tục thổn thức. Nhưng lúc này những người được xưng là cố nhân với Vương Tử Quân căn bản đều đã về hưu mất rồi. Dưới thái độ bình dị gần gũi của Vương Tử Quân thì cảm giác bất an của Đỗ Tử Cường dần biến mất. Lão cười ha hả tán gẫu với Vương Tử Quân, vẻ mặt có vài phần đỏ ửng. Mễ Tịnh An há hốc mồm nhìn bố vợ mình trò chuyện cùng Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi đầy cảm xúc. Hắn không ngờ bố vợ mình ở tỉnh Sơn Nam xa xôi, hơn nữa đã về hưu, thế nhưng lại có thể diện trước mặt chủ tịch Vương như vậy. Bố mình đến thành phố An Dịch thì được mời sang tỉnh Mật Đông, tuy bố vợ không giúp gì nhiều cho công ty của mình, thế nhưng để cho người ta biết nhà mình có quan hệ với chủ tịch Vương. Như vậy là quá đủ rồi. Kinh nghiệm những ngày qua làm cho Mễ Tịnh An biết được uy thế mạnh mẽ của Vương Tử Quân, tuy chỉ là một ly rượu mời mọi người thế nhưng lực ảnh hưởng của nó là thứ mà người ta khó thể tưởng. Trước kia Mễ Tịnh An từng đi đến cầu cạnh các ban ngành,
Tuy đám người kia cũng nhiệt tình tiếp đãi, thế nhưng khi xử lý công việc lại không nhiệt tình như vậy. Nhưng khi mà tin tức vợ của mình là con của bộ hạ chủ tịch Vương truyền ra ngoài, đám cán bộ bình thường luôn cao cao tại thượng nhanh chóng thay đổi thái độ, không những thân mật xưng anh em, hơn nữa làm việc càng thêm nghiêm túc. Đây cũng là nguyên nhân mà bố Mễ Tịnh An quyết định đón bố vợ sang Mật Đông chơi vài ngày. Đỗ Tiểu Trình ngồi bên cạnh bố mình, nàng nhìn bộ dạng càng thêm trầm ổn của Vương Tử Quân, thế là vừa mừng rỡ vừa chua xót. Nếu như trước khi kết hôn nàng nhớ đến hắn là một phương diện chua xót, bây giờ sau khi kết hôn nàng nhớ đến người này lại càng đau lòng, là cảm giác đau đớn kịch liệt. Nhưng kinh nghiệm bao năm qua làm cho nàng biến thành một người có lý trí, lúc này người đàn ông mà năm xưa nàng thường mơ tưởng đã tiến lên một vị trí xa xăm không thể với đến. Nhưng được nhìn thấy hắn như vậy là quá đủ rồi. Biết đâu bên cạnh mỗi con người đều có một con người như thế, hai bên đã từng thân cận với nhau. Đã nói qua nhiều chuyện, không có gì giấu nhau, khẳng định là phải có tình cảm, thế nhưng nó lại sinh ra cảm giác như gần như xa. Mãi đến một ngày anh hoặc cô ấy không thể không cho ra lựa chọn, hơn nữa lại không làm được gì khác hơn, lại không lựa chọn đối phương, chỉ làm cho đối phương nhung nhớ, cảm giác này có phải là đau lòng giống như mình lúc này hay không? Đỗ Tiểu Trình thầm an ủi mình một câu, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Lúc đầu thì vị trí của mình ở nhà chồng là rất kém, trước kia mẹ chồng không chút yêu thương nàng, nhưng bây giờ hầu như lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ với nàng, thậm chí bố chồng cũng dùng giọng cực kỳ ôn hòa nhã nhặn khi bàn việc với mình. Đỗ Tiểu Trình nhớ rõ khi kết hôn, vì bố mình đã về hưu, hơn nữa trong nhà cũng không có của cải gì nhiều, thế nên thái độ của bố chồng với bố mình rất lãnh đạm. Điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, thế nhưng bố mình vẫn tươi cười như hoa. Căn bản giống như không cảm nhận được điều này. Nhưng Đỗ Tiểu Trình biết rõ bố mình là người cực kỳ tự trọng, chắc chắn sẽ chịu đựng rất nhiều. Nhưng bây giờ thì tất cả không còn như xưa, khi bố mình xuống sân bay thì bố chồng tự mình lái xe đi đón. Tất cả thay đổi chỉ vì một người sao? Chủ tịch Đỗ, khó có được cơ hội anh đến Mật Đông một chuyến, anh nên ở lại vài ngày, vì Mật Đông cũng có không ít cảnh đẹp, anh nên đi du ngoạn giải sầu. Vương Tử Quân ân cần nói với Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường khẽ gật đầu, khi lão chuẩn bị lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch đi vào, hắn cung kính nói, Chủ tịch Vương, các vị chủ tịch khác đã đến tham gia hội nghị, thư ký trưởng Trương nói tôi nhắc nhở ngài một tiếng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đồng hồ rồi vỗ đầu cười nói, cậu nói với thư ký trưởng Trương một tiếng, tôi sẽ qua ngay. Chủ tịch, ngài cứ bận rộn công tác đi, công tác là quan trọng. Khi nào ngài có rảnh thì tôi sẽ đến thăm. Đỗ Tử Cường tuy đã về hưu thế nhưng cũng không phải là người hàm hồ, lão nghe câu nói của Triệu Hiểu Bạch thì biết bây giờ mình nên rời đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói, vậy chúng ta tìm thời gian ngồi uống vài ly. Tôi nhớ rõ năm xưa anh có tửu lượng rất cao, nếu không làm cho anh vui vẻ tận hứng thì tôi làm chủ nhân cũng không hợp cách. Đỗ Tử Cường nhìn Vương Tử Quân đi về phía bên kia hành lang với tình thế tiền hô hậu ủng. Lão không khỏi cực kỳ cảm khái. Năm xưa khi ở tỉnh Sơn Nam thì lão biết vị lãnh đạo trẻ tuổi này căn bản không đơn giản, sau này sẽ phát triển như mây, lại không ngờ người này còn bay cao hơn suy đoán của mình. Bố, Chủ tịch Vương giống như nói sẽ mời ngài dùng cơm. Mễ Tịnh An tiến lên hai bước đuổi kịp bước tiến của Đỗ Tử Cường, hắn không khỏi dùng giọng nịnh nọt nói. Đỗ Tử Cường khoát tay áo cười cười. Sau khi nhìn hành lang chung quanh không có ai thì mới nói, Tịnh An, Chủ tịch Vương có thể gặp mặt một đồng sự cũ như bố là tốt quá rồi, còn những thứ khác thì con không nên suy nghĩ nhiều. Năm xưa khi bố còn làm chủ tịch huyện thì còn bận rộn choáng váng mặt mày, huống hồ là Chủ tịch Vương bây giờ. Đỗ Tử Cường nói làm cho Mễ Tịnh An có chút thất vọng, lần này hắn được bố mình nhắc nhở, nếu như có thể thì nên mời Chủ tịch Vương dùng cơ. Thế nhưng khi nghe lời của bố vợ thì giống như chuyện này không có hy vọng gì nữa. Nhưng Mễ Tịnh An cũng không dám nói gì thêm, có thể gặp mặt Chủ tịch Vương một lần như vậy đã là không tồi rồi. Đỗ Tử Cường sao không biết tâm tư của thông gia, nhưng có một số việc lão tự nghĩ là mình cũng không thể quyết định được. Chính mình tuy có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, mình mời dùng cơm thì Chủ tịch Vương cũng sẽ không từ chối, thế nhưng lão là người biết tiến biết lùi. Nhân tình càng dùng thì sẽ càng mỏng. Dù sao thì vị trí của Chủ tịch Vương bây giờ không còn như năm xưa nữa rồi. Chủ tịch Đỗ, ngài chờ một chút,
Khi Đỗ Tử Cường chuẩn bị lên xe thì có một vị cán bộ trẻ tuổi chạy đến, người này rất sốt ruột, sau khi gặp Đỗ Tử Cường thì không khỏi thở dài một hơi, Chủ tịch Đỗ, Chủ tịch Vương bây giờ đang bận họp, anh ấy nhờ tôi đến thương lượng với ngài một việc. Tối nay và trưa mai anh ấy không có công tác gì khác, anh xem thời gian nào thì phù hợp. Chương 1723, 2, nhân tình như giấy trong vở, càng dùng càng mỏng. Đỗ Tử Cường nghe vị cán bộ trẻ tuổi kia nói như vậy thì có chút kích động, lão dùng giọng có vài phần run rẩy nói, tôi lúc nào cũng rảnh cả. Vậy thì quyết định vào buổi tối đi, vì buổi trưa Chủ tịch Vương thích nghỉ ngơi một lát, ngài thấy sao? Viên cán bộ trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Đỗ Tử Cường rồi cười nói, Chủ tịch Vương sẽ mở tiệc gia đình, đến khi đó mời ngài cùng người nhà tham gia, phu nhân và con trai của Chủ tịch Vương cũng sẽ đến. Tiệc gia đình. Ba chữ này tất nhiên có độ nặng khác biệt, Đỗ Tử Cường mở miệng đồng ý rồi ngồi vào trong xe. Lúc này trong đầu lão chỉ nhớ đến tình hình cùng cộng tác với Vương Tử Quân năm xưa. Chủ tịch huyện Vương Tử Quân đã trở thành chủ tịch tỉnh Vương Tử Quân, thế nhưng phương diện xử sự căn bản không có chút biến đổi. Đây là chủ tịch Vương biết mình đến làm gì, và chủ tịch Vương đang cố gắng cho mình có thể diện. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phấn Đấu. Trước nay lão luôn tán thưởng vị bí thư thị ủy mà mình một tay để bạt lên này. Tuy Đỗ Phấn Đấu làm việc còn nhiều khuyết điểm, thậm chí còn có người phản ánh lên tỉnh, thế nhưng căn bản là người này có ý nghĩ thúc đẩy địa phương phát triển, nhìn vào phương diện này thì Sầm Vật Cương cảm thấy đây là nhân tài khó có được. Sầm Vật Cương cảm thấy Đỗ Phấn Đấu là người trời sinh có khả năng, bây giờ được thu nhận vào dưới trướng của mình, thế nên cần phải phát huy tác dụng thật lớn. Phấn Đấu, thành phố các anh có quy hoạch rất tốt, thế nhưng quảng trường Nhật Nguyệt Tinh có phải là quá lớn rồi không? Phải biết rằng xây dựng quảng trường kia căn bản là cần số tiền không nhỏ. Sầm Vật Cương đặt văn kiện trên tay xuống mặt bàn, sau đó trầm giọng nói với Đỗ Phấn Đấu. Đỗ Phấn Đấu xoa xoa hai bàn tay rồi lớn tiếng nói, Bí thư Sầm, khu đô thị mới không chỉ cần chúng ta có quy hoạch hợp lý, càng cần chúng ta có những quy định cấp tiến hơn. Tuy bây giờ nhìn qua giống như quảng trường Nhật Nguyệt Tinh có vẻ vượt quá quy định, nhưng tôi dám khẳng định 10 năm sau quảng trường như thế này sẽ tụt hậu. Chúng tôi chuẩn bị phát triển Linh Long thành một thành phố là điểm giao nhau của ba tỉnh, dân cư thành phố sẽ liên tục gia tăng, nếu như quảng trường quá nhỏ thì sau này sẽ xuất hiện phương diện xây dựng lặp lại, là lãng phí tài nguyên, còn không bằng làm đúng chỗ. Còn phương diện tài chính thì Bí thư Sầm cứ yên tâm. Tập đoàn đầu tư xây dựng thành phố đã bỏ ra 200 triệu cho quảng trường Nhật Nguyệt Tinh, tuyệt đối sẽ không làm cho các công trình khác chậm tiến độ. Nếu như trong tỉnh có thể phê duyệt, tôi dám chắc chắn với ngài cuối năm sau sẽ mời mọi người tham gia nghi lễ khánh thành. Đỗ Phấn Đấu tỏ thái độ như vậy làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất vui vẻ, dù sao thì lão cũng đồng ý với phương án xây dựng thành phố Linh Long theo kiểu như vậy. Thành phố Linh Long phát triển do một tay lão tạo dựng lên. Lão tất nhiên muốn thành phố này liên tục tiến bước về phía trước. Anh có quyết tâm như vậy là tốt, thế nhưng tôi cần nhìn vào hiệu quả. Sầm Vật Cương nói đến đây thì uống một hớp nước rồi nói, anh cảm thấy Chủ tịch Dược Hổ thế nào? Chủ tịch Dược Hổ có năng lực mạnh, hơn nữa làm việc lại quyết đoán, có sự nhạy cảm với các vấn đề. Anh ấy làm tốt công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, đoàn kết tốt các đồng chí bên dưới, là sự giúp đỡ lớn với tôi. Hai mắt Đỗ Phấn Đấu chợt chuyển động, hắn không khỏi nói tốt cho Mưu Dược Hổ. Sầm Vật Cương khẽ cười, lão rất thỏa mãn với câu trả lời của Đỗ Phấn Đấu. Nhiều thành phố khác vì bí thư và chủ tịch có công tác mâu thuẫn với nhau mà tạo nên lực cản cho tiến trình phát triển kinh tế, thế nhưng thành phố Linh Long thì các ban ngành rất hài hòa, điều này làm cho lão cảm thấy rất thích thú. Điều này nói rõ lão nhìn người rất chuẩn, sắp xếp người không sai. Nếu để cho đồng chí Dược Hổ làm bí thư thị ủy Linh Long, anh cảm thấy anh ấy có thể tiếp tục làm cho thành phố Linh Long phát triển kinh tế và bảo trì trạng thái tốt đẹp hiện tại hay không? Đỗ Phấn Đấu không phải là người ngu, ngược lại còn là người thông minh, bí thư Sầm hỏi có thể cho Mưu Dược Hổ làm bí thư thị ủy Linh Long hay không, đây không phải là muốn chuyển vị trí của mình sao? Trong mắt nhiều người thì bí thư thị ủy Linh Long là một vị trí tốt. Lại có người đoán không đến vài năm nữa thì bí thư thị ủy Linh Long sẽ là một trong các vị thường ủy tỉnh ủy. Đỗ Phấn Đấu cảm thấy khả năng của phán đoán như vậy là không nhỏ, dù sao thì bây giờ bí thư thị ủy một thành phố phát triển kinh tế tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy không có gì là bất ngờ.
Nếu người khác cho mình lên tiếng, đồ phấn đấu có lẽ cho rằng đây là muốn đưa mình lên vị trí cao hơn so với Miêu Dược Hổ, thế nhưng Sầm Vật Cương thì lại khác. Mình sở dĩ có thể làm cho thành phố Linh Long phát triển như vậy đều nhờ vào Bí Thư Sầm, nếu như nói mình và Miêu Dược Hổ thì ai được Bí Thư Sầm coi trọng hơn, tất nhiên thì hắn phải là người xếp trước, phải là người được coi trọng hơn Miêu Dược Hổ. Lúc này Bí Thư Sầm hỏi mình xem Miêu Dược Hổ có thể tiến lên làm Bí Thư Thị ủy Linh Long hay không, cũng không nói gì về hướng đi của mình, tuyệt đối không phải là mình làm sai và bị điều đi, căn bản là Bí Thư Sầm chọn cho mình một vị trí tốt khác. Là một người tham chính thì có ai không muốn càng ngày càng tiến chức. Đồ phấn đấu chợt cảm thấy rất vui mừng, hắn không khỏi trầm giọng nói với Sầm Vật Cương, Bí Thư Sầm, tôi cảm thấy dù nhìn vào phương diện năng lực công tác hay là tác phong làm việc, đồng chí Miêu Dược Hổ căn bản có thừa khả năng làm Bí Thư Thị ủy Linh Long. Trong 2 năm qua tôi cảm thấy để cho Chủ tịch Miêu Dược Hổ làm trợ thủ căn bản là nhân tài không được trọng dụng, anh ấy có tài chấp trưởng một phương, chỉ như vậy anh ấy mới có thể biểu hiện hết khả năng của mình. Đồ phấn đấu nói làm cho Sầm Vật Cương cười lên ha hả, sau đó lão lên tiếng phê bình đồ phấn đấu, anh đúng là, có nhiều điểm tốt nhưng lại có một điểm xấu. Vì sao khi tôi vừa nhắc đến Linh Long thì anh lại khen ngợi thao thao bất tuyệt như vậy? Nhưng như thế cũng tốt, điều này nói rõ anh là lãnh đạo đứng đầu địa phương hợp cách. Đồ phấn đấu cười hì hì mà không nói lời nào, thế nhưng Sầm Vật Cương lại thích biểu hiện như vậy. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế salon, lão nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó mới nói, 2 năm nay thành phố Linh Long luôn đi đầu trong tỉnh, luôn thúc đẩy kinh tế mật đông phát triển, anh là người có năng lực vào công lao. Tổ chức không bạc đãi anh. Đồng chí Tiết Xuyên Cường có phân công khác, tôi nghĩ nên đưa anh sang tỉnh ủy, anh thấy thế nào? Tuy Sầm Vật Cương không nói vị trí gì nhưng là người thông minh thì ai mà không hiểu. Từ vị trí bí thư thị ủy đến thường ủy tỉnh ủy căn bản là vượt qua hào rộng cực kỳ lớn, tuy chỉ là tiến lên một bậc nhưng không biết có bao nhiêu người cả đời không thể vượt qua. Bí thư, thật lòng thì tôi muốn công tác ở Linh Long thêm vài năm nữa. Nhưng bây giờ ở Linh Long có Chủ tịch Miêu, tôi cũng không còn gì lo lắng. Nói thật lòng với ngài, tôi là một viên gạch của tổ chức, chỉ cần đặt đến đâu cũng được, Bí Thư Sầm chỉ đâu thì tôi sẽ đánh đó. Chương 1724, một tôi cười đắc ý. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão tiến lên vỗ vỗ lên vai của đồ phấn đấu rồi nói, phấn đấu, anh là người có năng lực mạnh mẽ, có ý nghĩ, lại trẻ tuổi hơn tôi. Sau này tương lai phát triển của mật đông phải nhờ cậy vào anh. Mong bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ra cống hiến thật lớn với mật đông dưới sự lãnh đạo của ngài. Đồ phấn đấu đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, trên mặt giống như tỏa hào quang. Nếu như nói vừa rồi Sầm Vật Cương mở miệng về lợi ích thực tế, như vậy bây giờ Sầm Vật Cương nói làm cho đồ phấn đấu cảm thấy tương lai bằng phẳng. Lời nói này của Sầm Vật Cương có ý nghĩa là gì? Rõ ràng là cực kỳ xem trọng mình. Có thể được Bí Thư Sầm xem trọng thì biết đâu không lâu sau có thể tiến lên vị trí cao vời ở mật đông. Phấn đấu, tôi nghe nói trong thời gian này thành phố Linh Long các anh rất ít khi đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương, điều này là không tốt. Mặc dù anh là Bí Thư Thị ủy, thế nhưng cũng không nên thiếu thời gian đến báo cáo với Chủ tịch Vương, trình tự này không có không được. Sầm Vật Cương cùng đồ phấn đấu nói về chuyện phát triển thành phố Linh Long thêm một lát, sau đó lão trầm giọng nói. Đồ phấn đấu có chút sững sốt, có chuyện gì hắn cũng trực tiếp đi tìm gặp Bí Thư Sầm, đây chính là sách lược ngầm mà hắn và Miêu Dược Hổ thầm hiểu lẫn nhau, không ngờ lại bị Bí Thư phê bình. Nhưng đồ phấn đấu là người mà chỉ số thông minh không phải người thường có thể so sánh được, hắn nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của Sầm Vật Cương, thế là lên tiếng chặn lại, Bí Thư Sầm cứ yên tâm. Tôi hiểu rồi. Nhưng, Bí Thư Sầm, điều này cũng không trách được chúng tôi, vì lần trước tôi có phản ánh qua với ngài, đó là Chủ tịch Vương có thành kiến với thành phố Linh Long chúng tôi. Anh nói bậy, Chủ tịch Vương là người thế nào tôi biết rõ, anh ấy lòng dạ rộng lớn, sao có thể có thành kiến với thành phố Linh Long các anh. Những lời này anh không nên nói ra, anh cũng đừng nghe những tin đồn bậy, đây chính là phương diện biểu hiện một cán bộ chưa trưởng thành chính trị. Sầm Vật Cương trầm mặt xuống nói lời khiển trách với đồ phấn đấu. Đồ phấn đấu cũng không sợ hãi, hắn dùng giọng hào hùng nói, Bí Thư Sầm, đây cũng không phải là tôi nói bậy, Chủ tịch Vương thật sự có thành kiến với thành phố Linh Long. Mỗi lần chúng tôi đến báo cáo công tác, căn bản chỉ tìm được những lời phê bình mà thôi.
mặc dù tôi hiểu lãnh đạo phê bình chính là cổ vũ, thế nhưng dù sao cũng là sai, không phải là vấn đề của chúng tôi. Hai ngày trước tôi có cùng nói chuyện với Chủ tịch Dược Hổ, anh ấy nói Chủ tịch tỉnh nhìn chằm chằm vào phương diện xây dựng khu kinh tế mới của thành phố Linh Long, nói là chúng tôi mù quáng khuếch trương, hơn nữa còn tiến hành phương diện giá nhà đất ở thành phố Linh Long liên tục tăng lên. Chúng tôi có quy hoạch tổng thể với sự phát triển của thành phố Linh Long, chỗ chúng tôi sở dĩ xuất hiện tình huống giá nhà lên cao, ngoài có một vài người đầu cơ không theo quy định, tôi cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là phương diện xây dựng ở thành phố Linh Long được bên ngoài coi trọng, là tiềm lực lớn. Nếu không thì cũng không có nhiều người đến thành phố Linh Long chúng tôi đầu tư như vậy. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, nhưng lão không lên tiếng. Đồ Phấn Đấu nói bên ngoài xem trọng sự phát triển của thành phố Linh Long, thật lòng thì lão thừa nhận điều này. Trong mắt Sầm Vật Cương thì thành phố Linh Long xây dựng rất tốt, cũng vì có thành tích như vậy, thế nên cũng yêu cầu thành phố Linh Long tiếp tục phát triển theo phương hướng hiện tại. Đồ Phấn Đấu nói rồi luôn quan sát phản ứng của Sầm Vật Cương, khi hắn thấy vẻ mặt của Sầm Vật Cương thừa nhận lời nói của mình, thế là trái tim không khỏi thả lỏng hơn. Đối với hắn bây giờ thì quan trọng nhất là được bí thư Sầm tán thành, chỉ cần được bí thư Sầm tán thành thì mọi chuyện sẽ là đại cát. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương có nhiều cái nhìn về thành phố Linh Long, cũng không phải là vì thành phố Linh Long chúng tôi phát triển lầm hướng, mà là vì tôi và đồng chí Dược Hổ. Người nào cũng bí ý chúng tôi được ngài dựng lên ở thành phố Linh Long, thế cho nên Chủ tịch Vương ở phương diện này. Anh đừng nói như vậy nữa. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Đồ Phấn Đấu, tỏ ý không nên nói thêm, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Nhưng Đồ Phấn Đấu cũng không nghe, ngược lại càng nói thêm hăng say, bí thư Sầm, dù ngài có thích nghe hay không thì những lời này tôi vẫn phải nói, thành phố Linh Long chúng tôi sở dĩ bị Chủ tịch Vương chướng mắt, cũng là vì sự phát triển của chúng tôi không có liên quan đến Chủ tịch Vương. Đồng thời, bí thư Sầm, tôi còn có một chuyện đối với chúng tôi là chuyện vui. Thế nhưng cũng không phải là chuyện vui gì lớn cần báo cáo với ngài. Năm nay tổng sản lượng phát triển kinh tế của Linh Long đã vượt qua được thành phố La Nam, đã tiến lên vị trí đệ nhất. Tôi tin tưởng sau khi Chủ tịch Vương nghe được thông tin này thì càng có thêm nhiều cái nhìn không hay về Linh Long chúng tôi. Sầm Vật Cương cười ha hả nói, đây là chuyện tốt, anh không cần nghĩ rằng Chủ tịch Vương suy nghĩ hạn hẹp như vậy. Bí thư, quân tử thường bình tĩnh, tiểu nhân hay ưu tư. Tôi nói chuyện hay làm việc đều chú trọng thẳng thắn, không che giấu, không lừa gạt, tôi căn bản là nói những lời thật lòng của mình. Có nhiều người ngoài mặt có biểu hiện khác, sau lưng có biểu hiện khác, cũng không phải tất cả lãnh đạo đều bình tâm như ngài. Đồ Phấn Đấu nói điều này thì giống như còn có chút kích động. Sầm Vật Cương trầm mặc giây lát rồi dùng lực khoát tay áo nói, Phấn Đấu, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, những phương diện không cần suy nghĩ thì anh đừng nên nghĩ đến. Anh nghe lời tôi, lát nữa nên đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Vâng, bí thư, Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương thì vội vàng trầm giọng nói. Nửa giờ sau Đồ Phấn Đấu rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này trên mặt hắn có chút khác thường. Tin tức mà Sầm Vật Cương vừa nói làm cho đầu óc hắn liên tục suy nghĩ, từ sâu trong đáy lòng cảm thấy khó áp chế được hưng phấn. Mình sắp tiến lên. Bậc thang này là cực kỳ quan trọng với Đồ Phấn Đấu, chỉ khi nào bước qua hào rộng này hắn mới có thể tiếp tục hành trình phát triển rộng rãi trong tương lai, hành trình này càng làm cho hắn về sau thêm an toàn hơn. Đồ Phấn Đấu nghĩ đến hai chữ an toàn mà không khỏi cảm thấy trái tim run rẩy, hai môi khẽ co giật, cuối cùng căn bản không nói nên lời. Bí thư Đồ, anh bận rộn gì vậy? Có thời gian rảnh thì đến phòng làm việc của tôi một lát. Đúng lúc này Phương Anh Hồ từ một bên đi đến cười nói với Đồ Phấn Đấu. Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ mà chút cảm giác không thoải mái chợt tan biến sạch sẽ, hắn nhanh chóng tiến lên bên cạnh Phương Anh Hồ rồi nói, thư ký trưởng, tôi còn bận rộn cái gì nữa. Đây không phải là đi đến chỗ ngài báo cáo công tác, thế nhưng lại sợ ngài không có thời gian sao. Chương 1724, hai tôi cười đắc ý. Đồ Phấn Đấu nói làm cho nụ cười trên mặt Phương Anh Hồ càng thêm sáng lạn, hắn bắt tay Đồ Phấn Đấu rồi lên tiếng, anh đúng là chỉ giỏi tìm lý do, đi thôi, dù phòng làm việc của ai đóng cửa với bí thư Đồ, thế nhưng phòng của tôi thì luôn mở rộng cửa. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Phương Anh Hồ, thư ký nhanh chóng đến dâng trà. Đồ Phấn Đấu tiếp nhận trà rồi uống một ngụm,
sau đó mới nói, thư ký trưởng anh Hồ, chỗ ngài đúng là trà tốt, thành phố Linh Long chúng tôi bên kia có nhiều đặc sản, thế nhưng cũng không có trà ngon. Ha ha, tôi đây cũng không phải là trà ngon, thực chất cũng chỉ là những loại phổ thông, anh nói trà ngon cũng chỉ là vì nước pha trà có chút khác biệt mà thôi. Phương Anh Hồ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu rồi khẽ cười, không qua vài ngày nữa thì bí thư Đồ sẽ tiến lên, đến lúc đó ngài sẽ hiểu. Phương Anh Hồ nói một câu hai nghĩa làm cho Đồ Phấn Đấu cảm thấy rất hưng phấn, hắn cười hì hì nói, tôi nào có thể so sánh với thư ký trưởng ngài được, sau này kính mong thư ký trưởng quan tâm nhiều hơn. Ôi, sau này hai chúng ta là đồng sự, anh nói những lời như vậy lại có chút xa cách. Phương Anh Hồ khoát tay áo nói với Đồ Phấn Đấu, thế nào? Bí thư có phải đã nói chuyện với anh rồi không? À, bí thư Sầm đã phân phó với tôi vài lời, tôi thật sự cảm thấy rất áp lực trước sự coi trọng của bí thư. Đồ Phấn Đấu nghe những câu nói của Phương Anh Hồ, hắn hiểu Phương Anh Hồ đã biết điều này, thế nên đành phải thành thật trả lời. Phương Anh Hồ cười cười nói, có áp lực là tốt, có áp lực mới có động lực, anh yên tâm, chỉ cần bí thư nhìn chúng thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Đúng rồi, bí thư có nói anh nên sang báo cáo công tác với chủ tịch Vương bên kia không? Phương Anh Hồ nói đến phương diện này làm cho Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt, hắn không biết điều này do Phương Anh Hồ đoán ra hay là được biết từ trong miệng Sầm Vật Cương. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, bí thư có dặn dò tôi về chuyện này. Phương Anh Hồ không nói gì, chỉ uống trà, Đồ Phấn Đấu lại nói tiếp, nhưng tôi cũng không định đi qua, Đồ Phấn Đấu tôi lù khơi mào trọng trách thì bản thân cũng là được bí thư coi trọng, cũng không phải chó vẫy đuôi với mọi người. Hơn nữa tôi và người kia căn bản không có nhiều lời để nói, người ta vừa mới tiến lên đã liên tục châm chích thành phố Linh Long chúng tôi, không biết chúng tôi đắc tội với anh ta ở phương diện nào. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi nói, anh Đồ, tôi lớn hơn anh 2 tuổi, tôi khuyên anh một câu, lời nói của bí thư thì anh nên nghe, dù sao bây giờ cũng là thời điểm mấu chốt của anh. Thư ký trưởng, những gì bí thư đã quyết định thì tôi cũng không tin nó có vấn đề được. Hơn nữa bây giờ tôi đi tìm anh ta, biết đâu sẽ có hiệu quả ngược lại. Đồ Phấn Đấu khoát tay áo với Phương Anh Hồ rồi dùng giọng kiên quyết nói, tôi cũng không đi. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng của Đồ Phấn Đấu, hắn thầm nghĩ có lẽ đối phương đã có quyết tâm, mình chỉ đề nghị một chút mà thôi. Bây giờ người ta không nghe, mình cũng không nên nói gì nữa. Sau khi nói thêm vài câu thì Phương Anh Hồ trầm giọng nói với Đồ Phấn Đấu, anh Phấn Đấu, vào thời điểm mấu chốt thì nên tìm về nhiều khả năng hơn, nếu anh có gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Đồ Phấn Đấu nghe xong những lời này thì đứng lên nói, thư ký trưởng, tôi biết rõ ngài coi trọng tôi. Sau này nếu có gì phiền toái thì tôi nhất định sẽ đến tìm ngài. Sau khi tiễn Đồ Phấn Đấu ra đến cửa thì Phương Anh Hồ mới chậm rãi đóng cửa lại, nhưng hắn cũng không cảm thấy thoải mái. Mặc dù Đồ Phấn Đấu vừa rồi biểu hiện một tư thái rất thấp, thế nhưng phương diện đắc ý vẫn giấu trong lòng. Phương Anh Hồ căn cứ vào lời nói của Đồ Phấn Đấu để biết rõ người này sẽ không đi đến chỗ Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến Vương Tử Quân mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù nhiều chuyện trong tỉnh vẫn là bí thư Sầm làm chủ, thế nhưng Đồ Phấn Đấu muốn tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường cũng không thuận lợi được như vậy. Tương lai tranh cử rốt cuộc ai thắng ai bại cũng không phải hoàn toàn quyết định bởi thái độ của Sầm Vật Cương. Vào thời đại của Đường Chấn Huy thì biết đâu phần thắng sẽ là rất lớn, thế nhưng bây giờ với sự biểu hiện của Vương Tử Quân, tất cả mọi người đã được khắc sâu ấn tượng. Vương Tử Quân có thể chăm miệng một lời với Sầm Vật Cương. Lại có thể chống đánh xuôi kèn thổi ngược với Sầm Vật Cương, như vậy có thể anh cũng không có được 100% chiến thắng. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Phương Anh Hồ trực tiếp đóng cửa lại. Đồ Phấn Đấu đi xuống dưới lầu, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó bấm điện thoại gọi đi. Bí thư Văn, chào anh, tôi là Đồ Phấn Đấu, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Tôi có vài phần công tác muốn báo cáo với anh. Tối mùa đông đến rất nhanh. Mới chưa đến 6 giờ mà cả thành phố rừng mật đã bị bao phủ trong bóng tối. Nhưng khi mà gần đến Tết âm lịch thì thành phố rừng mật lại bừng bừng sức sống. Chủ tịch Vương, đã đến rồi. Sau khi dừng xe trước một khách sạn thì Tiểu Lý trầm rong nói với Vương Tử Quân đang ngồi phía sau. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó hắn trầm giọng nói, Tiểu Lý, cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ bắt xe về. Chủ tịch, tôi tìm một chỗ dùng cơm.
lát nữa ngài cần dùng xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù Vương Tử Quân đã có phân phó thế nhưng Tiểu Lý vẫn không dám bỏ Vương Tử Quân ở lại mà tự đi về một mình. Mặc dù Vương Tử Quân đã nói, thế nhưng nếu như thư ký trưởng mà biết được, hắn sẽ bị giáo huấn một lượt. Vương Tử Quân thấy Tiểu Lý từ chối thì cũng không nói nhiều lời, hắn cất bước đi vào trong khách sạn. Khi hắn đi vào thì Tiết Xuyên Cường tiến lên chào đón. Lúc này Tiết Xuyên Cường có đeo kính, làm cho người ta căn bản không nhìn rõ gương mặt. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Tiết Xuyên Cường đưa Vương Tử Quân vào trong một gian phòng, lúc này hắn mới lấy kính râm ra, vì không muốn người khác quấy rầy thế nên tôi phải dùng nó, nhưng sau này cơ hội được dùng nó cũng không còn nhiều. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Tiết Xuyên Cường rồi cười nói, anh Tiết gọi tôi đến đây chắc chắn sẽ không uổng công, có lẽ nơi đây có hương vị đặc biệt. Ha ha, khách sạn này tuy không khí phái thế nhưng thức ăn lại rất tuyệt, khi nào thì tôi lại nói bữa bao giờ. Thế nên mới đến đây, Tiết Xuyên Cường nói rồi sang nhân viên phục vụ ở bên cạnh, dọn thức ăn lên, vẫn như quy củ cũ. Tiết Xuyên Cường căn bản là rất quen thuộc nơi này. Thế nên nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp đi ra ngoài. Chương 1725, anh đào lỗ tôi lấp đầy. Khách sạn dọn thức ăn rất nhanh, chỉ 3 phút sau đã có 4 món được đưa lên. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Tiết Xuyên Cường mở một chai rượu, hắn rót rượu cho Vương Tử Quân, sau đó nâng ly của mình lên nói, Chủ tịch Vương, lần này đa tạ ngài, nếu không có ngài, còn không biết tôi phải chạy đến ngồi không ở đơn vị nào. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn cụng ly với Tiết Xuyên Cường, sau đó chợt cười nói, Thứ trưởng Tiết, điều này anh không cần cảm ơn tôi, chủ yếu là năng lực công tác của anh là quá rõ ràng, nếu không thì tôi dù có nói rách mồm cũng không được như ý. Tuy Vương Tử Quân nói rất khách khí thế nhưng Tiết Xuyên Cường lại hiểu rất rõ, sự kiện này nếu như không có sự hỗ trợ của Vương Tử Quân, hắn dù có năng lực siêu quần cũng không có được vị trí hiện tại. Mặc dù là cấp phó thế nhưng chủ quản tài chính địa phương, không biết có bao nhiêu người nhìn vào đỏ cả mắt. Tiết Xuyên Cường hắn không có thành tích vĩ đại, dựa vào cái gì có thể tiến lên chiếm tiên cơ. Khi thấy Vương Tử Quân không kể công thì Tiết Xuyên Cường càng cảm kích, hắn uống hết ly rượu của mình rồi mới trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, ân lớn không nói hết bằng lời, khi còn ở Mật Đông tôi không nhìn rõ tình thế, nhưng sau này anh cứ nhìn vào biểu hiện của tôi là được. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói thêm lời nào. Hai người uống vài ly, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nhiệt liệt. Không biết có phải là vì Tiết Xuyên Cường uống quá nhanh hay không, gương mặt chợt có vài phần đỏ ửng. Hắn tiếp tục uống cạn một ly rượu rồi nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, tôi sở dĩ bị điều đi chủ yếu là có người muốn tôi thoái vị. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài phần men say của Tiết Xuyên Cường, hắn chỉ cười cười mà không nói lời nào. Lúc này Tiết Xuyên Cường giống như tìm được cảm giác, hắn lên tiếng, Chủ tịch, trước kia tôi sở dĩ trái phải bất định chủ yếu là vì còn có ý nghĩa của mình, thế nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi thật sự quá ngu ngốc. Dù tôi có kiên định đi theo người ta, cuối cùng chỉ là một người may quần áo cưới cho người khác mà thôi. Thứ trưởng Tiết, hôm nay chúng ta đang vui vẻ, cũng không nên nói những lời này, cạn ly thôi. Vương Tử Quân nâng ly lên với Tiết Xuyên Cường rồi thản nhiên nói. Tiết Xuyên Cường căn bản cũng không chối từ, hắn nâng ly lên uống cạn, sau đó mới chậm rãi rót đầy ly cho mình, Chủ tịch Tử Quân, Mật Đông không phải là một địa phương thích hợp với ngài, tuy tôi nói những lời này là không nên, thế nhưng tôi đề nghị ngài nên đổi sang một địa phương khác. Vương Tử Quân có chút sững sốt, Tiết Xuyên Cường hẹn mình dùng cơm, hắn đã suy nghĩ đến nhiều nội dung mà người này có thể lên tiếng, nhưng không ngờ đối phương lại yêu cầu mình rời khỏi Mật Đông. Phải biết rằng lúc này tuy uy tín của hắn ở Mật Đông không bằng Sầm Vật Cương, thế nhưng đã mở ra cục diện ở nhiều nơi. Tuy lời nói của Tiết Xuyên Cường có lẽ còn có ý nghĩa khác, thế nhưng Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, Thứ trưởng Tiết, vì sao tôi lại phải rời khỏi Mật Đông? Chủ tịch, Mật Đông không thích hợp với ngài. Tiết Xuyên Cường châm rượu vào ly cho Vương Tử Quân rồi cười lớn nói, ngài tuy mở ra cục diện ở Mật Đông, thế nhưng vẫn còn vài mực nước sâu mà ngài chưa thể tiến vào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiết Xuyên Cường, hắn hiểu Tiết Xuyên Cường có vài lời còn không nói ra. Tuy hắn đi đến Mật Đông đã được một thời gian ngắn, thế nhưng hắn biết rõ có nhiều thứ mình căn bản không hiểu rõ bằng Tiết Xuyên Cường.
Tuy Vương Tử Quân có mớm mồi để Tiết Xuyên Cường nói ra, muốn tìm hiểu xem Tiết Xuyên Cường đang định nói đến vấn đề gì. Thế nhưng rất đáng tiếc là Tiết Xuyên Cường giống như có cố kỵ gì đó, căn bản không nói hết lời. Khi hai người chia tay, Tiết Xuyên Cường nói bằng giọng có vài phần men say, Chủ tịch Tử Quân, có nhiều khi Bí thư Sầm nhìn người cũng không phải quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn Tiết Xuyên Cường leo lên xe chạy đi như bay mà không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ có vài phần nội dung mà Tiết Xuyên Cường còn chưa nói ra với mình, thế nhưng đó không phải là việc nhỏ. Bí thư Sầm đôi khi nhìn người không quá chuẩn, những lời này rốt cuộc đại biểu cho nội dung gì? Vương Tử Quân cố gắng suy xét, hai hàng chân mày càng nhíu chặt. 2 phút sau Vương Tử Quân leo lên xe của Tiểu Lý, thế nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời nói của Tiết Xuyên Cường. Buổi tối có vài hạt tuyết rơi xuống, đúng với ý nghĩa của câu tuyết rơi đầu năm được mùa. Vương Tử Quân nhìn những hạt tuyết rơi không quá dày, hắn có chút hào hứng. Buổi sáng sau khi thức dậy rèn luyện sức khỏe một chút, hắn đắp một người tuyết trước nhà mình. Người tuyết mà Vương Tử Quân đắp cũng không quá lớn, cũng không phải rất đẹp, thế nhưng khi Tiểu Bảo Nhi ra khỏi cửa và thấy trước nhà mình có người tuyết thì không khỏi nhảy cẳng lên. Vương Tử Quân nếu như không tranh thủ giữ lấy con trai, chỉ sợ nó đã ngã xuống đất. Người tuyết, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi thôi. Tiểu Bảo Nhi cầm một cái chổi đặt lên người của người tuyết, sau đó nó lớn tiếng nói. Người tuyết tất nhiên không thể trả lời câu nói của Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng tình hình lúc này cũng không ngăn cản được cảm giác hưng phấn của Tiểu Bảo Nhi. Chủ tịch Vương, ngài và Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh người tuyết, tôi sẽ chụp cho hai người một tấm ảnh. Không biết từ khi nào thì Văn Ngư Nhi đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, nàng trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi đã chuẩn bị xong tư thế, một tấm hình thật đẹp với gương mặt vui tươi của hai bố con Vương Tử Quân đã được ghi vào trong máy ảnh của Văn Ngư Nhi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiểu Bảo Nhi, hắn không thể không ngăn lại, con không nên nghịch tuyết như vậy, nếu mẹ biết được thì sẽ mắng đấy. Con gọi mẹ ra chơi luôn cho vui. Tiểu Bảo Nhi nói rồi chạy đến bên cạnh người tuyết, sau đó lớn tiếng nói với Văn Ngư Nhi, chị Ngư Nhi, chụp cho em một tấm hình đi. Hừ, phải gọi là gì Ngư Nhi, tiểu quỷ này. Văn Ngư Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Bảo Nhi rồi mở miệng giống như đấu võ mồm nói. Tiểu Bảo Nhi căn bản không phục, bố của em và bố của chị là đồng sự, chị dựa vào cái gì mà bắt em gọi là gì? Đúng là... cậu... Văn Ngư Nhi nói rồi đưa máy ảnh lên định chụp bộ dạng cò kè mặc cả của Tiểu Bảo Nhi. Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Vương Tử Quân chợt nghe thấy có người nói, Chủ tịch Tử Quân, người tuyết này rất đẹp đấy. Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rồi vội vàng tiến lên, Bí thư Sầm, tôi cũng chỉ đắp lên cho con trai vui chơi một chút mà thôi. Ha ha ha, biện pháp này rất tốt, anh không thấy tiểu tử kia rất vui sao? Nhưng những người lớn như chúng ta mãi mãi căn bản không có được sự vui sướng như trẻ nhỏ, ôi, đơn thuần như trẻ thơ căn bản là một thứ đôi khi khó thể có được. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói lời nào. Hắn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương, vừa đi ra đến con đường mới được quét dọn thì không khỏi thầm nghĩ đến mục đích mà Sầm Vật Cương đến tìm mình. Tuy hai bên giống như ngẫu nhiên gặp mặt nhau, thế nhưng có nhiều khi ngẫu nhiên lại là kết quả của sự cố ý. Sau khi đi vào chục bước, Sầm Vật Cương thấy Vương Tử Quân không nói gì thì cười, Chủ tịch Tiết sẽ phải đi, Chủ tịch Tử Quân, chúng ta định một thời điểm để cho ra nghi thức tiễn chân đồng chí Xuyên Cường, dù thế nào thì đồng chí Xuyên Cường cũng cho ra nhiều cống hiến với Mật Đông. Vương Tử Quân gật đầu nói, Chủ tịch Xuyên Cường có trình độ rất cao, có nhiều điểm cho người ta học tập. Tôi còn muốn thỉnh giáo anh ấy thêm nhiều thứ, không ngờ lại đi như vậy. Chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo rồi nói tiếp, đồng chí Xuyên Cường có năng lực công tác tốt, anh ấy ra đi làm cho tỉnh Mật Đông chúng ta tổn thất một người có khả năng. Nhưng càng là như vậy thì chúng ta càng phải sắp xếp thỏa đáng, chúng ta cần phải chọn lựa ra từ trong các cán bộ bên dưới một người có khả năng tiếp nhận trọng trách của đồng chí Xuyên Cường, để tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của Mật Đông. Sầm Vật Cương nói nhìn giống như tùy ý thế nhưng Vương Tử Quân cũng hiểu trọng điểm ý nghĩ của Sầm Vật Cương là gì. Tiếp nhận trọng trách của Tiết Xuyên Cường, rõ ràng là tìm người tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi tranh thủ thời gian nói, Bí thư ngài nói rất đúng, chúng ta nên chọn một đồng chí phù hợp để có thể tranh thủ sự giúp đỡ của thượng cấp.
Chương 1726, một bảo thủ bất nhân. Vương Tử Quân cười nhạt làm cho Sầm Vật Cương có chút bực mình. Lão nhanh chóng tiến lên một bước rồi mới ngẩng đầu lên nói, Chủ tịch Tử Quân, anh cảm thấy đồng chí Đỗ phấn đấu như thế nào? Đồng chí Đỗ phấn đấu là người có năng lực công tác, thế nhưng phương thức làm việc và cảnh giới tư tưởng còn phải được đề cao thêm một bước. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt vẫn không chút thay đổi của Vương Tử Quân, vẻ mặt của Sầm Vật Cương có chút khó coi. Lần này lão liên hệ với Vương Tử Quân chính là muốn có được thống nhất đề cử Đồ phấn đấu, không ngờ Vương Tử Quân lại không đồng ý. Nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ cả, tôi cảm thấy phương diện nhìn người cần phải căn cứ vào phương diện chủ lưu, có khuyết điểm không đáng sợ, chỉ cần thay đổi là được. Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi nói tiếp, Đồ phấn đấu bản thân có không ít khuyết điểm, thế nhưng có một điều đáng giá khẳng định, đó là những năm qua kinh tế thành phố Linh Long liên tục phát triển mạnh mẽ. Tôi cảm thấy điều này là rất tốt, cảm thấy những người xông pha cống hiến thì nhất định phải thưởng phạt rõ ràng, nếu không sẽ dễ làm cho nhân tâm tan rã. Bí thư nói rất đúng, thành phố Linh Long phát triển rất nhanh chóng. Thế nhưng này bí thư, chúng ta cũng có thể thấy động lực phát triển của thành phố Linh Long là gì. Linh Long là thành phố năng lượng, chịu sự ảnh hưởng rất lớn của thị trường năng lượng, tuy bây giờ phát triển không sai, thế nhưng không phải không có vấn đề làm cho người ta phải suy nghĩ. Đồ phấn đấu là lãnh đạo chủ yếu của thành phố Linh Long, người này không những không ý thức được điểm này, ngược lại còn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của hai sản nghiệp năng lượng và bất động sản. Bây giờ giá cả bất động sản ở Linh Long đã vượt qua thành phố rừng mật, hiện tượng này căn bản là không bình thường, nói thật, đó là kinh tế bọt biển. Đồng thời phương diện xây dựng nhà ở những năm nay của thành phố Linh Long đã vượt xa các năm trước, tuy bây giờ tình hình còn chưa nghiêm trọng. Thế nhưng khi mà khu kinh tế mới được xây dựng thành công và chào bán, sẽ có không ít địa phương xuất hiện hiện tượng nhà cửa để trống. Chủ tịch Tử Quân, bây giờ giá nhà đất căn bản là chỉ cần có người bán sẽ có người mua, bất động sản lúc này phải là thị trường của người bán. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói, chuyện của thành phố Linh Long nên để cho bọn họ chỉnh đốn và cải cách, để cho bọn họ tích cực công tác, còn những thứ khác thì sau này hãy nói. Sầm Vật Cương rời đi, Vương Tử Quân nhìn bóng dáng quật cường của Sầm Vật Cương giữa trời tuyết, trong lòng thật sự rất bất đắc dĩ. Mặc dù trong quá trình nói chuyện thì hắn cảm thấy chính mình có quan điểm làm cho hai bên tan rã không vui, thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ở phương diện này. Đồ phấn đấu dù là người có sự nhiệt tình, năng lực không tồi, thế nhưng ở phương diện tính cách còn nhiều điểm cần sửa đổi. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cảm thấy phương thức phát triển của Linh Long là quá nguy hiểm, không thể đưa đồ phấn đấu tiến lên, nếu không sẽ làm nên tấm gương xấu cho các thành phố khác. Sau khi tiến chân Tiết Xuyên Cường thì tỉnh Mật Đông mở hội nghị thường ủy cuối cùng trong năm. Tuy bên ngoài là thời tiết lạnh lẽo thế nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp thì lúc này đã có đầy người ngồi sẵn. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì Sầm Vật Cương đi đến rất sớm, hắn không khỏi gật đầu cười cười chào hỏi Sầm Vật Cương, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp, Sầm Vật Cương gõ gõ lên micro trước mặt mình rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân lúc này mới phát hiện Sầm Vật Cương mặc một bộ tây trang rất mới, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Có vài đề tài thảo luận, Vương Tử Quân lật văn kiện ra xem. Sau đó lẳng lặng nghe Sầm Vật Cương lên tiếng. Thưa các đồng chí, mới đó mà đã sắp hết một năm rồi. Sầm Vật Cương khẽ ho khan một tiếng, lão lúc này cũng không tiến hành lên tiếng theo đề tài thảo luận mà thuận miệng nói, tục ngữ có câu một năm cốt ở mùa xuân, vào thời điểm tổng kết cuối năm này, tôi cảm thấy chúng ta nên cho ra vài tổng kết công tác. Phương diện tổng kết công tác thì chúng ta cũng không cần nói nhiều. Dù sao thì thành tích của một năm vẫn ở đó, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Tôi muốn ở đây nói vài lời tổng kết, cũng không phải nói đến những thành quả lớn, tiến triển thuận lợi, hoàn thành viên mãn, vì như vậy là rông dài, căn bản là lãng phí thời gian của các đồng chí. Sầm Vật Cương lên tiếng làm cho mọi người khẽ cười, thế nhưng hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi nhíu lại. Hắn biết rõ cho đến bây giờ Sầm Vật Cương cũng không vô duyên vô cớ nói ra những lời như thế. Đặc biệt hôm nay là thời điểm chọn người tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường. Hôm nay chúng ta tiến hành tổng kết,
chủ yếu là xem xét trong năm qua có phương diện tư tưởng nào có vấn đề hay không. Hôm nay ở nơi đây không có người ngoài, đều là những đồng sự chung vai sát cánh với nhau, tôi cho các đồng chí nói ra ý kiến, các vị cảm thấy tôi có gì cần sửa thì cũng nên nói ra. Như vậy chúng ta không những có thể cùng nhau cầu tiến, còn đề cao tính cộng đồng, còn có thể dùng một tinh thần mới đón một năm công tác mới. Sầm Vật Cương dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì Văn Thành Đồ đã cười nói, tôi tán thành ý kiến của bí thư, cổ nhân có câu, một năm qua đi cũng là lúc chúng ta tổng kết đánh giá chính mình. Sầm Vật Cương khẽ cười cười với Văn Thành Đồ, sau đó lão khẽ nói, bí thư Văn nói rất đúng, tôi đây xem như một lần mở rộng bàn chuyện với mọi người. Đầu tiên tôi cảm thấy tính cố chấp của mình nên sửa lại, ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ cả buổi tối, cảm thấy có vài phương diện mà mình vẫn rất cố chấp, sau này nên sửa đổi, cũng mong những năm sau các đồng chí giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Sầm Vật Cương nói đến bệnh của mình cũng không phải tránh nặng tìm nhẹ, rất nhiều bệnh tật mà Vương Tử Quân cảm nhận thấy đều được Sầm Vật Cương nói ra. Sau khi Sầm Vật Cương nói ra những lời này thì bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Những người đang ngồi đây căn bản đã hiểu bí thư Sầm tổng kết cuối năm cũng không phải là lòng tham nhất thời, căn bản là có chuẩn bị sẵn. Sau khi nói ra những vấn đề tồn đọng trong công tác của mình, Sầm Vật Cương chợt nói với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất, thế nên tôi sẽ bắt đầu từ đồng chí Phương Anh Hồ. Thư ký trưởng Anh Hồ là người có năng lực công tác mạnh mẽ, một năm qua làm tốt công tác của văn phòng tỉnh ủy. Hơn nữa hai ngày trước còn nhận được khen thưởng của lãnh đạo thượng cấp, căn bản là rất tốt. Nhưng thư ký trưởng Anh Hồ cũng nên có chút thay đổi tư tưởng, bây giờ anh không những là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, còn là lãnh đạo tỉnh ủy, thế nên phương diện công tác cũng cần chuyển biến tư tưởng. Không những làm tốt công tác phục vụ các vị lãnh đạo tỉnh ủy, những khi cho ra quyết sách cũng không nên băn khoăn nặng nề, nhiều lần xin chỉ thị. Mặc dù là phê bình Phương Anh Hồ, thế nhưng điều này lại làm cho Phương Anh Hồ cảm thấy rất vui. Hắn gật đầu nói, bí thư Sầm nói ra ý kiến về công tác của tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, sau đó sẽ cố gắng sửa đổi, cố gắng vùi đầu vào công tác. Chương 1726, 2, bảo thủ bất nhân. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cười cười nhìn về phía Cố Tắc Phiêm. Lời phê bình của lão với Cố Tắc Phiêm có chút bén nhọn, nói Cố Tắc Phiêm làm việc có tính ỷ lại mặc kệ. Căn bản không chứng thực đầy đủ chỉ thị của lãnh đạo. Sầm Vật Cương giống như đều nói ra ý kiến của mình với mỗi người, tuy đây không phải là vấn đề gì lớn, thế nhưng lại làm cho tính nghiêm túc của hội nghị tăng lên vài phần. Sau khi Văn Thành Đồ đảm bảo mình sẽ cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình, cố gắng phát huy tác dụng của một vị phó bí thư tỉnh ủy. Sầm Vật Cương chợt đưa mắt nhìn lên người Vương Tử Quân, lúc này lực chú ý của mọi người cũng chuyển lên người Vương Tử Quân. Nửa giờ trôi qua mọi người giống như cảm nhận được ý nghĩ như có như không của Sầm Vật Cương, vì vậy khi mà Sầm Vật Cương nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này đám người cũng không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Sau khi Chủ tịch Tử Quân đi vào Mật Đông, điều này căn bản là sự giúp đỡ to lớn của thượng cấp với ban ngành Mật Đông. Chủ tịch Vương đến Mật Đông căn bản không từ chối khổ cực, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của Mật Đông. Chưa nói đến những thứ gì đó xa xôi. Ví dụ như năm nay Chủ tịch Vương cố gắng công tác mới làm cho tất cả mọi việc ở Mật Đông được viên mãn thành công. Sầm Vật Cương nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động, tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng với những biểu hiện của Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng sau này Mật Đông sẽ ngày càng tốt đẹp dưới sự đoàn kết công tác của chúng ta. Cảm ơn Bí thư Sầm đã tín nhiệm, thế nhưng tôi cũng phải thanh minh một chút. Bí thư Sầm vừa nói đến chút ít thành tích kia, chủ yếu là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu để tôi tự mình làm việc, cho dù có mệt chết đi cũng không có được thành tích như vậy. Hơn nữa có một câu thế này, lãnh đạo động miệng thì bên dưới chạy gãy chân, muốn nói vất vả thì phải là các đồng chí thực hiện công tác cụ thể ở bên dưới. Vương Tử Quân chờ Sầm Vật Cương dừng lại giây lát thì cười nói. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương đã đứng lên, sau đó khẽ khoát tay áo nói, Chủ tịch Tử Quân, khi nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn, thế nhưng khi mà có việc đáng phải làm. Chúng ta nhất định không nên nhường ai. Những thành tích của anh sau một năm đến Mật Đông căn bản là dù ai cũng thấy rõ ràng, nếu anh quá khiêm tốn thì sẽ thành ra kiêu ngạo. Sầm Vật Cương nói rồi thay đổi chủ đề, khi nói đến thành tích thì tôi cũng muốn cho ra vài ý kiến với Chủ tịch Tử Quân.
Đó là anh đến Mật Đông còn chưa quá quen thuộc tình huống, thế nên khi các đồng chí có ý kiến thì anh cũng nên lắng tai nghe. Vương Tử Quân nghe những lời nói của Sầm Vật Cương mà không khỏi nở nụ cười bình thản. Hắn chờ Sầm Vật Cương nói xong thì khẽ cười, bí thư ngài nói rất đúng, sau này tôi công tác nhất định sẽ chú trọng đến ý kiến của các đồng chí. Một người kế ngắn hai người kế dài, tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta bảo trì tinh thần phấn chấn công tác, nhất định sẽ có thể làm cho công tác liên tục triển khai mở rộng. Sầm Vật Cương giống như chỉ cho ra một vài ý kiến, sau đó thì cười nói, tôi đã nói xong rồi, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói với tôi sẽ tiếp thu. Đồng thời tôi nói gì cũng mong mọi người tiếp thường ủy tôi hy vọng thông qua tổng kết cuối năm thế này, chúng ta sẽ ngưng tụ lực chiến đấu và đẩy mạnh công tác phát triển. Sầm Vật Cương nói vừa dứt lời thì chợt nghe có người lên tiếng, bí thư, tôi có vài lời muốn nói với ngài. Vương Tử Quân không ngẩng đầu cũng biết người lên tiếng là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh. Chợt nghe Uông Thanh Minh nói, bí thư Sầm hôm nay mở hội nghị tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy điều này là cực kỳ kịp thời. Trước kia tôi còn cảm thấy mình công tác không phụ lòng nhận tiền lương hàng tháng, thế nhưng hôm nay nghe bí thư Sầm nói như vậy thì căn bản phát hiện mình làm việc vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Sau này tôi nhất định sẽ đón dài tránh ngắn, sẽ làm cho nhân tài Mật Đông liên tục có cơ hội phát triển. Uông Thanh Minh bày tỏ tư thái xong thì căn bản là dựa theo phương pháp của Sầm Vật Cương để nói ra ý kiến về từng người, khi nói đến Vương Tử Quân thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc, Chủ tịch Vương làm việc có thành tích rõ ràng. Thế nhưng tôi cảm thấy Chủ tịch Vương công tác có chút bảo thủ, tôi hy vọng sau này Chủ tịch Vương có thể sửa chữa lại. Uông Thanh Minh nói giống như là một mở đầu, những người khác cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, nhìn qua giống như hội nghị rất thành công. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe từng người lên tiếng, cuối cùng đến lượt hắn lên tiếng thì đã mất hơn một giờ. Hắn cười cười nói, tôi cảm thấy hội nghị tổng kết lần này là rất tốt, thông qua tổng kết thì chúng ta có thể làm cho ban ngành thêm hài hòa, càng thêm sức chiến đấu. Tôi tin tưởng công tác sang năm chúng ta nhất định sẽ mở ra cục diện mới. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì đưa hai tay ra nói, còn phương diện ý kiến, tôi cảm thấy mọi người vừa rồi nói rất toàn diện, nếu tôi tiếp tục lên tiếng thì có lẽ là lặp lại ý kiến của mọi người. Tôi bây giờ nói một lời đảm bảo, đó là sẽ khắc sâu ý kiến của mọi người, tuyệt đối không phụ lòng sự quan tâm của mọi người với tôi. Kim Chính Thiện nghe Vương Tử Quân lên tiếng mà hai hàng chân mày chợt buông lỏng. Vừa rồi hắn chỉ sợ Vương Tử Quân không nén được tức giận mà lớn tiếng với Sầm Vật Cương. Kim Chính Thiện có thời gian kết giao khá lâu dài với Vương Tử Quân, hắn hiểu Vương Tử Quân là hạng người gì, bây giờ Chủ tịch Vương có thể nhịn được cơn giận, xem ra Chủ tịch Vương đã trưởng thành nhiều hơn. Kim Chính Thiện tỏ ra vui mừng thì Cố Tắc Phiêm có chút tiếc nuối. Vương Tử Quân nhìn được cơn giận làm cho hắn cảm thấy khó thể tưởng được, hắn còn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ tỏ ra sắc bén như các hội nghị thường ủy trước đó mới phải. Nhưng không sắc bén cũng hay, ít nhất cũng làm cho Cố Tắc Phiêm cảm thấy vui vẻ vì hoạt động tổng kết lần này của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy đã đánh tan đi không ít sự kiêu ngạo của Vương Tử Quân. Khi Cố Tắc Phiêm đang thầm suy tư thì Sầm Vật Cương đã thúc đẩy chương trình hội nghị sang một hướng thảo luận mới. Vì trước đó mọi người đã sớm đạt thành nhận thức, thế cho nên đề tài này cũng không có gì ngăn trở. 20 phút sau thì đến đề tài thảo luận cuối cùng, cũng chính là phương diện chọn nhân tuyển cho vị trí của Tiết Xuyên Cường. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi nói, Chủ tịch Xuyên Cường là người chăm chỉ cần cù công tác, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Tôi thật sự cảm thấy không nỡ khi mà Chủ tịch Xuyên Cường phải rời khỏi Mật Đông, thế nhưng không nỡ cũng không ưa. Dù sao thì thượng cấp cũng đã cho ra quyết định, chúng ta nên kiên cường chấp hành. Vì để cho tính công tác của chúng ta tiếp tục kéo dài, cũng là vì thúc đẩy các đồng chí có năng lực mạnh mẽ, có tâm tư trách nhiệm, có gan đảm đương tiến lên cương vị quan trọng hơn, tôi đề nghị lúc này tỉnh Mật Đông chúng ta chọn ra một vị cán bộ hợp yêu cầu đề cử với lãnh đạo thượng cấp. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông, phương diện này phòng tổ chức các anh có đề nghị gì không? Chương 1727, có ý kiến ghi lại. Uông Thanh Minh khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới trầm giọng nói, bí thư Sầm, phòng tổ chức đã trải qua thảo luận và nghiên cứu, cảm thấy bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long và bí thư Lý Hanh Dư của thành phố Kim Hà đều có năng lực rất mạnh, hơn nữa phù hợp với điều kiện. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ, bí thư Văn,
anh có nhân tuyển nào không? Vài ngày trước tôi có đến thành phố Linh Long, cảm thấy thành phố Linh Long phát triển rất tốt. Hơn nữa hai ngày trước tôi có xem qua báo cáo phát triển kinh tế của thành phố Linh Long, năm nay tốc độ trưởng phòng của thành phố Linh Long là đứng đầu cả nước. Văn Thành Đồ nói rồi không khỏi đưa mắt nhìn Hà Kiến Trương. Vì giọng điệu của Văn Thành Đồ hầu như là xác định nên sau khi bị nhìn qua thì Hà Kiến Trương cũng không thể không trả lời, hắn không khỏi lên tiếng, thật sự là ở vị trí hàng đầu. Có thể thúc đẩy thành phố Linh Long phát triển nhanh chóng như vậy thì hai đồng chí Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ căn bản là công tác không dễ dàng. Tôi cảm thấy đối với sự phát triển của thành phố Linh Long thì chúng ta nên có chính sách nghiêng, đồng chí Đồ Phấn Đấu cực kỳ tốt, tôi cảm thấy đồng chí này được đề cử là phù hợp. Văn Thành Đồ lên tiếng làm cho bầu không khí trong phòng họp cực kỳ bình tĩnh, tuy Uông Thanh Minh và Văn Thành Đồ nói có chút khác biệt, thế nhưng lại giống nhau ở phương diện đề cử Đồ Phấn Đấu. Hai người cũng xem như là hai vị lãnh đạo đứng đầu ở phương diện nhân sự, đồng thời còn có sự coi trọng của Sầm Vật Cương với Đồ Phấn Đấu, thế cho nên chuyện này căn bản sẽ được xác định. Hà Kiến Trương uống một ngụm nước, hắn không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân chưa từng nói với hắn điều gì, thế nhưng hắn biết rõ Chủ tịch Vương không muốn đề cử Đồ Phấn Đấu. Vì hắn cảm thấy nếu như Đồ Phấn Đấu tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường, điều này căn bản không có lợi cho công tác của Chủ tịch Vương ở tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tốc độ phát triển của Linh Long là rất nhanh, tôi cho rằng đồng chí Đồ Phấn Đấu công tác vẫn còn tồn tại một vài vấn đề, thế nên hãy để cho đồng chí Đồ Phấn Đấu công tác ở Linh Long thêm vài năm nữa thì hơn. Hà Kiến Trương vừa nói xong thì Cố Tắc Phiêm đã lên tiếng, Đồ Phấn Đấu làm việc thật sự có tồn đọng vài vấn đề, thế nhưng Chủ tịch Hà, tôi cảm thấy chúng ta nhìn vấn đề phải toàn diện, mỗi người đều có ưu khuyết điểm. Vừa rồi Bí Thư Sầm đã tổ chức tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Con người không toàn vẹn, chúng ta cần nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đồng thời cũng phải chỉ ra những điểm sai sót cho đồng chí của mình sửa đổi. Như vậy thì khả năng chúng ta phạm sai lầm sẽ càng ngày càng nhỏ xuống. Đối với những đồng chí có khuyết điểm, chúng ta nên giúp bọn họ xử lý khuyết điểm, thế nhưng đối với đồng chí Đồ Phấn Đấu, tôi vẫn cảm thấy khuyết điểm không che lấp ưu điểm. Cố Tắc Phiêm nói không nể mặt Hà Kiến Trương, tuy lời lẽ uyển chuyển thế nhưng giọng điệu lại không khách khí chút nào. Hà Kiến Trương nhìn thoáng qua Cố Tắc Phiêm, hắn định lên tiếng thì đã nghe trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa nói. Tôi có cùng ý kiến với Chủ tịch Cố, chúng ta phải nhìn vào mặt chủ lưu khi xem xét các đồng chí của mình, cũng không nên cứ chăm chăm vào một vài phương diện nhỏ. Tôi cảm thấy đồng chí Đồ Phấn Đấu có năng lực mạnh mẽ, có đầu óc phát triển, tiếp nhận khối công tác của đồng chí Tiết Xuyên Cường là cực kỳ phù hợp. Xà Lê Hoa lên tiếng làm cho số thường ủy tỉnh ủy trong hội nghị thường ủy giúp đỡ Đồ Phấn Đấu đã vượt qua hơn phân nửa, còn có Phương Anh Hồ chưa lên tiếng. Thế cho nên dù Vương Tử Quân có phản đối cũng không có tác dụng gì, dù sao thì số ít cũng phải phục tùng đa số. Sầm Vật Cương mỉm cười nhìn tất cả, bây giờ tiết tấu của hội nghị thường ủy nằm trong bàn tay của lão. Đề tài thảo luận về Đồ Phấn Đấu xem như đã được thông qua, dù Vương Tử Quân có phản đối thì cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Sầm Vật Cương cảm thấy Vương Tử Quân không nên phản đối, dù sao thì trước đó đã có nhiều người cho ra nhiều ý kiến phê bình về Vương Tử Quân. Lão cảm thấy lúc này Vương Tử Quân sẽ không đứng ra. Dù sao thì đối với một người có lý trí, khi biết mình sẽ thất bại thì cũng không nên tiến lên làm gì cho mất thể diện. Nếu đại đa số các đồng chí đã đồng ý, như vậy chúng ta tiến hành chọn đồng chí Đồ Phấn Đấu làm đối tượng được đề cử, tiến hành đề cử với thượng cấp. Sầm Vật Cương cũng không nhìn Vương Tử Quân mà trầm giọng nói. Khi Sầm Vật Cương nói xong thì Vương Tử Quân mới lên tiếng, Bí Thư. Tôi cho rằng đồng chí Đồ Phấn Đấu không phù hợp với chức vụ này. Gương mặt Sầm Vật Cương có hơi co giật, cuối cùng lão vẫn áp chế cơn giận trong lòng, anh Hồ, anh ghi lại ý kiến của đồng chí Chủ tịch Tử Quân. Hội nghị cứ như vậy mà giải tán, tin tức Đồ Phấn Đấu trở thành nhân tuyển cho vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn bản đã mọc cánh bay ra ngoài. Lúc này những gì phát sinh ở hội nghị thường ủy cũng không còn là bí mật, hầu như mọi người đều biết trong hội nghị thường ủy đã phát sinh chuyện gì. Trong hội quán Kim Bảo Thạch ở đường Tây Giao thành phố Linh Long, lúc này Đồ Phấn Đấu không thể ức chế nổi cảm giác hưng phấn nói, mong Bí Thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác, sẽ không để cho ngài mất mặt. Sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn đi lại vài bước trong phòng,
sau đó mới áp chế được cảm giác kích động của mình. Tuy sự việc này nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng sau khi nghe được tin tức được đề cử, hắn không khỏi không kích động. Dù sao có một số việc nếu hy vọng quá lâu một khi được thực hiện sẽ khó thể tránh khỏi cảm giác không kìm nén được. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Miêu, nói anh ấy đến đây một chuyến. Đồ Phấn Đấu đi ra khỏi phòng rồi nói với thư ký đang nói chuyện bên ngoài. Thư ký đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại, chợt có người nói, Bí thư Đồ, có phải có chuyện gì vui cần chia sẻ với tôi không? Miêu Dược Hổ lúc này cũng cực kỳ vui vẻ, gương mặt này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt của Miêu Dược Hổ rồi cười ha hả nói, là chuyện tốt, chỉ là không phải chia sẻ, mà là cùng cộng hưởng. Hai người nói rồi đi vào trong phòng, sau khi thư ký đi vào rót trà rồi đi ra, Miêu Dược Hổ cười ha hả nói, Bí thư Đồ, à không, sau này phải là chủ tịch Đồ, kính mong sau này nếu công tác của tôi xuất hiện sai lầm thì ngài phê bình nhiều hơn. Anh đấy, thích làm những chuyện quái dị, sự việc này căn bản còn chưa có kết quả chính thức, có được hay không còn chưa nhất định. Đồ Phấn Đấu nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ cười hì hì nói, Bí thư Đồ, hội nghị thường ủy đã thông qua, hơn nữa tôi còn nghe nói phòng tổ chức tỉnh ủy đã nhanh chóng tiến hành đề cử với đơn vị trung ương, thượng cấp lại rất coi trọng ý kiến của tỉnh ủy, anh còn gì phải lo lắng nữa. Đồ Phấn Đấu cười cười mà không nói gì thêm. Miêu Dược Hổ lại cười nói, lần này hội nghị thường ủy thật sự rất đặc sắc, Bí thư Sầm quả nhiên là Bí thư Sầm, tôi nghĩ rằng đã có vài người đập đầu vào tường sắt rồi. Đồ Phấn Đấu nhìn bộ dạng cười vui hớn hở của Miêu Dược Hổ thì không khỏi cười nói, anh đấy, nói chuyện cần chú ý một chút, sau này tôi cũng không còn ở tại thành phố Linh Long, cũng không có người nói với anh. Bây giờ tôi nói thẳng, tôi không hy vọng nhìn thấy anh trong số những người bị Bí thư Sầm phê bình. Bí thư Đồ, tôi cũng chỉ là nói với anh như vậy mà thôi, còn những người khác thì tôi căn bản tỏ ra rất cung kính. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì khẽ hạ giọng. Tôi vốn cho rằng sự kiện này cũng phải có chút tranh chấp, không ngờ Bí thư Sầm chỉ sử dụng chút thủ đoạn nhỏ thì giải quyết xong sự việc. Cái này cũng không phải là vấn đề của chúng ta, Chủ tịch Dược Hổ, bây giờ điều quan trọng của chúng ta chính là phải làm tốt công tác của mình, càng về sau này càng không nên làm cho Bí thư Sầm phải xấu hổ. Đồ Phấn Đấu khoát tay áo trầm giọng nói. Điều này thì anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì bây giờ. Miêu Dược Hổ uống một ngụm trà rồi dùng giọng tự tin nói. Hai người trò chuyện vài câu, Đồ Phấn Đấu cười nói, vài ngày nữa là đến Tết, ngày mai tôi chuẩn bị đến nhà Bí thư Sầm, anh nên đi cùng tôi, Bí thư Sầm rất hài lòng với công tác của anh. Miêu Dược Hổ tuy đã sớm có tính toán, thế nhưng lúc này nghe Đồ Phấn Đấu nói sẽ dẫn mình cùng đi đến nhà của Bí thư Sầm, thế là không khỏi có vài phần kích động. Hắn biết rõ biểu hiện của Đồ Phấn Đấu như vậy căn bản là chuyện của mình cũng không là vấn đề. Tuy Miêu Dược Hổ vào Đồ Phấn Đấu có quan hệ không tệ, thế nhưng làm trợ thủ cho người ta cũng sinh ra cảm giác rất ngột ngạt. Làm một người cấp phó căn bản là không dễ dàng, vì quản ít chuyện, không có nhiều uy tín trong ban ngành, cấp dưới có khi không chịu nghe lời mình, nếu mình quản được nhiều thì lãnh đạo đứng đầu sẽ cho rằng mình có cử động không hay, có ý nghĩ với vị trí của lãnh đạo. Nếu muốn làm cấp phó đúng chỗ mà không việt vị thì căn bản là rất khó khăn. Sau vài năm công tác thì Miêu Dược Hổ cảm thấy có nỗi khổ khó nói, bây giờ Đồ Phấn Đấu phải ra đi, hắn sao không nhịn được hưng phấn. Hơn nữa bây giờ lại có nhiều người nói Bí thư Thị ủy Linh Long sẽ tiến vào ban ngành thường ủy, nếu như thật sự như vậy, biết đâu một vài năm sau hắn có thể vượt qua Đồ Phấn Đấu. Được, cần chuẩn bị thứ gì tôi sẽ đi sắp xếp. Biểu hiện của Miêu Dược Hổ làm cho Đồ Phấn Đấu không khỏi cười thầm, hắn khoát tay áo nói, Dược Hổ, anh cũng không phải không biết tính tình của Bí thư Sầm, anh càng cầm theo nhiều thứ thì Bí thư càng mất hứng. Tôi nói cho anh biết, chúng ta lần này nên làm theo quy củ, tôi đã cho Tiểu Trúc sang bên kia sông mua vài cân cá chép sông đưa đến cho Bí thư Sầm, anh ấy thích cá chép này. À, nếu Bí thư Đồ không nói thì tôi căn bản là quá choáng váng đầu óc rồi. Miêu Dược Hổ nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo của Sầm Vật Cương mà không khỏi lạnh cả người. Hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ nhắc đến Sầm Vật Cương, cũng không quên nhắc đến những người khác. Sau đó chuyện liên quan đến Vương Tử Quân cũng trở thành chủ đề của hai người bọn họ. Cũng nên đi sang thăm hỏi Chủ tịch Vương một chuyến, tuy anh ấy có ý kiến phản đối,
thế nhưng theo chỉ thị của Bí thư Sầm, tôi cũng nên báo cáo công tác với anh ấy nhiều hơn. Đồ Phấn Đấu khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi dùng giọng tự đắc nói. Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi có chút ghen ghét, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả nói, Bí thư Đồ, đây là anh lòng dạ rộng lớn, nếu như tôi cũng không nên đến làm gì để sinh phiền. Có nên chuẩn bị thứ gì cho anh ấy không? Miêu Dược Hổ thấy Đồ Phấn Đấu không nói lời nào thì hỏi. Tùy tiện đưa theo vài thứ là được, anh cũng nên đi theo tôi, chúng ta không trông cậy gì vào anh ta, chỉ là chút lễ tiết mà thôi. Đồ Phấn Đấu lấy cắt móng tay ra giọt rũa móng tay của mình rồi thuận miệng nói. Chương 1728, một mặc áo gấm đi đêm. Vương Gia Câu cũng không quá lớn, thôn này nằm ở khu vực đồng bằng, nhìn qua không khác gì những thôn chung quanh, bên trong có sân phơi, có đống củi, có những con chó đang nằm lười biếng dưới gốc cây, có nhiều cô cậu bé chạy qua chạy lại vui đùa với nhau. Lúc này là ngày Tết, thôn Vương Gia Câu căn bản tràn đầy không khí năm mới, thanh niên tụ tập đánh bài nói chuyện, đám trẻ con đã chờ đợi cái Tết suốt một năm qua càng vui vẻ hoan lạc hơn. Trên một mảnh đất trống đầu thôn có vài ông lão đang nằm phơi nắng nói chuyện với nhau. Bọn họ phần lớn nói đến chuyện cho con trẻ bao nhiêu tiền lì xì, nhà ai vừa sinh con trai mập mạp, tuy chỉ là chuyện gia đình thế nhưng gương mặt ai cũng say mê, nói chuyện say sưa. Ông Ngũ, ngài sao còn ở chỗ này, mau đi qua thôi, lễ đại thọ năm nay của ông Thuyên Trụ còn cần ngài chủ trì. Một tên đàn ông khỏe mạnh hơn 30 tuổi chạy đến nói với một ông lão đang trò chuyện nóng hôi hổi. Ông lão kia vỗ lên đầu của mình rồi đứng lên, ôi, tôi lại quên mất, tuổi tác lớn thì không nhớ rõ mấy chuyện. Bây giờ chúng ta đi thôi, đừng làm chậm trễ. Khi ông lão kia rời đi thì những người còn lại bắt đầu chuyển chủ đề sang phương diện mừng đại thọ, chợt nghe một ông lão ngồi trên một tảng đá nói, anh Thuyên Trụ năm nay đã 100 tuổi rồi, nghe nói anh ấy là người thọ nhất thôn Vương Gia Câu chúng ta, không biết tôi có sống được đến tuổi đó hay không. Anh đúng là... Nói cái gì vậy, dùng sức khỏe của mình để nói chuyện sao? Tôi thấy anh sống phải ít nhất 20-30 năm nữa. Một ông lão đeo một chiếc mũ đầu tàu mà bây giờ rất hiếm thấy cười tủm tỉm nói. Sống quá lâu như vậy cũng không nhất định là chuyện tốt, còn cái khi đó cũng bận rộn công tác của mình, không phải thành lão bất tử rồi sao? Ông lão kia nói đến đây thì khóe miệng có chút run rẩy. Nhóm ông lão tự xưng là đội chờ chết này đã sống hầu như gần cả đời trong thôn, thế nên đều biết chi tiết từng gia đình ở nơi này. Sau khi nghe ông lão kia thở dài thì có nhiều người đồng tình, thế nhưng không biết nên an ủi làm sao, dù sao thì con dâu của ông lão kia có danh hiệu là quỷ dạ xoa trong thôn. Đến độ tuổi của bọn họ thì căn bản không tình nguyện trêu chọc vào những người phụ nữ kiểu như vậy. Đã là năm mới rồi, nói chuyện cũ làm gì? Tôi nghe nói lần này sẽ có người bên phía thành phố Giang Thị đi sang đây, không biết có phải là thật không? Ông lão đội mũ đầu tàu vừa nói vừa lấy ra một tẩu thuốc châm lửa. Đề tài của ông lão không khỏi làm cho nhiều người chú ý, ông lão vừa rồi nói câu đau lòng vì con dâu nhà mình khó nết, thế là không khỏi dùng giọng hứng thú nói, đã nhiều năm chưa có người bên Giang Thị đi đến đây, năm nay bọn họ có tới không? Tôi nghe nói là sẽ đến. Dù sao thì Thuyên Trụ cũng không phải là người khác, thế nên bọn họ sẽ đến. Một ông lão nhìn qua có vẻ hơn 60 chợt dùng giọng đắc ý nói. Có người đến, thế nhưng cũng không phải là con cả đến. Một ông lão đội mũ bông vải dùng giọng hoài nghi nói. Lời nói này của ông lão đội mũ bông vải làm cho ông lão vốn không vui bên kia nở nụ cười, chợt nghe ông lão lên tiếng, anh nghĩ lại mà xem, con cả nhà bọn họ rất bận rộn, mỗi ngày đều làm không hết việc. Có thời gian rảnh sao? Tôi nhớ khi gặp ông cụ nhà bọn họ, khi đó chúng nó mới lớn như thế này. Ông lão đội mũ đầu tàu vung tay để chỉ độ cao năm xưa của Vương Quang Vinh. Anh đã thật sự gặp qua cậu con cả nhà người ta rồi sao? Khi nào vậy nhỉ? Sao tôi không biết? Ông lão có con dâu khó tính không khỏi dùng giọng nghi ngờ nói. Tất nhiên đã từng gặp. Anh không nhớ năm xưa nghèo đói anh Xuyên Trụ có đưa chúng ta đi thành phố Giang Thị tìm ngũ ca sao? Khi đó có gặp mặt, ông lão đội mũ đầu tàu nói chuyện năm xưa thì nước miếng văng ra tung tóe, bộ dạng có vài phần giống như thao thao bất tuyệt, khi gặp anh Ngũ thì nhóm người chúng tôi rất đói bụng, thế là anh ấy nấu cho chúng tôi một nồi miến củ cải trắng, bắt mỗi người ăn hai tô lớn, thế nên nửa đêm không khỏi xếp hàng chờ ngoài cổng nhà xí. Chậc chậc,
tôi chưa từng được ăn thịt heo thơm như vậy, thịt heo đúng là rất thơm. Khi đó tôi quên không đưa các anh đi theo, ôi! Ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Hừ hừ, không phải là không muốn đi, mà vợ không cho đi. Có một ông lão dùng giọng trêu chọc nói. Khi đám người trò chuyện với nhau thì có một cậu bé hét lên, nhìn kìa, có một chiếc xe đang đi đến đây. Cậu bé hét lên làm cho không ít người chú ý, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía con đường đầu thôn, chợt thấy một chiếc xe đang chậm rãi chạy đến. Có lẽ là người ở thành phố Giang Thị đến, ông lão đội mũ đầu tàu nhìn chiếc xe chạy đến mà không khỏi lên tiếng. Có lẽ là vậy, khi mọi người đang bàn luận với nhau, chiếc xe kia chậm rãi dừng lại, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước xuống xe. Mặc dù là mùa đông nhưng người này chỉ mặc tây trang, chỉ là bộ tây trang này nếu phối hợp với sợi dây vàng lớn trên cổ căn bản là không phối hợp. Ông Thành Cồn, ngài vẫn còn rất khỏe khoắn đấy nhỉ? Đây là thuốc cháu mua từ nước ngoài, hút cũng rất ngon. Người đàn ông kia nói rồi rút gói thuốc ra phân phát cho các ông lão đang đứng bên cạnh. Những người đứng chung quanh đều tiến lên, đặc biệt là thanh niên càng thích thuốc lá, thế nên càng chen nhau nhận thuốc. Chợt nghe có người nói, anh Tam, đây là thuốc ngoại thật sao? Cho tôi một điếu. Tôi còn chưa được hút thuốc lá nước ngoài bao giờ, anh Tam cho tôi một điếu. Tam Nhi, đây là xe của cậu sao? Chậc chậc, có lẽ cậu đã phát tài lớn, trong thôn này cậu là người đầu tiên có xe chạy đấy. Khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh thì Vương Kim Tài cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn, hắn cười hì hì nói, cũng không là gì, xe này chỉ khoảng 400 ngàn, tôi chuẩn bị mua một chiếc Mercedes-Benz 800 ngàn thế nhưng vợ nói không cần, phụ nữ là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, không biết thứ gì là tốt. Sau khi nghe Vương Kim Tài nói như vậy thì những âm thanh chậc chậc liên tục vang lên chung quanh. Khi mọi người đang khích lệ hăng hái thì Vương Kim Tài nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh rồi nói, anh Kim Phúc, người thành phố Giang Thị có đến không? Còn chưa đến, cung không phải rất gần, người ta nào đến nhanh như vậy? Người đàn ông trung niên có bộ dạng thật thà bên kia vừa hút thuốc vừa nói. Tam Nhi, lát nữa nếu người thành phố Giang Thị đến, nhất định phải làm quen. Vì bọn họ cũng là người trong thôn, quen mặt sẽ tốt hơn. Ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi lớn tiếng nói với Vương Kim Tài. Vương Kim Tài gật đầu nói, người từ xa đến là khách, cháu dù thế nào cũng phải tiếp đãi chu đáo. Chương 1728, 2, mặc áo gấm đi đêm. Tam Nhi, đừng nghĩ làm ra được chút tiền là có thể làm gì thì làm, tôi nói cho cậu biết, người bên phía thành phố Giang thì có địa vị rất cao. Một người thanh niên không quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Vương Kim Tài không khỏi lớn tiếng nói. Vương Kim Tài nghe nói như vậy thì không khỏi có chút mất hứng, hắn nhìn người bạn học năm xưa mình không thể làm gì được phía bên kia, sau đó cười hì hì nói, Trần Ba, tôi tuy không có thể diện gì ở phía thành phố Giang Thị, thế nhưng là người có tiền, chưa nói đến những phương diện gì khác, hôm nay tôi sẽ bỏ tiền tổ chức đại thọ cho ông Thuyên Trụ. Vương Kim Tài vừa nói như vậy thì không khỏi làm cho Trần Ba ngậm miệng lại, tuy bây giờ nông thôn cũng đã có tiền, thế nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt, có ai tình nguyện cầm 20-30 ngàn để tranh đấu với nhau. Vương Kim Tài nhìn người bạn năm xưa đã không dám lên tiếng, hắn càng cảm thấy đắc ý. Hắn cười hì hì nói với bốn phía, anh Kim Phúc, anh Kim Tài, mọi người giúp đỡ tôi một chút. Hôm nay vì chiêu đãi khách quý mà tôi bỏ tiền ra mua món bào ngư ở bên ngoài. Lát nữa mang đi nướng. Vừa nghe đến bào ngư thì vẻ mặt đám người trong thôn chợt biến đổi, bọn họ căn bản có nghe nói về những món đắt tiền này, cũng chưa từng được ăn bao giờ. Bây giờ nghe nói Vương Kim Tài mua bào ngư về thì ai cũng cực kỳ kinh ngạc si gì. Khi vài tên thanh niên chạy đến vận chuyển thùng hàng, Vương Kim Tài đắc ý hút thuốc. Sở dĩ lần này hắn mua nhiều món ngon như vậy chủ yếu là vì muốn tiếp xúc với người Vương gia đến từ thành phố Giang Thị. Vương Kim Tài là người làm ăn buôn bán ở bên ngoài, hắn căn bản biết rõ lực ảnh hưởng của Vương gia ở phía thành phố Giang Thị hơn người trong thôn. Chỉ cần hắn có chút quan hệ với bọn họ, như vậy sau này kinh doanh càng phát đạt. Những thứ này căn bản có thể dùng để đãi khách, Vương Kim Tài thầm lẩm bẩm một câu, sau đó hắn nhanh chóng đi vào trong thôn. Nhưng hắn còn chưa kịp đi xa thì có người nói, mau đến mà xem, có phải là người Giang Thị đến không? Mọi người nhìn về phía bên kia,
thấy một chiếc xe màu xanh chạy trên con đường vào thôn. Không phải rồi, xe này tối đa chỉ có giá 200 ngàn mà thôi. Vương Kim Tài vì mua xe mà căn bản đã tìm hiểu giá xe rất kỹ càng, hắn nhìn ngoại hình chiếc xe kia, thế là lớn tiếng nói ra ý kiến của mình. Bây giờ địa vị của Vương Kim Tài trong thôn đã khác, tuy vai vế vẫn thấp thế nhưng lời nói lại được nhiều người xem trọng. Sau khi hắn nói không phải thì đám người chung quanh cũng không lên tiếng. Nhưng con người trời sinh thích xem náo nhiệt, thế nên bọn họ cũng chờ mong xem ai đang đến đây. Xe chậm rãi dừng lại, Vương Tử Quân đi ra khỏi xe. Sau 3 giờ lái xe thì hắn cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng sau khi nhìn về phía thôn trang đầy lạ lẫm, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Kiếp trước Vương Tử Quân chưa đến thôn này nhưng lại biết đến nó, năm xưa ông của mình từ trong thôn này đi theo bộ đội tham gia cách mạng. Bây giờ chỉ còn lại biển cả bể dâu mà thôi. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía ông lão đội mũ đầu tàu hỏi, cho cháu hỏi nơi này có phải là Vương Gia Câu không? Vốn Vương Tử Quân định nói một tiếng chào ông, thế nhưng cuối cùng lại không xưng hô như vậy. Dù sao nơi đây rất có thể là Vương Gia Câu, vì nguyên nhân vai vế, nếu như hắn nói sai sẽ rất không hay. Nơi này là Vương Gia Câu, anh đến đây có chuyện gì sao? Vương Kim Tài hếch bụng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân lần này sở dĩ đến Vương Gia Câu chủ yếu là vì chúc mừng đại thọ trăm tuổi anh họ của ông nội. Tuy trước nay cũng không liên lạc nhiều lắm, thế nhưng khi mà Vương Gia Câu bên này gọi điện thoại đến, Vương Quang Vinh vẫn phải xem trọng. Dù sao thì ông cụ kia cũng chính là một người anh họ ruột thịt duy nhất còn lại của ông nội Vương Tử Quân, hơn nữa bây giờ đã trăm tuổi. Nếu không biết còn dễ nói. Biết mà không đến thì căn bản là không thể nào nói nổi. Người dự định đến là Vương Tử Hoa, dù sao thì với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, căn bản là thân bất do kỷ. Thế nhưng kế hoạch luôn có sự biến hóa, khi Vương Tử Hoa bây giờ là phó chủ tịch thành phố chuẩn bị khởi hành, đột nhiên phương diện phân công công tác của hắn có chút vấn đề, thế cho nên không thể nào không đi xử lý. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng cũng không thể thoát thân được. Vì vậy nhiệm vụ này giao cho Vương Tử Quân. Đoạn đường đi đến Vương Gia Câu cũng không quá gần, Vương Tử Quân bắt máy bay đến thành phố gần Vương Gia Câu nhất, sau đó mới mượn xe người quen chạy 3 giờ liên tục, cuối cùng mới đến Vương Gia Câu. Vương Tử Quân nghe nói mình không đi sai địa điểm thì nở nụ cười, hắn nói với Vương Kim Tài, xin hỏi ngài có biết nhà của ông Thuyên Trụ ở đâu không? Tôi đến chúc thọ ông cụ. Vương Tử Quân làm cho người ta sinh ra cảm giác hào hoa phong nhã, Vương Kim Tài tự phụ mình có xe tốt hơn của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không dám xem thường Vương Tử Quân, anh đến chúc thọ ông Thuyên Trụ, như vậy anh là thân thích của ông ấy sao? Thế nào tôi chưa từng gặp anh? Tôi cũng là người Vương Gia Câu, thế nhưng đây là lần đầu tiên về quê. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một gói thuốc rút ra một điếu đưa cho Vương Kim Tài. Vương Kim Tài a một tiếng. Sau đó giống như nghĩ ra điều gì mà giật mình hỏi anh. Anh đến từ phía thành phố Giang Thị sao? Không phải, tôi hôm nay từ thủ đô đến. Vương Tử Quân nhìn Vương Kim Tài rồi bổ sung thêm một câu, nhà tôi ở thành phố Giang Thị. Vương Kim Tài nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã của Vương Tử Quân thì có chút thất vọng, hắn vốn cho rằng Vương Quang Vinh hoặc là Vương Giải Phóng đến, không ngờ lại là một người còn trẻ thế này, thế nhưng dù sao thì người ta cũng đến rồi. Vương Kim Tài cố gắng áp chế cảm giác thất vọng trong lòng, hắn cười ha hả nói, ôi, anh đến đây là được, vì già trẻ trong nhà đều đang chờ. Vương Kim Tài nói rồi lôi kéo Vương Tử Quân nói, chỗ này không phải nơi nói chuyện, mời anh vào trong nhà. Vương Tử Quân cười cười nói, được, chúng ta đi vào nhà. Những người vây quanh lúc này nghe nói Vương Tử Quân là người thành phố Giang Thị, thế là ai cũng xôi trào. Không ít người đến vây quanh Vương Tử Quân giống như có chuyện gì đó rất vui. Còn có người lớn tiếng nói, người thành phố Giang Thị đến rồi. Vương Tử Quân căn bản đã trải qua nhiều tình huống được nghênh đón, thế nhưng hôm nay vẫn cảm thấy đỏ mặt. Dù sao hắn cũng chưa từng trải qua tình huống được già trẻ lớn bé, con dâu con rể chỉ trỏ cười nói như vậy, thế nhưng khi hắn nở nụ cười với bọn họ, lúc này bọn họ không khỏi ngại ngùng nghiêng đầu đi. Kiếp trước tuy Vương Tử Quân ở nông thôn thế nhưng chưa từng được hưởng qua đãi ngộ thế này, vì vậy lúc này hắn bị thôn dân túm tụm vây quanh mà không khỏi có chút gian nan. Nhưng Vương Tử Quân vẫn rất cảm động, vì dù sao thì đây cũng là đãi ngộ cao nhất của người trong thôn dành cho mình.
Chương 1729, mừng thọ. Cậu thấy không, năm xưa nhà của ông Tam ở chỗ này, trước kia nơi đây còn có vài gian nhà cũ, thế nhưng lâu năm không tu sửa, gió táp mưa sa đã làm cho những ngôi nhà năm xưa ngã đổ hết rồi. Vương Kim Tài vô tình đã khoát tay lên vai Vương Tử Quân, sau đó dùng tay chỉ về phía một khoảng sân nhỏ đã được xây tường chung quanh nói, chỗ này là người trong thôn bỏ tiền ra xây dựng, dù sao đây cũng là nhà cũ của anh. Vương Tử Quân nhìn khoảng sân nhỏ mà hai mắt có chút ẩm ướt, hắn biết rõ một khu nhà như vậy ở nông thôn đại biểu cho cái gì. Từ thời bố của hắn đã không quay về nơi này, bây giờ bọn họ còn để lại một khoảng sân như vậy, căn bản là khó có được. Vương Tử Quân cố gắng tỏ ra vui vẻ, hắn chuẩn bị đi về phía bên kia, đúng lúc này chợt có người lớn tiếng nói, Vương Kim Tài, con đang làm gì vậy? Vương Tử Quân có hơi giật mình, thế nhưng dù sao đó cũng không phải là nói mình. Vương Kim Tài lại khác, cơ thể không khỏi có chút run rẩy. Vương Kim Tài ngẩng đầu lên thì thấy bố nhìn mình giống như hổ sắp vồ mồi. Nếu đổi lại là người khác giống lên như vậy với mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, thế nhưng ai bảo đó là bố của hắn. Hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng Vương Kim Tài có chút căm tức, trước mặt người ngoài mà bố không cho mình mặt mũi. Hắn thầm nghĩ, bố làm sao vậy? Một là không có chuyện gì lớn, hai là cũng không phải là phụ nữ, bố cần gì phải giống lên như vậy? Không có gì cả, bố, con vừa mới về. Vương Kim Tài còn chưa giải thích xong thì bố đã lao đến. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì bố đã hất cánh tay hắn đang gác lên vai Vương Tử Quân xuống, sau đó đen mặt lên nói cút sang một bên. Người trong thôn chỉ cần có chút quan hệ tốt là sẽ kề vai sát cánh. Vương Kim Tài là người trong thôn nhiều năm, chút nhân duyên đó cần phải có. Hôm nay làm sao vậy? Hắn nhìn bộ dạng hùng hổ của bố mình, mặc dù hắn ra ngoài được nhiều người ủng hộ, thế nhưng bố hắn là người rất cứng nhắc, chỉ sợ không vui sẽ xách ghế đập lên đầu. Tử Quân, à, Chủ tịch tỉnh Tử Quân, con tôi từ nhỏ không được giáo dục tốt, ngài cũng đừng nên chấp nhất với nó. À, chỗ này có hơi lạnh, chúng ta vào trong nhà trò chuyện. Bố của Vương Kim Tài căn bản là có vài phần gò bó khi đối diện với Vương Tử Quân hơn là con trai mình. Vương Tử Quân lúc này đã nhận ra bố của Vương Kim Tài chính là người tìm mình nhờ cậy năm xưa, dựa theo vai vế thì phải gọi người này là chú. Hắn không khỏi cười nói chú, đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như thế. Hôm nay bố và chú định đến chúc thọ ông Thuyên Trụ, thế nhưng tạm thời có việc, cháu phải đến đại biểu. Cậu đến là quá tốt rồi. Không biết ông Thuyên Trụ sẽ vui mừng thế nào. Đi, tôi đưa cậu đi gặp ông. Mặc dù là trưởng bối thế nhưng bố của Vương Kim Tài mở miệng cực kỳ chú ý. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn không quan tâm đến điều này, thế nhưng nếu mình càng nhắc nhở thì chỉ sợ làm người ta càng thêm xấu hổ. Vương Kim Tài nhìn Vương Tử Quân đi theo bố mình về phía nhà bên kia, hắn lúc này mới chợt có phản ứng. Bố mình gọi người ta là chủ tịch tỉnh. Như vậy không phải đó là truyền kỳ Vương Tử Quân được tung hô khắp nơi sao? Những năm qua Vương Kim Tài cũng không xem chương trình thời sự của đài truyền hình tỉnh Mật Đông, thế nhưng có một lần xem thời sự thì có nhìn thấy Vương Tử Quân. Chính hắn khi đó cực kỳ đắc ý, thậm chí sau này khi uống rượu thì còn dùng chuyện này để nói khoác hai câu. Nhưng khi mà tin tức về tỉnh Mật Đông xuất hiện trên nhiều mặt báo, hắn càng cảm thấy cực kỳ kính sợ người anh họ của mình. Ngày hôm nay Vương Tử Quân ăn mặc khác biệt, thế cho nên hắn căn bản không nhận ra. Chính mình vừa rồi lại khoát tay lên vai anh ấy. Vương Kim Tài nghĩ đến động tác vừa rồi của mình mà không khỏi có chút xấu hổ, lại có chút hưng phấn, xem ra sau này mình càng có thêm đề tài để khoác lác với người khác. Nhị đại gia, Tết vừa rồi cũng không có thứ gì tốt cho ngài, bây giờ cháu có đánh một chiếc nhẫn tặng ngài. Vương Kim Tài nhìn ông cụ xưa nay thường thích những món có giá trị đi đến. Thế là hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, cầm một chiếc nhẫn trong tay nhét vào tay ông cụ, lại cười hì hì nói, đây là vàng thật đấy ông. Lúc bắt đầu thì ông cụ nhị đại gia còn không quan tâm, thế nhưng khi Vương Kim Tài nói đó là vàng thì có chút kích động, Kim Tài, thứ này cậu thu hồi lại đi, nhị đại gia cũng không thiếu thứ này. Tuy ông cụ đưa lại cho Vương Kim Tài, thế nhưng bàn tay lại siết chặt, điều này làm cho Vương Kim Tài có chút buồn cười. Vương Kim Tài cười ha hả nói, nhị đại gia, đây là chút quà cháu tặng ngài, ngài không nên khách khí. À, cháu có chút chuyện nhờ nhị đại gia một chút, lát nữa là đại thọ của ông Thuyên Trụ,
ngài có thể sắp xếp cho cháu ngồi một bàn tốt được không? Nhị đại gia hiểu ý của Vương Kim Tài, lão vỗ vỗ lên vai của Vương Kim Tài rồi nói, Kim Tài, cậu là người có khả năng trong thôn, cậu tất nhiên phải có chỗ ngồi rồi. Vương Kim Tài nghe lời đảm bảo của nhị đại gia mà không khỏi vui mừng, tuy hắn đau lòng khi mất đi chiếc nhẫn, thế nhưng khi nghĩ đến phương diện cùng ăn cơm một bàn với chủ tịch Vương, hắn không khỏi cảm thấy rất đáng giá. Vương Kim Tài lắc lắc đầu rồi chuẩn bị đi đến nhà ông Tuyên trụ một chút, thế nhưng tiếng còi xe hơi vang lên bên tai, hắn nhìn sang thì thấy hai chiếc xe màu đen đi đến. Khi thấy hai chiếc xe kia thì Vương Kim Tài có chút sững sốt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì thấy bí thư và chủ tịch xã đã xuống xe, phía sau còn có nhân viên công tác của ủy ban xã. Hơn nữa còn có cả thôn trưởng và bí thư chi bộ đi đến. Đây là có chuyện gì? Vương Kim Tài căn bản co vài lần uống rượu với chủ tịch xã, coi như có kết giao. Khi hắn chuẩn bị hỏi một chút, chợt thấy có vài chiếc xe chạy đến đầu thôn. Khi một nhóm người mà trước nay Vương Kim Tài chỉ nhìn thấy trên TV đi đến, hắn chợt cảm thấy choáng váng. Hắn không tiếp tục đi ra hỏi thăm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào nhà ông Thuyên trụ. Nhị mãnh tử, đây là có chuyện gì? Vương Kim Tài vất vả lắm mới kéo được một người anh em họ làm ủy viên trong thôn đến hỏi. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện nghe nói chủ tịch Vương đến thì đều chạy đến, thậm chí có vài vị lãnh đạo tỉnh đang đi đến. Nhị mãnh tử khoát tay nói tiếp, tôi còn phải đi tìm ghế, tối nay chúng ta cùng uống rượu sau. Ngay sau đó đã có tiếng còi xe hơi vang lên, tên thanh niên chạy xe máy được nhận lệnh đến đầu thôn xem xét, bây giờ nhanh chóng chạy về, từ xa đã hét toáng lên là người đến rồi. Mọi người đưa mắt nhìn qua, một đoàn xe thật dài, phải có vài chục chiếc. Vương Kim Tài cảm khái vô hạn, chỉ sợ mình có đưa thêm một chiếc nhẫn cũng không được cùng dùng cơm với chủ tịch Vương. Xe bốn bánh chạy nhanh hơn cả xe hai bánh, khi tên thanh niên kia còn chưa kịp dừng xe lại, vài chiếc xe hơi đã chạy qua. Người trong thôn cũng không biết là vì nhiệt tình hay vui mừng, khi thấy dòng xe kia thì không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Huyền chương 1730, chỉ cần anh làm tốt cho tôi. Huyền Vương Tử Quân nhìn văn kiện dày đặc trên bàn làm việc, hắn không khỏi cảm khái một tiếng, vừa mới đầu năm mà đã bị công tác đè ép như thế này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái trầm ngâm, hắn khẽ nói một câu mời vào, ngay sau đó Triệu Hiểu Bạch và Phó Chủ tịch Trương Bản Tiến đi vào. Trương Bản Tiến năm nay hơn 50 tuổi, từng là bí thư thị ủy Linh Long, năm xưa khi đổ phấn đấu làm chủ tịch thành phố Linh Long. Vì hai người có lý niệm công tác không phù hợp, thế nên bị đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh. Trương Bản Tiến là phó chủ tịch tỉnh có vị trí cuối cùng, lại được phân công quản lý nông lâm nghiệp. Trong mắt Vương Tử Quân thì lão đồng chí này công tác rất vững chắc, là người mạnh mẽ ở phương diện công tác của mình, làm người cũng rất an phận. Đối với những lão đồng chí như thế này thì Vương Tử Quân rất tôn trọng, nhưng Trương Bản Tiến mặc dù cố gắng thực hiện chức trách, thế nhưng ở phương diện kết giao với Vương Tử Quân cũng không quá tích cực. Nếu như dùng một câu để khái quát, như vậy bây giờ Trương Bản Tiến ở trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh nhưng cũng không phải người của Vương Tử Quân. Mời Chủ tịch Trương ngồi. Vương Tử Quân đứng lên mời Trương Bản Tiến ngồi xuống ghế salon, sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, đưa vài món điểm tâm lên đây. Trương Bản Tiến nhìn Triệu Hiểu Bạch đi mang vài món bánh trái đến thì cười nói, Hiểu Bạch. Có phải là bánh kẹo tiệc cưới của cậu cống hiến cho Chủ tịch Vương rất nhiều hay không, vì sao đến bây giờ vẫn còn thế này? Ha ha ha, Chủ tịch Trương quá đề cao tôi rồi, bánh kẹo Hiểu Bạch để cho tôi cũng khôn nhiều bằng ngài, đây là vài thứ tôi về lấy của ông bà. Nghe các cụ nói đây là những món tinh khiết tự nhiên, không ô nhiễm, thực phẩm tốt, mời ngài nếm thử. Tôi sẽ nếm thử, Trương Bản Tiến nói rồi cầm một ăn một miếng bánh đậu phộng. Sau đó cười tán dương, chủ tịch nói rất hay, món này căn bản rất ngon. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết Trương Bản Tiến chủ yếu là nói lời khách khí mà thôi. Dù cho khoa học có ba hoa trích chòe thế nào thì hương vị của đậu phộng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sau khi nói chuyện vui vẻ vài câu, Trương Bản Tiến nói, chủ tịch, bây giờ công ty Ly Giang đầu tư vào tỉnh Mật Đông, dân chúng có tính tích cực rất lớn đối với các yêu cầu sản phẩm nông sản của công ty Ly Giang. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vừa thúc đẩy phương diện nuôi trồng, còn phải đẩy mạnh phương diện phát triển các sản phẩm phụ gia trong nông nghiệp, thực hiện cơ chế chú trọng song song.
Trương Bản Tiến căn bản có chuẩn bị ở phương diện này, chỉ sau 10 phút thì nói rõ những ý tưởng của mình cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa lắng nghe vừa trầm ngâm. Phát triển các sản phẩm trong ngành nông nghiệp căn bản là yêu cầu quan trọng, nếu như làm tốt phương diện này, chẳng những có thể phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, còn có lực xúc tiến rất lớn với sự phát triển của nông nghiệp. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Trương có ý nghĩ rất tốt, gia công những sản phẩm bảo vệ thực vật không những phải mà làm cho tốt. Nhưng phương diện này chúng ta không nên làm như ong vỡ tổ, cần phải tìm chuẩn hạng mục, giúp đỡ các xí nghiệp trọng điểm, cho ra những nhãn hiệu trọng điểm. Trương Bản Tiến lúc đầu chỉ chăm chú lắng nghe, khi nghe đến phương diện chính thì không khỏi mở cặp ra lấy sổ ghi chép lại. Hắn rất chịu phục Chủ tịch Vương, hắn là cấp phó nắm công tác nông lâm nghiệp, hắn căn bản hiểu rõ sự ảnh hưởng của phương diện ô nhiễm với môi trường và nông nghiệp. Nhưng Trương Bản Tiến là một cán bộ cấp phó, chỉ phải chịu trách nhiệm trong mảng công tác của mình. Trước kia hắn từng báo cáo qua với Đường Chấn Huy, thế nhưng Đường Chấn Huy căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Phải nói là thái độ của Đường Chấn Huy khi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực công tác của Trương Bản Tiến. Khi Vương Tử Quân đi đến thì làm việc rất nhanh chóng mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ đảm đương. Những sự việc nhìn qua có vẻ phức tạp thế nhưng luôn được Chủ tịch Vương chứng thực cực kỳ tốt. Sau khi báo cáo xong và lại nghe những lời bàn bạc của Chủ tịch Vương, Trương Bản Tiến giống như sinh ra cảm giác hào quang xé tan màn đêm. Trước nay dù hắn luôn biểu hiện là người thành thật thế nhưng thật lòng lại có chút kiêu ngạo. Năm xưa khi bị điều động từ vị trí bí thư thị ủy Linh Long đến phó chủ tịch tỉnh, trong mắt nhiều người thì hắn rõ ràng là bị đổ phấn đấu ép phải đi, thế nhưng hắn đi với nụ cười ung dung, căn bản không có chút thất lạc. Biểu hiện của hắn tất nhiên là để cho nhóm người Sầm Vật Cương nhìn vào. Chủ tịch, sau khi quay về tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, cố gắng tạo ra một kế hoạch tốt. Trương Bản Tiến chờ Vương Tử Quân nói xong thì trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói, Tết đã qua thế nhưng chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian, tôi hy vọng Chủ tịch Trương có thể nhanh chóng cho ra phương án. Trương Bản Tiến khẽ gật đầu, hắn xem như đã báo cáo xong. Hắn nhìn lên đồng hồ trong phòng, sau đó có chút chần chờ, lại trầm giọng nói, Chủ tịch, vài ngày trước tôi có đi thăm một người thân. Anh ấy phản ánh phương diện xây dựng nhà ở trong thành phố có chất lượng không khả quan. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nhìn thoáng qua Trương Bản Tiến, sau đó chờ đối phương tiếp tục nói. Trương Bản Tiến lấy ra một điếu thuốc, sau đó trầm giọng nói, người thân thích kia của tôi ở một thôn vùng ngoại ô thành phố Linh Long, lúc này thành phố Linh Long đang đẩy mạnh xây dựng kinh tế mới. Người trong thôn căn bản rất đồng ý với phương diện cải tạo xây dựng khu đô thị mới. Cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng gần đây người trong thôn cảm thấy chất lượng các tòa nhà có vấn đề, thế là tâm tình phản đối của bọn họ càng ngày càng lớn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ Trương Bản Tiến là người từ thành phố Linh Long đi ra, nếu như người này đứng ra nói về vấn đề của Linh Long, chỉ sợ bị người ta nói là đang báo thù tư nhân. Hơn nữa phương diện chất lượng xây dựng cũng không phải nằm trong mảng công tác của Trương Bản Tiến. Chuyện này có căn cứ chính xác không? Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi khẽ nói. Trương Bản Tiến lắc đầu nói, chỉ là những kiến trúc được xây dựng trong thôn, căn bản khó tiếp cận, không có chứng cứ gì. Trước đó vài ngày tôi đã nói qua với Chủ tịch Cố về vấn đề này, Chủ tịch Cố nói sẽ cho người đi xem xét, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì phản hồi lại. Vương Tử Quân gật đầu nói, cũng nên cho người đi điều tra một chút. Đúng rồi, anh có tài liệu phản ánh cụ thể của người trong thôn hay không? Cũng không có, chỉ là nghe nói mà thôi. Trương Bản Tiến lắc đầu rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cũng không hỏi lại, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, nếu đã có phản ánh như vậy thì chúng ta nên điều tra một chút, vì lợi ích của quần chúng căn bản là không nhỏ. Trương Bản Tiến thấy Vương Tử Quân đồng ý thì đứng lên nói, Chủ tịch, tôi phải đi cho người hoàn thiện phương án, ngài cứ bận rộn công tác. Vương Tử Quân nhìn Trương Bản Tiến phải đi mà đứng lên nói, Chủ tịch Bản Tiến, sau này nếu có thời gian thì cứ đến phòng làm việc của tôi. Anh là cán bộ lão thành ở Mật Đông, khi tôi có nhiều chuyện khó thể nắm bắt được rõ ràng cũng mong anh chỉ giáo cho. Chủ tịch cứ phân phó, tôi nhất định sẽ đi theo. Trương Bản Tiến cười ha hả rồi bắt tay Vương Tử Quân, sau đó nói lời cáo từ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vươn tay ra của Trương Bản Tiến. Hắn bắt tay Trương Bản Tiến rồi nói, ngoài phương diện nông nghiệp,
Bản Tiến Anh nên chú ý đến phương diện công tác của Mặt trận Tổ quốc. Trương Bản Tiến chợt sững sờ, hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân căn bản là đầu lừa không đúng miệng ngựa, chính mình là phó chủ tịch tỉnh, căn bản không quản được công tác của Mặt trận Tổ quốc, vì sao lại phải chú ý đến Mặt trận Tổ quốc? Không phải là chủ tịch Vương phân chia sai, phương diện phân công của người khác mà lại đổ lên đầu mình. Trương Bản Tiến cảm thấy khó hiểu, thế nhưng lại không muốn nhắc nhở Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo, là một lãnh đạo quyền cao chức trọng, thế nhưng lại quá trẻ tuổi. Dựa theo những gì Trương Bản Tiến quan sát được thì Vương Tử Quân cực kỳ có cá tính. Nếu mình đã không thể đối phó lại Sầm Vật Cương, cần gì phải trêu chọc Vương Tử Quân làm cho mối quan hệ giữa hai bên thêm căng. Trương Bản Tiến suy tư giây lát rồi trầm giọng đồng ý, chủ tịch, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Vương Tử Quân là người đã trải qua nhiều mưa gió, hắn căn bản là người cực kỳ giỏi nhìn biểu hiện vẻ mặt của người khác. Hắn biết rõ lúc này Trương Bản Tiến đang nghĩ cái gì, thế nhưng cũng không nói ra. Mình đã nói như vậy rồi, căn bản không còn bất kỳ thứ gì khác để nói, thế nên chỉ cười cười mà không nói thêm. Trương Bản Tiến rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn vẫn thầm nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ mình sao có thể quan tâm đến khối công tác của Mặt trận Tổ quốc. Đây là phương diện chuyên môn, đừng nói là không phải mình làm lãnh đạo chủ khảo, dù mình là phó chủ tịch được phân công quản lý công tác này thì cũng không cần. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Trương Bản Tiến ngây cả người. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười tự giễu, thầm nghĩ chuyện này đồ phấn đấu đã được tỉnh ủy đề cử, mình ở đây suy nghĩ miên man làm gì. Trương Bản Tiến nghĩ đến phương diện đồ phấn đấu sắp tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy thì không khỏi có chút thất lạc. Trương Bản Tiến chậm rãi đi xuống lầu, hắn chuẩn bị đi tham gia một hội nghị theo đúng chương trình ngày hôm nay. Khi hắn còn chưa kịp đi về phía chiếc xe của mình, một chiếc xe chợt dừng lại cách đó không xa. Hắn đưa mắt nhìn qua, có một người đi xuống xe. Người đi đầu căn bản là khá quen thuộc. Trương Bản Tiến nhìn bộ dạng không quá cao nhưng tràn đầy lực lượng của đồ phấn đấu, hắn có chút sững sốt. Hắn thầm nghĩ hôm nay làm sao vậy, vì sao mình vừa nghĩ đến thì đồ phấn đấu đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.